Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 91. Phó Chủ tịch thành phố Hải Đông Trương Minh Lâm đang ngồi với vài đồng chí. Chủ tịch thành phố, cấp trên làm vậy cũng quá đáng quá. Lúc này, một gã đàn ông trung niên đầu hói thản nhiên nói. Tên này là Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Hải Đông Lưu Nhất Tiêu, cũng là thiết can của Phó Chủ tịch thành phố Trương. Đúng vậy, Chủ tịch thành phố đã thay quyền gần cả năm rồi. Không ngờ giờ lại kêu thằng nhãi miệng còn hôi sữa đến đoạt mấy vị trí, mẹ nó, quá lắm rồi. Tôi không dám tưởng tượng, lãnh đạo tỉnh ủy lẽ nào bị lừa đá vào đầu cả rồi. Người đang nói là một lão béo, dáng người tương đối lớn, có râu quai nón. Người này tên Triệu Sơn, là phó cục trưởng thường trực cục công an thành Hải Đông. Chương 1640, Thái tử ra Hải Đông. Thằng nhãi kia chắc ra thế lớn lắm, bằng không. Một thằng nhãi tí tuổi đầu sao lăn lộn được tới vị trí chủ tịch thành phố. Tên này đúng là kẻ địch mạnh, lão Trương, chúng ta phải sớm chuẩn bị thôi. Một người trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn hừ giọng nói. Người này tên Đinh Nghĩa Minh, là phó chủ tịch thành phố Hải Đông. Vốn, lão già này nghĩ Trương Minh Sâm có thể thuận lợi lên chức. Vậy thì vị trí phó chủ tịch thành phố thường trực còn trống kia sẽ đến phiên mình. Không thể ngờ đột nhiên xuất hiện một Diệp Phàm, làm Trương Minh Sâm nguyện vọng tan tành, vậy thì hy vọng của mình cũng tiêu luôn. Mà người dòm ngó vị trí phó chủ tịch thành phố cũng không ít. Giống như những quân bài domino, số cán bộ vô vọng trên con đường thăng quan dĩ nhiên đều một bụng bực tức. Hừ, vậy bảo anh ta ngồi xe đến, nhanh đi. Trương Minh Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia hàn quang, như một con sói đói. Chủ tịch thành phố, anh nói đi. Chúng ta phải làm gì hắn? Mặt Triệu Sơn hiện lên nụ cười thâm hiểm. Ha ha, đừng nóng vội, tin là có người ngồi không vững như chúng ta mà. Trương Minh Sâm thản nhiên cười. Anh nói lão già Phạm Viễn kia à? Đinh Nghĩa Minh thản nhiên cười nói. Hay, hay, Phạm Viễn là nhân vật số một Hải Đông, một tên nhãi con nhảy vào bộ máy của gã, người ta thanh niên mà, chắc chắn dễ kích động. Đến lúc đó... Thằng nhãi miệng còn hôi sữa đấu với lão Châu già Phạm Viễn, ha ha, có trò vui để xem rồi. Triệu Sơn cười the thé, hơi giống một lão thái giám. Phạm Viễn là một con cáo già, chắc chắn gã biết, chuyện này người khó chịu nhất chính là anh Minh Sâm. Chắc hẳn, nhất thời lão già này sẽ không ra tay. Gã sẽ xem chừng, chúng ta cũng xem chừng, vậy không phải tên nhãi họ Diệp kia được lợi quá sao? Đinh Nghĩa Minh có chút lo lắng. Nói cũng đúng, tuyệt đối không thể để tên nhãi kia hưởng lợi được, nghe nói ngày 6 xuống rồi đó, chúng ta đã nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rồi. Ngày hôm qua Cục trưởng Cục Công an đã gọi chúng tôi đến để bàn bạc, bố trí công tác đảm bảo an toàn cho lãnh đạo, phương diện bảo an lần này do tôi phụ trách. Hay là chúng ta làm chút chuyện gì đó, để cho thằng nhãi này chưa kịp ngồi vào ghế chủ tịch thành phố đã bị té bổ nhào mới hả giận. Có lẽ thằng nhãi đó chịu không nổi quay người bỏ đi cũng nên. Triệu Sơn cười ha ha, dường như đang tưởng tượng ra cảnh Diệp lão đại chật vật chuồn khỏi Hải Đông, sức tưởng tượng của tên này quả là phong phú. Làm như vậy cũng không ổn, mùng 6 chắc hẳn lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng xuống. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì không phải người ta sẽ nghĩ Hải Đông của chúng ta náo loạn, để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo sao, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Phó Chủ tịch thành phố Đinh Nghĩa Minh lắc đầu, người này đầu óc vẫn còn rất sáng suốt. Lão Đinh, anh biết sợ phiền phức từ khi nào vậy? Trương Minh Sâm liếc nhìn Đinh Nghĩa Minh một cái, lạnh lùng hừ nói, có chút không hài lòng về Đinh Nghĩa Minh. Không phải sợ chuyện, chỉ là cẩn thận một chút, chúng ta hoàn toàn có thể đợi lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy về rồi hắn ra tay cơ mà. Như vậy, vừa không đắc tội với lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hơn nữa. Còn có thể làm thằng nhãi kia chưa ngồi nóng đít đã có chuyện lớn xảy ra không phải càng tốt hơn sao? Đinh Nghĩa Minh giải thích. Anh Nghĩa Minh hoàn toàn có thể không ra mặt mà. Lúc này, Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu thản nhiên cười nói. Không cần tự mình ra mặt, vậy anh muốn mượn dao giết người. Đinh Nghĩa Minh trong lòng thoáng suy nghĩ liếc mắt nhìn đồng chí Lưu Nhất Tiêu hỏi. Đương nhiên, Lưu Nhất Tiêu có vẻ đắc ý dương mắt nhìn Đinh Nghĩa Minh nói. Dao ở đâu ra? Triệu Sơn không hiểu, nhìn Lưu Nhất Tiêu, còn Phó Chủ tịch thành phố Trương cũng không khác gì mấy. Ha ha! Lưu Nhất Tiêu đúng là mập mờ,
còn cố tình nhấp một ngụm trà. Lão Lưu, bệnh cũ của anh đúng là không sửa được, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Trương Minh Sâm thản nhiên cười thúc giục. Tập đoàn Địa Đường Địa không phải có Tô Lâm Nhi sao? Lưu Nhất Tiêu rốt cuộc cũng để lộ nội tình. Tô Lâm Nhi này cũng thuộc hạng nhất đó, tuy nói cô nàng đến từ Tô gia thủ đô, năm nay cũng mới 26-27, nhưng cô nàng này cũng không đơn giản. Tập đoàn Địa Đường Điểu ở thành phố Hải Đồng đã mấy năm rồi, thành tích kinh doanh cũng rõ như ban ngày. Hình như ngành thời trang của tập đoàn này ở Hải Đông chúng ta cũng khá nổi tiếng. Nhưng, cô nàng này có liên quan gì ở đây? Đinh Nghĩa Minh thản nhiên hừ nói liếc mắt nhìn Lưu Nhất Tiêu. Thằng nhãi này không thích Lưu Nhất Tiêu lắm. Hình như tên này cho rằng ở đây Lưu Nhất Tiêu gã là thông minh nhất, những người khác đều ngu ngốc cả không bằng ấy. Tôi cũng buồn bực. Tuy nhiên Tô Lâm Nhi đúng là không đơn giản. Tập đoàn Địa Đường Điểu đăng ký vốn mấy chục triệu, nhưng, nghe nói hiện nay tổng tài sản đã đạt tới 500 triệu. Chỉ trong vòng mấy năm, đã tăng lên cả chục lần. Cái này đúng là có cướp ngân hàng cũng chẳng thể kiếm đâu ra nhiều như vậy. Loại lợi nhuận này, khiến một số đồng chí trong ngành phải đỏ mắt đấy. Trương Minh Sâm không ngừng thở dài, xem ra Tô Lâm Nhi tương đối có tiếng ở Hải Đông này. Còn không phải các cán bộ ở Hải Đông vì nịnh bợ Tô gia nên đã đưa ra những chính sách đặc biệt tốt sao, thành tựu của tập đoàn Địa Đường Điêu đương nhiên phải huy hoàng rồi. Hơn nữa, Tô Lâm Nhi cũng đầy bản lĩnh, ánh mắt luôn đi trước thời đại. Đinh Nghĩa Minh hừ nói, liếc mắt nhìn Lưu Nhất Tiêu hỏi. Lão Lưu, sao chưa giải thích rõ Tô Lâm Nhi có liên quan gì đến giao trong tay chúng ta? Đúng vậy đó anh Lưu, rốt cuộc làm sao mới có thể khiến Tô Lâm Nhi thành con dao đâm người? Triệu Sơn cũng nghi hoặc nhìn Lưu Nhất Tiêu đầu hói, trong lòng thầm mắng thằng chó Nhật đầu hói, cứ ép người mãi. Tô Lâm Nhi không thể thành dao trong tay chúng ta, tuy nhiên, không phải Tô Lâm Nhi có nhận người mẹ nuôi sao, thằng em trai Tô Ngưu Đản kia hoàn toàn có thể thành dao trong tay chúng ta. Hơn nữa, còn có thể làm con dao lớn đâm chết người đấy. Lưu Nhất Tiêu cười to. Tô Ngưu Đản, cái thằng ngu đó à? Ha ha! Triệu Sơn đột nhiên mỉm cười. Liếc nhìn Lưu Nhất Tiêu, đưa ngón tay cái lên nói. Đúng là anh Lưu lợi hại, không ngờ có thể nghĩ ra được thằng đó. Cái thằng đó đúng là thằng ngu, mỗi lần làm chuyện gì cũng đều là Tô Lâm Nhi gọi điện dàn xếp cho nó. Nhưng, cô nàng Tô Lâm Nhi này cũng rất kỳ lạ. Sinh ra ở Tô gia Bắc Kinh, hẳn là gia đình quyền quý rồi. Sao lại đến nhận mẹ nuôi ở cái vùng nông thôn Hải Đông này chứ? Rồi còn đổi họ cho cái thằng Trương Ngưu Đản đó nữa. Không ngờ cũng lấy họ Tô của Tô Lâm Nhi luôn. Mẹ nó, thằng này đúng là, Ngưu Đản cái gì, cứ gọi phứt là phân châu cho rồi. Triệu Sơn vừa nói ra mọi người trong phòng lập tức cười vang. Kỳ thực, cái này tôi cũng tình cờ phát hiện thôi. Cậu em rể của tôi Thôi Thanh mọi người cũng biết rồi đấy, là cục trưởng cục đất đai thành phố. Còn Tô Ngưu Đản này thì đến tìm em trai tôi nhờ phê duyệt miếng đất. Hình như là Tô Ngưu Đản góp vốn với người ta làm nhà máy nhựa gì đó. Lưu Nhất Tiêu vừa nói đến đây, Triệu Sơn không kìm nổi cười nói. Tô Ngưu Đản ngoại trừ việc đem tiền nhét dưới váy phụ nữ ra mà còn muốn kinh doanh à, làm cái rắm ấy, nghe nói Tô Lâm Nhi mỗi tháng cho gã hơn chục ngàn tiền tiêu vặt, căn bản chẳng đủ cho thằng nhãi này nuôi gái. Đúng vậy, chục ngàn Tô Ngưu Đản kia dùng được vài ngày là may lắm rồi. Cái thằng ngu này bản thân chẳng có bản lĩnh rắm gì. Nghe nói chỉ học hết lớp 3 chứ mấy. Trước kia căn bản chỉ là thằng lưu manh thôi, sau này dẫm chúng phân chó gặp được Tô Lâm Nhi. Giờ mới ngông nghênh được như vậy đấy chứ, cái mặt chó của nó, làm như là bá vương ở Hải Đông chúng ta không bằng. Bình thường còn tự xưng mình là thái tử gia của Hải Đông, biệt hiệu là Ngưu Thái Tuế. Giải tiền như giải giấy, hào phóng lắm, dưới tay còn có nuôi một đám tiểu đệ nữa. Thằng này lá gan ngày càng lớn. Em rể tôi cũng nể mặt Tô Lâm Nhi, nên nghe Trương Nhất Đống xin xỏ thì cũng nhắm mắt cho qua. Cũng có đi điều tra rồi, căn bản chẳng hợp tác nhà máy rắm gì cả. Tô Lâm Nhi không cho nó tiền, nó đem chuyện hợp tác làm nhà máy ra để xin. Sau này mới biết được thằng nhãi này làm thủ tục cho một ông chủ Chiết Ninh mua đất. Chỉ cần có thể làm thủ tục cho mảnh đất này xong ông chủ Chiết Ninh kia sẽ đưa ngay cho gã 20-30 triệu tiền phí. Cái này là tay không bắt giặc. Có lời quá còn gì. Tô Ngưu Đản biết quan hệ của Tô Lâm Nhi với em rể tôi không tệ. Cho nên mới tới tìm cậu ấy. Tuy nhiên, em rể tôi cứ kéo dài mãi. Cái này,
nói chung là do mảnh đất lớn quá, trong lòng cậu ấy cũng băn khoăn. Lưu Nhất Tiêu nói, ý lão Lưu là lợi dụng mảnh đất này để Tô Ngưu Đản dở trò. Trương Minh Sâm hỏi, liếc mắt nhìn Lưu Nhất Tiêu. Ừ, chỉ cần em dè tôi cho cấp dưới đi xúi dục một chút. Chẳng hạn nói mảnh đất vốn được phê chuẩn rồi. Nhưng do Hải Đông có sự thay đổi, chủ tịch thành phố Diệp đến. Hắn còn chưa tới Hải Đông đã tuyên bố phải quy hoạch đất đai Hải Đông gì đó. Tôi tin, Tô Ngưu Đản vừa nghe, chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Phàm này chặt đứt đường tại lộ của gã. Chỉ cần đuổi Diệp Phàm đi, là có thể cầm được mấy chục triệu tiền làm thủ tục đất kia. Lưu Nhất Tiêu nêu ra toàn bộ kế hoạch. Diệu kế, lão Lưu, đúng là diệu kế. Triệu Sơn không kìm được lớn tiếng khen, liếc nhìn Lưu Nhất Tiêu, cười nói. Tô Ngưu Đản kia chắc chắn sẽ trúng kế, thằng nhãi này vốn bị tiền làm mờ mắt rồi. Ai chặt đứt đường của gã chắc chắn gã sẽ liều mạng với kẻ đó. Đúng là không tệ. Trương Minh Sâm gật đầu, liếc mắt nhìn Lưu Nhất Tiêu, nói. Nhưng, việc này anh phải chú ý. Chúng ta không thể ra mặt được. Hơn nữa, em rể anh cũng không được ra mặt. Phải may áo mà không để lại đường may mới được. Đến lúc đó có xảy ra chuyện gì, điều tra truy cứu cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Dù hắn có biết cũng chẳng hận được đến chúng ta, không phải chúng ta sợ bị hắn ghi hận. Chủ yếu là những chuyện này không thể để lộ được, tốt nhất là không cho ai biết càng tốt. Yên tâm, anh Minh Sâm, lão Lưu tôi làm việc, anh cứ yên tâm. Đến lúc đó, chúng ta chẳng liên quan cái rắm gì cả. Lưu Nhất Tiêu cười thâm hiểm. Bí thư Phạm, thằng nhãi đó đến, sau này chúng ta dễ làm việc rồi. Trong nhà của bí thư thành ủy Phạm Viễn cũng có một đám người đang ngồi. Lúc này một người trung niên mặt gầy cười ha ha nói. Người này tên Cao Hoa, là trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Hải Đông. Chưa chắc đâu lão Cao, thanh niên dễ kích động, thường không làm theo lẽ thường. Hơn nữa, người này chẳng biết trời cao đất rộng. Trường hợp không nên làm ầm ĩ hắn lại dám mở miệng, nơi không dám ra tay hắn cũng nhúng tay vào. 4. Quan trường có quy cũ của quan trường. Loại người này không làm theo quy cũ của quan trường sẽ gây lộn xộn. Đôi khi còn có thể khiến cho mọi người rất bị động, bởi vì, hắn xuất chiêu anh có muốn phòng cũng không phòng được. Chẳng hạn, có 3 cách cán bộ sẽ không dùng, nhưng trong đầu những người như chúng căn bản chẳng có khái niệm này, chúng dám làm. Lúc này, một lão già để hàm râu dài ngồi đối diện Cao Hoa lắc đầu nói. Người này là Ngô Sinh Phát, phó chủ tịch thành phố lâu đời của Hải Đông. Chương 1641, chủ tịch thành phố bạo lực. Ha ha, binh đến tướng chặn, thủy đến đất ngập. Lão Ngô, người thanh niên này có thể chơi được với loại sỏi đời sao? Hơn nữa, cứ nắm vào tật xấu dễ kích động của chúng, chỉ cần một phát thôi, ắt hẳn là đã tiêu đời rồi. Lúc này, bí thư quận ủy Nguyệt Hồ, một trong 3 quận của thành phố Hải Đông, Dương Bản Thủy cười ha hả nói. Bí thư Phạm, hay là cứ thử thằng nhãi này trước rồi tính sau. Trưởng ban thư ký Cao Hoa thản nhiên cười nói, nhìn đồng chí Phạm Viễn. Anh nghĩ ủy ban thành ủy Hải Đông chúng ta là bộ đội à, lão Cao à, có phải anh xem phim nhiều quá đâm nhiễm rồi không? Giết ai thì uy đây, có phải là chủ tịch thành phố Diệp sắp đến Hải Đông chúng ta không? Các anh ấy à, nhìn vấn đề đều nông cạn quá. Có một số việc phải động não mới được, Diệp Phàm còn chưa tới, rốt cuộc người này là dạng thế nào chúng ta cũng không rõ. Tục ngữ nói, xem người ta làm việc rồi mới định đoạt sau. Đương nhiên, tôn chỉ của Phạm Viễn tôi là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vì sự phát triển của Hải Đông, Phạm Viễn tôi không cho phép bất cứ kẻ nào làm bừa. Nói đến cuối cùng, toàn thân Phạm Viễn đột nhiên hiện lên khí phách mãnh liệt. Đúng, đúng đúng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trước tiên phải xem thái độ của thằng nhãi này. Nếu có thể phối hợp được với bí thư Phạm, nói thẳng ra là nghe lời thì cứ để cho hắn ngồi yên ở đó. Còn nếu như không nghe lời thì có cả ngàn cách đuổi hắn đi. Hải Đông này là địa bàn của chúng ta. Nó đổi thành họ Diệp từ bao giờ chứ? Đồng chí Cao Hoa không phải thổ phỉ, nhưng xem mấy tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá, nên lời nói cũng mang theo ý vị của một thổ phỉ. Việc này chúng ta không phải vội, có một số người còn vội hơn chúng ta ấy chứ. Phạm Viễn thản nhiên hừ một tiếng. Sốt ruột nhất dĩ nhiên là đồng chí Tiểu Trương rồi. Mắt nhìn thấy mông đang ngồi vững vàng, tự nhiên lại mọc đâu ra một trình rảo kim, ha ha ha, đúng là thú vị thật. Dương Bản Thủy cười ha ha nói.
cứ để cho Trương Minh Sâm đấu với Diệp Phàm đi, đôi khi, chúng ta cũng có thể ủng hộ đồng chí Tiểu Diệp kia một chút. Cao Hoa khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt nghiêm túc. Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2003. Thời tiết sáng sủa, chim chóc hót vang vui mừng, đúng là một buổi sáng tốt lành. Tâm tình Diệp Phàm tương đối tốt, có một chút kích động, một chút chờ đợi, một chút dũng cảm, một chút hào hùng. Trần Quân lái xe, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu đích thân đưa mình đi. Còn bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ cùng với giám đốc thường vụ sở giám sát tỉnh ủy Túc Nhất Tiêu, còn có giám đốc sở công an tỉnh Vu Kiến Thần nói cũng muốn xuống Hải Đông một chuyến. Diệp Phàm biết, mấy anh em xuống cũng là muốn chống lưng cho mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Vì thế, mấy chiếc Audi cùng nhắm về hướng Hải Đông. Bí thư Phạm Viễn biết đích thân đồng chí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu đưa Diệp Phàm xuống nên cũng hơi ngây người một chút. Sau đó, lập tức sắp xếp phương án nghênh đón cẩn thận. Thành phố Hải Đông dù nói là vùng núi, nhưng núi Hải Đông so với những vùng khác vẫn bằng phẳng hơn nhiều. Thành phố Hải Đông được xây dựng ở trong một thung lũng, đương nhiên, thung lũng này rất lớn. Chỉ đi học một con suối vào thành phố thôi mà cũng đã rộng mấy chục mét rồi. Thành phố Hải Đông được xây dựng hai bên bờ khe suối, tên khe suối tương đối hay. Khe suối Vượng Phu, theo truyền thuyết những phụ nữ Hải Đông nếu uống nước khe suối này sẽ Vượng Phu, cho nên lấy tên là khe suối Vượng Phu. Hơn nữa, hàng năm đều có một số phụ nữ từ bên ngoài đến Hải Đông lấy nước suối của khe suối Vượng Phu. Đương nhiên, chỉ liều mạng lấy vậy thôi. Chứ hiện nay, nước khe suối Vượng Phu toàn là rác rưởi, uống vào chắc chắn sẽ mắc bệnh. Cái này là sát phu chứ vượng phu gì nữa. Cái này, đương nhiên là di chứng của phát triển kinh tế. Xe vừa chạy trên con đường bao quanh núi, từ xa đã nhìn thấy lối vào thành phố với pho tượng Tuấn Mã đang ngồi xòe to đôi cánh. Hai lối đi có hơn 10 xe cảnh sát đang mở đèn cảnh báo nhưng không hú còi. Trông vô cùng uy vũ. Lối vào ở giữa có một hàng người, chắc là đồng chí Phạm Viễn mang theo cả bộ máy ủy ban thành ủy đến chào đón, khung cảnh vô cùng trang trọng. Chiếc Audi nhẹ nhàng ngừng lại cách pho tượng Tuấn Mã không xa. Đồng chí Phạm Viễn mang theo bộ máy cán bộ Hải Đông bước lên mỉm cười chào đón. Hoan nghênh trưởng ban Lô đến thành phố chúng tôi chỉ đạo công tác. Phạm Viễn từ xa đưa hai tay, nhiệt tình bắt tay Lô Minh Châu. Không cần khách sao như vậy đâu, lần này xuống không phải chỉ đạo công tác, chủ yếu là cùng đi đồng chí Diệp Phàm xuống dưới một chuyến. Lô Minh Châu đưa một tay thản nhiên bắt tay với đồng chí Phạm Viễn. Mắt liếc nhìn Phạm Viễn một cái nói. Đây chính là đồng chí Diệp Phàm, tôi giao lại cho nhân dân thành phố Hải Đông các anh. Bí thư Phạm, xin chào ông, tôi là Diệp Phàm. Sau khi nhìn Diệp Phàm, đồng chí Phạm Viễn dù đã biết Diệp Phàm còn rất trẻ, nhưng vẫn ngây người vài giây. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Viễn vẫn dừng bước, dĩ nhiên là đang đợi đồng chí Diệp Phàm bước đến. Dù sao, ở đây gã cũng là nhân vật số một. Diệp Phàm cũng hiểu được lối mòn này, cho nên, bước lên trước một bước hai tay ra bắt. Tuy nhiên, Phạm Viễn chỉ đưa một tay, thản nhiên cười nói với Diệp Phàm. Đúng là chủ tịch thành phố của chúng ta không trẻ bình thường mà. Cái này gọi là già trẻ kết hợp mà. Lô Minh Châu thản nhiên đùa. Lúc này, bí thư ủy ban kỷ luật Hải Đông đồng chí Lan Đình Sơn bắt tay với trưởng ban Lô và Diệp Phàm xong. Nhìn ra sau một chút, đột nhiên sắc mặt kinh ngạc. Vội bứa lên trước, chào từ xa. Không thể ngờ bí thư Hạ cũng rảnh xuống chỉ đạo công tác, thất lễ thất lễ. Ha ha, nghe nói đồng chí Diệp Phàm phải xuống đây, chúng tôi cũng chỉ đến cho thêm náo nhiệt thôi ấy mà. Hạ Hải Vĩ thản nhiên liếc nhìn Lan Đình Sơn một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang Phạm Viễn. Cái liếc mắt này, dĩ nhiên là ý cảnh cáo. Sau đó Túc Nhất Tiêu, Phu Kiến Thần cũng ra mặt. Hai bên bắt tay hàn huyên một trận rồi lên xe đi thẳng về ủy ban thành phố. Lúc này, đột nhiên từ đám đông vây quanh đứng xem xuất hiện một tên đầu to người mặt Âu phục, vẻ mặt hung tợn, tên này một mình xông lên, chờ lúc cảnh sát duy trì trật tự đã lẻn đến chỗ Diệp Phàm. Tên này từ xa đã đưa bàn tay to lên mắng. Chủ tịch thành phố cái dám gì, một thằng con nít danh thôi mà. Tô Ngưu đàn tôi không thừa nhận chủ tịch thành phố này đầu tiên. Hải Đông chúng ta sao lại để cho một thằng nhãi quản lý chứ? Đây là một biểu hiện của người vô trách nhiệm, tôi phản đối, mọi người thấy có đúng không? Chúng ta không để một thằng nhãi dám đến làm rối Hải Đông chúng ta được. Giọng người này tương đối thô, lập tức tiếng của gã truyền đi mọi nẻo đường.
Đúng đúng đúng, không thể để thằng nhóc con thối tha đảm đương chủ tịch thành phố. Chúng ta muốn sống tốt đẹp, không muốn sống những ngày nghèo khổ nữa. Lúc này, cả trăm quần chúng chen chúc nhau, đương nhiên quần chúng này nằm trong dấu ngoặc kép. Cả đám đều giơ nắm tay hét lớn. Chuyện gì vậy? Mặt Lô Minh Châu lạnh lùng, hừ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Mặt Phạm Viễn suýt chút nữa tái đi, quay đầu lại hỏi đồng chí An Kỳ cục trưởng cục công an đứng bên cạnh. Ba chục cảnh sát đương nhiên không cản nổi đám quần chúng chen chúc, lập tức cả mấy chục người xông ra khỏi vòng tròn. Hơn nữa, dường như rất có tổ chức, một số người cãi và ngăn chặn cảnh sát lại, một số khác liều mình chen lên trước, còn Tô Ngưu Đản xông lên đầu tiên, một cước đá chỗ bên dưới của đồng chí Diệp Phàm. Tên nào ra chiêu rất độc, thật sự muốn Diệp Phàm vừa đến Hải Đông đã thành công công đây mà. Bảo vệ trưởng Ban Lô. Phạm Viễn kêu to xông lên trước chắn người Lô Minh Châu. Kỳ thực, Trần Quân đã nắm chặt tay lại, Diệp Phàm hừ giọng nói. Ở đây không cần cậu lo, cậu bảo vệ trưởng Ban Lô đi trước đi. Bịch bịch một tiếng giòn vang. Mấy ngàn quần chúng đích thật vây quanh đường phố dường như cảm thấy mắt bị hoa, hình như có một bóng đen đập vào giữa đám đông. Tập trung nhìn về hướng đó, đích xác là Tô Thái Tuế Tô Ngưu Đản người đã đá chủ tịch thành phố Diệp đây mà. Hình như gã mới bị chủ tịch thành phố đá một cái văng vào trong đám người. Cậu tạp chủng, dám đánh tao, đánh chết nó đi. Tô Ngưu Đản bị quẳng xuống đất đụng phải ba bốn quần chúng, thằng nhãi này giận dữ, lồm cồm bò dậy, hét to. Lên, 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 Ngưu Thái Tuế bị đánh, báo thù cho anh Ngưu. Mười mấy người xông lên tổ chức vây công. Bịch, bịch, bịch. Những âm thanh liên tiếp vang lên, Diệp Phàm đá cú đá xoắn ốc. Lập tức cả một đám ngã xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những người đứng xem đều lập tức hít sâu kinh ngạc. Một thằng nhãi không kìm nổi kêu lên. Mẹ ơi, chủ tịch thành phố cũng có thể đánh người, mười mấy người lận. Một đá đã quét toàn bộ ngã xuống. Đúng vậy, những tên này nghe nói là thập tam thái bảo của Ngưu Thái Tuế. Cả đám đều luyện võ đó, cũng mạnh lắm. Nhưng, chủ tịch thành phố lợi hại quá, có lẽ là cao thủ Thiếu Lâm tự xuống đó. Một thanh niên khác thở dài nói, trong ánh mắt vô cùng khâm phục. Sai rồi, từ Thiếu Lâm ra là hòa thượng rồi, hòa thượng sao có thể làm chủ tịch thành phố? Chắc chắn là võ đang. Lúc này, một cậu bé đứng cạnh xen vào. Đám con nít dám biết cái gì, từ võ đang ra thì phải làm đạo sĩ sao có thể làm chủ tịch thành phố? Giọng nói lúc đầu lại mắng một tiếng. Không phải nghe nói có đệ tử tục ra sao, giống như Hồng Hy Quan, Phương Thế Ngọc của Thiếu Lâm ấy. Một đứa bé cãi. Chủ tịch thành phố đánh người. Một tên nằm dưới đất hét lên. Tuy nhiên, tiếng hét của chúng chẳng được bao nhiêu hưởng ứng. Nhưng người đứng xem toàn bộ đều im lặng, tất cả đều có chút ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chủ tịch thành phố trẻ tuổi đang đứng ở giữa đường. Hơn nữa, tất cả cảnh sát cũng xông lên, ai nấy đều như hổ sói, bắt toàn bộ đám nằm dưới đất đi. Diệp Phàm tôi tuy trẻ tuổi, nhưng cũng có một tấm lòng vì dân. Đối với những việc đánh người, vì an toàn người dân thành phố của tôi, Diệp Phàm tôi cũng không ngại đá vài cú. Diệp Phàm hừ lạnh, dùng mị thuật há âm hừ nói. Giọng nói bùng nổ tương đối vang dội, vang lên trong phạm vi mấy trăm mét. Chủ tịch thành phố bạo lực. Không biết đồng chí nào trốn trong đám đông hét lên, lại có mười mấy người hô theo. Vì dân chúng, Diệp Phàm tôi không ngại làm chủ tịch thành phố bạo lực. Diệp Phàm lại hừ một tiếng, đám cảnh sát lập tức bước lên trước thị uy, không ai còn dám lên tiếng nữa. Chương 1642, xử lý nghiêm túc. Lô Minh Châu vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đài chủ tịch trung ương trong phòng họp hình thang, bà lạnh lùng liếc nhìn mấy trăm cán bộ các phòng ban thành phố Hải Đông. Nói, chuyện xảy ra hôm nay tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ nói một câu thôi. Hy vọng sau này đừng xảy ra những chuyện thế này nữa, có một số đồng chí. Khi làm gì thì nên suy nghĩ trước sau. Đồng chí Diệp Phàm được Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, đề cử xuống Hội đồng đại biểu nhân dân thành phố Hải Đông làm quyền chủ tịch thành phố. Tiếp theo Lô Minh Châu đích thân đọc thư bổ nhiệm của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trước khi chủ tịch thành phố Diệp phát biểu tôi xin nói một câu. Chuyện hôm nay nhất định phải xử lý nghiêm túc. Xử lý nghiêm túc cho dù dính líu đến bất kỳ ai, điều tra đến cùng. Quá đáng. Đây căn bản là có tổ chức, có ý định công kích lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, và các cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Nói đến đây tôi đau lòng quá, dù tôi chẳng có mặt mũi nào mà báo cáo công tác với trưởng ban Lô nữa. Đầu tiên tôi xin tự kiểm điểm, đây là sai lầm trong công việc của Phạm Viễn tôi, xin lãnh đạo hãy phê bình. Đồng chí Phạm Viễn vẻ mặt nghiêm túc phát biểu. Tiếp theo mời đồng chí Chủ tịch thành phố Diệp phát biểu, các đồng chí, hoan nghênh. Trưởng ban thư ký thành ủy đồng chí Cao Hoa dù 120% không muốn, nhưng không thể không nói. Đám Hạ Hải Vĩ vỗ tay đầu tiên, cả phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang nhiệt liệt. Các vị lãnh đạo, các đồng nghiệp, các đồng chí Hải Đông, xin chào. Tôi là Diệp Phàm, vừa rồi chắc mọi người cũng có nghe rồi, có người còn đặt cho tôi biệt hiệu chủ tịch thành phố bạo lực, được, hay lắm. Diệp Phàm nói đến đây cố ý dừng lại, liếc mắt nhìn mọi người, nói. Tôi nói rồi, chỉ cần vì nhân dân, họ nói tôi thế nào cũng được. Lời nói xuông tôi đây không muốn nói. Tôi chỉ muốn nói là, sẽ phối hợp chặt chẽ với bí thư Phạm, dẫn dắt nhân dân Hải Đông tiến đến những ngày tươi đẹp hơn. Các đồng chí tiền lương sẽ tăng cao, hầu bao sẽ căng thêm chút nữa. Cái này, chính là mục tiêu mà Diệp Phàm tôi đến Hải Đông. Cảm ơn mọi người. Lời nói của Diệp Phàm tương đối ngắn gọn nhưng sát với tình hình thực tế. Lập tức tiếng vỗ tay không ngớt, lần này là các đồng chí vỗ tay xuất phát từ nội tâm. Cơm tối ăn ở nhà khách chính phủ. Sau khi ăn xong Lô Minh Châu và Lão Hạ, Lão Túc đều ra về. Vì buổi tới ở địa phương cũng không được đầy đủ cho lắm. Diệp Phàm tạm thời ở tại nhà khách thành ủy. Diệp Phàm cảm thấy mệt mỏi, nên đi ngủ sớm. Tuy nhiên, trong lòng luôn nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cái tên Tô Ngưu Đản kia chắc chắn có người sai khiến, xem ra, mình vừa đến Hải Đông đã có người xuất chiêu rồi. Tô Ngưu Đản chỉ là tiểu lâu la, chẳng biết đằng sau gã là đại thần thành ủy nào. Hạ Hải Vĩ và Vu Kiến Thần, Túc Nhất Tiêu đều nghiêm túc dặn dò Cục trưởng Cục Công an thành phố An Kỳ, chuyện của Tô Ngưu Đản phải xử lý nghiêm túc. Cục trưởng An dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Chuyện xảy ra ngày hôm nay làm An Kỳ chẳng được vẻ vang gì, suýt chút nữa vị này đã giơ chân giơ tay mới mười mấy cảnh sát Hải Đông. Gã biết, bên trong Cục Công an đang có người đâm sau lưng mình. Bằng không, cái gọi là quần chúng này sao có thể chen vào giữa các cảnh sát được. Diệp Phàm vừa mới nằm xuống, cửa đã bị đẩy ra. Vừa nhìn, thấy một người trung niên tóc quăn. Chủ tịch thành phố, tôi là Vu Hữu Hòa, phụ trách công tác ở Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, được phân công quản lý nhà khách. Vu Hữu Hòa hơi khom người, cung kính nói. Là chủ nhiệm Vu à. Diệp Phàm đưa tay ra bắt tay với ông ta. Dù gì cũng phải thể hiện cái giá của lãnh đạo. Bằng không, người ta sẽ không coi anh là lãnh đạo. Người ta không coi anh là lãnh đạo thì làm lãnh đạo có ý nghĩa gì? Lãnh đạo là lãnh đạo có cái giá của lãnh đạo. Quấy rầy chủ tịch thành phố nghỉ ngơi. Lúc nãy tôi có gặp Cục trưởng Cục Công an. Anh ấy nói muốn báo cáo công tác với anh, nhưng lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Vu Hữu Hòa nói với Diệp Phàm. Anh ấy đang ở đâu? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Đang ở đại sảnh chờ, nếu chủ tịch thành phố đồng ý gặp tôi sẽ đi nói lại với anh ấy. Vu Hữu Hòa bộ dạng ngượng ngùng nói. Xem ra, An Kỳ ngồi không yên rồi. Ngày đầu tiên mình đến, theo lý mà nói An Kỳ sẽ không đến chào hỏi mình. Bởi vì tối nay quá chướng mắt, toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Ai ra mặt chắc chắn ế được nhớ rõ. Vu Hữu Hòa ra mặt là bình thường. Vì anh ta làm ở Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chính là vì chủ tịch thành phố phục vụ. Từ đó có thể thấy, giao tình của Vu Hữu Hòa và An Kỳ tương đối sâu đậm. Được, mời anh ấy lên đây. Diệp Phàm vẫn khá khách khí, bởi vì hắn nghĩ tới lời Kiều Thế Hào nói. Hình như bạn của anh ta Trần Đống có quan hệ không tồi với Cục trưởng An. Nếu có thể thông qua Trần Đống lôi kéo được An Kỳ. Không cần bảo anh ta đối kháng ai. Chỉ cần ủng hộ mình trong khối công tác ở Cục Công an là đã quá tốt rồi. Vì vậy tên này dĩ nhiên không thể chậm trễ. Phòng nghỉ của Diệp Phàm bên ngoài có một phòng khách nhỏ. Cục trưởng An Kỳ dáng người tương đối cao lớn, khổ người tương tự Hạ Hải Vĩ. Ngồi đi Cục trưởng An. Diệp Phàm khách khí giơ tay bắt tay với Cục trưởng An rồi nói. Chủ tịch thành phố, tôi đến để kiểm điểm với anh. An Kỳ vẻ mặt hổ thẹn, cúi đầu nói. Kiểm điểm cái gì, anh có làm gì sai đâu. Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc, liếc nhìn An Kỳ một cái thản nhiên hừ giọng, dĩ nhiên là đang nói mát. Tôi chưa làm tốt công tác, hôm nay khiến chủ tịch thành phố phải sợ hãi.
Tôi đã dặn dò cả rồi, việc này nhất định sẽ nghiêm túc điều tra. Đúng là chẳng ra làm sao cả, xem ra, chị An Hải Đông cần phải được chỉnh đốn lại. Sáng mai tôi sẽ mở hội nghị toàn bộ máy, cho nên, tối nay muốn đến xin chỉ thị của Chủ tịch thành phố. An Kỳ tương đối khách khí, trong giọng nói không ngờ còn có chút cung kính. Diệp Lão Đại ngược lại cảm thấy rất kỳ lạ, An Kỳ căn bản đâu quen biết mình, chẳng lẽ sức hấp dẫn nhân cách của mình lớn đến thế, mới liếc mắt đã hàng phục được Đại Cục trưởng An. Diệp Lão Đại dĩ nhiên chẳng chút kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức đó. Thái độ của An Kỳ như thế này, dưới bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mà dám nửa đêm đến thăm hỏi mình, điều này cần dũng khí rất lớn. Chỉ thị thì miễn đi, tôi vừa tới, cái gì cũng không nắm rõ. Cục trưởng An thấy nên chỉnh đốn thế nào thì cứ chỉnh đốn như vậy, nói thẳng ra là chuyện hôm nay chắc là ngẫu nhiên tôi sớm đã quên mất rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Tôi nhất định nghiêm túc chỉnh đốn, tăng cường giáo dục tư tưởng cho các cảnh sát, tăng cường chị An. An Kỳ vẻ mặt ngưng trọng, nói, nhìn Diệp Phàm một cái, do dự chút nữa, nói thêm. Chủ tịch thành phố, lần này ngài xuống, Trần Đống đã nói với tôi rồi. Thì ra là thế, không thể ngờ Trần Đống xuống tay nhanh thật. Người này muốn đem quân tiến vào sân huấn luyện của Vịnh Lam Nguyệt nên xem ra rất để ý đến chuyện của mình. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, miệng nói. Trung tá Trần Đống, ha ha, mấy hôm trước tôi mới cùng với anh ấy uống mấy ly rượu. Không nói dối chủ tịch thành phố, Trần Đống với nhà chúng tôi là chỗ thân thích. An Kỳ nói trắng ra. Vậy thì tốt quá, thân thích là tốt rồi, Trần Đống là bạn tôi mà. Thân thích của bạn cũng là thân thích của Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm nói. Không dám, chủ tịch thành phố, sau này có chuyện gì cứ dặn dò. Đã trễ rồi, tôi xin phép đi trước. An Kỳ nhìn đồng hồ, nói. Được, sau này có việc tôi nhất định sẽ tìm anh. Diệp Phàm cười nói, đưa An Kỳ ra cửa, biết An Kỳ đang bước đầu thăm dò mình. Hai người còn chưa có thâm giao, cho nên, đang còn ở giai đoạn thăm dò. Tuy nhiên, từ thái độ của An Kỳ có thể thấy, nếu mình đồng ý bỏ sức chắc chắn có thể kéo được anh ta qua. Đối với An Kỳ, Diệp Phàm cũng có tìm hiểu qua. Người này chỉ là cục trưởng cục công an thành phố, kỳ lạ là ngay cả chức bí thư đảng ủy công an cũng không kiêm nhiệm. Xem ra, trước kia chủ tịch thành phố và bí thư Phạm hai người cũng chẳng thích gì anh ta. Có lẽ, người này luôn bị chèn ép. Mình vừa đến, Trần Đống lại thổi phồng về mình như vậy, chắc là anh ta đã tìm thấy cơ hội trở mình. Đầu tiên cứ kéo An Kỳ về cái đã, thông qua anh ta có thể kéo được cả đồng chí tránh văn phòng Vu Hữu Hòa. Vu Hữu Hòa là quản gia ở Ủy ban Nhân dân thành phố, nếu như không cùng nhánh với mình, trong việc triển khai công tác cũng như cá mắc cạn, không được thoải mái cho lắm. Còn tư lệnh quân khu Hải Đông đồng chí Nguyễn Tiến chắc hẳn Lưu Đỉnh cũng đã dặn dò rồi. Tuy nhiên, tạm thời Nguyễn Tiến không giúp được gì mình. Là tư lệnh quân khu, đơn giản chỉ có thể cùng mình gõ nhịp đồng chí bất hòa nào đó trong hội nghị thường vụ thôi. Còn đối với chuyện địa phương thì sức tương trợ không lớn. Còn mình mà muốn chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong hội nghị thường vụ Hải Đông, chuyện này cũng hơi khó, nói thật, đó là một trách nhiệm nặng nề. Trước mắt có thêm một Nguyễn Tiến là ở tầm mắt mình, còn những đồng chí khác, chắc hẳn đã sớm bị bí thư thành ủy Phạm Viễn và các đồng chí khác phân chia nhau rồi. Còn mục tiêu tiếp theo của mình chính là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Cổ Dị Hùng. Cổ Dị Hùng nghe nói mới 40 tuổi. Với số tuổi này mà đã leo lên được vị trí hiện tại chứng tỏ sau lưng người này có chỗ dựa khá vững chắc. Hơn nữa, người này có tiềm lực thăng chức khá lớn. Muốn thuyết phục anh ta, dĩ nhiên là phải mượn thế kiều ra. Tuy nhiên, hiện nay mình chưa biết rõ tình hình, dĩ nhiên chưa tiện mở miệng. Hơn nữa, tuy nói lão kiều gia ở ban tổ chức cán bộ rất có uy tín. Nhưng tất cả trưởng ban tổ chức cán bộ của Trung Quốc không phải đều mang họ kiều. Chưa đến một tháng nữa là đã Tết rồi. Diệp Phàm đặt cho mình mục tiêu là phải làm việc thật chắc làm người thật thành thực. Phải cố gắng tạo mối quan hệ tốt với các đồng chí. Trong khoảng thời gian này, không tranh cãi với nhân vật số 1 của thành ủy, tạo mối quan hệ tốt với Phạm Viễn, nhân vật số 1 ở Hải Đông này. Sáng hôm sau, trước tiên Diệp Phàm đến văn phòng của bí thư thành ủy Phạm Viễn chào hỏi trước. Mình vừa mới đến, cũng nên đi thăm đồng chí đầu tàu Phạm Viễn này một chút. Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy Hải Đông không nằm chung một tòa nhà.
Bản thân Hải Đông được phân ra làm 3 quận, quận An Lâu, quận Hồng Hưng và quận Nguyệt Hồ. Tòa nhà thành ủy ở quận Nguyệt Hồ, còn tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố nằm ở quận An Lâu. Từ kết cấu này Diệp Phàm cũng ngửi được một chút mùi vị. Chắc hẳn bí thư quận ủy Nguyệt Hồ đồng chí Dương Bản Thủy có quan hệ khá tốt với lão Phạm, mà Dương Bản Thủy chẳng những là bí thư quận ủy Nguyệt Hồ mà còn là ủy viên thường vụ thành ủy. Sau này, chắc hẳn ủy ban nhân dân thành phố muốn sắp xếp công việc gì ở quận Nguyệt Hồ cũng sẽ gặp vài khó khăn. Vì Dương Bản Thủy là ủy viên thường vụ thành ủy, nếu có quan hệ tốt với Phạm Viễn thì gã hoàn toàn có thể không nể mặt mình. Thấy Diệp Phàm đến chơi, Phạm Viễn nhân vật số 1 Hải Đông tương đối vui vẻ. Tên này tự nhiên cảm thấy mình rất có thể diện, Diệp Phàm cũng đã đến thỉnh an mình rồi cơ đấy. Chương 1643, thằng nhãi đó chắc chắn là một cao thủ. Diệp Phàm đưa hai tay qua, cười nói. Hôm nay tôi đến Hải Đông làm việc ngày đầu tiên, nên muốn đặc biệt đến xin chỉ thị của bí thư Phạm. Chủ tịch thành phố Diệp nói quá lời, xin chỉ thị thì không cần đâu, chúng ta là đồng nghiệp, cùng nhau thúc đẩy công tác, cùng nhau học tập thôi. Phạm Viễn cũng đưa một tay bắt lấy tay Diệp Phàm, đương nhiên, trên mặt cũng nở nụ cười. Để người ngoài có cảm giác đồng chí Diệp Phàm thực sự đến xin chỉ thị, báo cáo công việc. Diệp Phàm là cấp dưới của bí thư Phạm. Lão già này đúng là thích làm cao mà. Diệp lão đại vừa bắt tay vừa mắng thầm trong lòng. Miệng cũng giả bộ chân thành nói. Không thể nói như vậy được, đảng chỉ huy tất cả. Ủy ban nhân dân thành phố luôn làm việc dưới sự lãnh đạo của đảng. Kỳ thực, ở Hải Đông này, đều làm việc dưới sự chỉ huy của bí thư Phạm, không có bí thư Phạm chỉ huy, tôi đây có cầm súng thì cũng chẳng biết mình nên bắn vào đâu. Ha ha ha. Phạm Viễn vừa thoải mái, cố ý quay đầu ra sau nói với trưởng ban thư ký thành ủy Cao Hoa. Cậu thấy không, chủ tịch thành phố của chúng ta biết cách nói chuyện lắm. Tuy nhiên, nói đảng nắm quyền chỉ huy thì cũng đúng. Sau đó, Phạm Viễn cố ý hỏi. Trưởng ban thư ký thành ủy Cao, chỗ ở của chủ tịch thành phố sắp xếp xong chưa? Đây là chuyện lớn, chỗ ở mà không sắp xếp cho tốt thì làm sao mà yên tâm công tác được. Các anh nhất định phải chú ý. Phải để chủ tịch thành phố ở chỗ nào thoải mái, an tâm một chút mới được. Bí thư Phạm, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý. Nhưng, nói đến đây, Cao Hoa cố ý dừng lại một chút, giống như hơi ngượng ngùng. Sao, cứ dài dòng như đàn bà ấy, tôi không có thời gian mà cù nhầy với anh đâu. Phạm Viễn nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc, hừ giọng nói. Gương mặt tươi cười lập tức biến mấy, sắc mặt lão già này thay đổi nhanh thật. Diệp lão đại trong lòng thầm ngạc nhiên. Cái này, Cao Hoa do dự một chút, nhìn Diệp Phàm một cái, mới nói. Ngại quá, chủ tịch thành phố Diệp, vốn các ủy viên thường vụ đều sẽ có một tòa nhà nhỏ. Nhưng, tòa nhà dành cho anh hiện nay cựu chủ tịch thành phố đồng chí Trần Khải vẫn chưa dọn đi. Trần Khải là đồng chí lão thành, cả đời tận tụy vì Hải Đông. Gần đây lại bệnh phải nghỉ ở nhà, hơn nữa, nghe nói đồng chí Trần Khải rất thanh liêm. Ra rồi mà cả tiền gửi ngân hàng gì đó cũng không có. Cho nên, đến bây giờ, cha con họ vẫn ở trong tòa nhà của thành ủy. Chưa mua nổi nhà. 2. Phạm Viễn thở dài nói. Các tiêu chuẩn của Hải Đông chúng ta đều xếp hạng chung trong toàn tỉnh. Khối tài chính thì lại ở thế hạ phong. Thành phố Đức Bình và địa khu Nam Lĩnh sắp đuổi kịp đến nơi rồi. Cho nên, không có nhiều tiền nhàn rỗi mà xây thêm vài toàn lầu. Chứ nếu không chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng, dù khó khăn thế nào, đồng chí Cao Hoa, anh nhất định phải nghĩ cách tìm được chỗ để lão Trần chuyển đi trước. Đương nhiên, không thể quá bạc đãi đồng chí lão Trần, anh ấy cũng chẳng sung sướng gì. Chỗ chuyển đi cũng phải sắp xếp sao cho tương xứng với cấp bậc giám đốc sở đấy. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng sắp xếp, chuyện này chiều nay tôi sẽ nói với cựu chủ tịch thành phố để ông ấy chuẩn bị trước tâm lý. Cao Hoa thái độ tích cực, lại liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Chủ tịch thành phố Diệp, kỳ thực chúng tôi vốn định phân cho bí thư Phạm tòa nhà ủy viên thường vụ, nhưng bí thư Phạm không ở. Bí thư Phạm tặng cho các đồng chí lão thành, giờ ông ấy một nhà 7-8 người chen chúc trong ngôi nhà cũ. Chuyện này tôi cũng có đề cập mấy lần, nhưng bí thư Phạm cứ dặn dò mãi, không thể khiến các đồng chí lão thành khó xử. Ở đâu thì cũng là ở thôi mà. Mẹ kiếp! Hai tên này nhìn là biết đóng kịch, cứ ép ông đây phải gật đầu. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cười nói. Không cần phiền đến cựu chủ tịch thành phố đâu,
dù sao tôi vẫn còn độc thân, ở đâu mà chẳng được. Ngôi nhà kia cứ để cựu chủ tịch thành phố ở đi, đừng để ông ấy chuyển đi. Về tôi bảo đồng chí Vũ Hữu Hòa sắp xếp một chỗ nào đó là được rồi. Cái này sao được, không được, không được. Phạm Viễn nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, lại nói tiếp. Anh với chúng tôi không giống nhau, chúng tôi sinh ra lớn lên ở Hải Đông. Dù sao thì còn có được cái nhà cũ, anh từ bên ngoài đến xây dựng Hải Đông, không thể để anh ở nơi không thoải mái được. Đúng vậy, Chủ tịch thành phố Diệp, tôi sẽ đi nói chuyện với Chủ tịch thành phố cũ, chắc ông ấy sẽ hiểu thôi. Cao Hoa nói. Không cần, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sống bên ngoài, bảo đồng chí Vũ Hữu Hòa sắp xếp một chút là được. Diệp Phàm lắc đầu. Nếu Chủ tịch thành phố Diệp đã có ý chiếu cố đồng chí Lão Thành như vậy thì Cao Hoa, chuyện này cứ quyết định thế đi. Tuy nhiên, chuyện chỗ ở của Chủ tịch thành phố Diệp vẫn do đồng chí Cao Hoa hoàn toàn phụ trách. Anh chú ý một chút, nhất định phải tìm cho Chủ tịch thành phố Diệp chỗ ở thoải mái mới được. Trang trí như thế nào thì cứ hỏi Chủ tịch thành phố Diệp. Phạm Viễn thuận nước đẩy thuyền nói. Mẹ kiếp, ông đây vừa đến các người đã không cho chỗ ở, rõ ràng là ức hiếp tôi từ bên ngoài đến mà. Ngày mai tin này chắc chắn được truyền ra ngoài, Chủ tịch thành phố tôi đây ngay cả một tòa nhà cũng bị người khác chiếm mất. Diệp lão đại trong lòng cười lạnh một tiếng, miệng cười nói. Vậy cũng được, dù sao cũng không gấp, tôi cứ ở tạm bên nhà khách cũng được. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được nơi thích hợp, cảm ơn lòng tốt của Chủ tịch thành phố Diệp. Cao Hoa bộ dạng cảm kích nói. Ha ha, đừng khách khí. Diệp Phàm cười cười, cùng Phạm Viễn nói vài câu, rồi quay về Ủy ban Nhân dân thành phố. Dĩ nhiên, Diệp Phàm cũng cân nhắc được một số điểm. Có lẽ Phạm Viễn muốn tạo mâu thuẫn giữa mình và Chủ tịch thành phố trước. Trần Khải đảm nhiệm hai kỳ Chủ tịch thành phố, tuy nói thế luôn yếu hơn, nhưng tốt xấu gì cũng là một Chủ tịch thành phố. Không sắp xếp được một số vị trí nào đó là không thể. Thế lực của Trần Khải ở Hải Đông chắc hẳn không quá yếu, Phạm Viễn tính toán hay lắm. Nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm đi xa, Cao Hoa lạnh lùng nói. Thằng nhãi này còn trẻ quá, không biết là có nhịn nổi không? Người này không đơn giản, chúng ta phải chú ý một chút. Những chuyện rõ ràng là bị ức hiếp như thế này có mấy thanh niên là chịu được. Hắn có thể nhịn được, thì tức là cũng như câu tiễn nằm gai nếm mật để sau này quật khởi. Nếu nói người này rất đớn hèn, tôi tuyệt đối không tin. Đớn hèn mà có thể ngồi lên vị trí chủ tịch thành phố với số tuổi trẻ như vậy sao? Đồng chí Phạm Viễn thản nhiên hừ nói, sắc mặt ngưng trọng, ông ta đã mơ hồ cảm nhận được tia uy hiếp. Toàn là một đám ngu ngốc, mẹ nó, ngu xuẩn, cái đám ngu đó thì làm được gì chứ? Tiếng xoảng chói tai vang ra, bên trong là tiếng la mắng và vẻ mặt tức giận của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố đồng chí Trương Minh Sâm. Hai, thực sự là bùn không xây nổi tường mà. Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hải Đông, Phó Chủ tịch thành phố Đạo Phong liếc mắt nhìn đồng chí Trương Minh Sâm nói, không kìm nổi thở dài, nhìn mấy đồng chí đang ngồi trong phòng, nói tiếp. Tôi cũng không rõ, lúc đầu tôi thấy Tô Ngưu Đản cho cả trăm người kêu la. Hơn nữa, còn có mấy chục người xông lên, sao mà vừa bị thằng nhãi đó liếc mắt một cái, cả đám đó đã nằm cả xuống. Cái thằng tên Tô Ngưu Đản này đúng là ngu ngốc bất tài. Tôi quả thực hơi nghi ngờ đám này có phải là người giấy không nữa, đúng là không dùng nổi mà. Biệt Đạo Phong và Trương Minh Sâm hai người đều là phó chủ tịch thành phố, hơn nữa đều là ủy viên thường vụ thành ủy, chẳng qua Trương Minh Sâm được tạm giữ quyền chủ tịch thành phố, nên chức vụ so với Biệt Đạo Phong cao hơn không ít. Tính ra thì Trương Minh Sâm vẫn là lãnh đạo của Biệt Đạo Phong. Hai người này cùng phối hợp nên căn bản là nắm hoàn bộ ủy ban nhân dân thành phố trong tay. Được người ta gọi là song mã sáo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông có 8 phó chủ tịch thành phố, trước kia đồng chí chủ tịch thành phố Trần Khải tương đối buồn bực, vì ông ta chẳng những bị nhân vật số 1 Phạm Viễn chèn ép đến mức không thở nổi. Phạm Viễn thường hay nhúng tay quản chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố bên này. Ủy ban Nhân dân thành phố vốn là địa bàn của Trần Khải, tuy nhiên, ngay tại địa bàn của ông ta cũng thường xuyên xảy ra nhiều chuyện. Trần Khải cùng với Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Minh Sâm không hợp nhau, cái này, tầng cao trong Hải Đông ai cũng biết rõ. Có khi, Trần Khải đã sắp xếp xong mọi chuyện nhưng khi thảo luận trong hội nghị thường vụ thì Trương Minh Sâm và Biệt Đạo Phong lại cùng liên kết chèn ép. Còn Trương Minh Sâm và Biệt Đạo Phong đều là ủy viên thường vụ,
Hơn nữa đồng chí Trần Khải trên căn bản là chẳng đấu lại với sự uy hiếp do hai người bọn họ hiệp lực. Mà hai tên này còn mời chào thêm một số phó chủ tịch thành phố cùng kết hợp vào vòng tròn, lệnh của Trần Khải ở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không được thông qua, dĩ nhiên là buồn đến mức muốn đụng đầu vào tường. 4. Tôi biết là đám Tô Ngưu Đản sẽ làm ầm ĩ. Lúc ở hiện trường đã sớm phát hiện đám này, cho nên lặng lẽ thay đổi bố trí mật độ canh phòng của cảnh sát. Cho nên, mười mấy người của Tô Ngưu Đản mới thoải mái tiến vào như vậy, hơn nữa, còn thuận lợi tiến đến trước mặt Diệp Phàm. Nhưng, nói đến đây, Cục Phó Thường vụ Cục Công an đồng chí Triệu Sơn thất vọng, lắc đầu nói. Không thể ngờ được tên đó lại vô dụng như vậy, trước kia Tô Ngưu Đản vẫn là thủ lĩnh ở Hải Đông. Ẩu đả đánh nhau là chuyện cơm bữa. Sau này có tiền mới kiềm chế bớt lại. Kiềm chế cái rắm. Phó Chủ tịch thành phố Đinh Nghĩa Minh hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Triệu Sơn một cái, hừ nói. Hắn chỉ ngoài mặt kiềm chế, bên trong cũng chẳng động tay động chân. Giờ người ta có năng lực, có tiền là đại gia rồi. Muốn chỉnh ai chỉ cần mồm động mép ra chiêu là được. Có tiền thì cái gì mà làm không được chứ? Cái này gọi là thủ đoạn cao minh. Anh nhìn các đại ca xã hội đen ấy, đánh đông cướp tây. Nhưng chỉ cần có tiền là rửa tay gác kiếm, thành ông chủ hết. Thôi đi, có nói gì cũng vô dụng. Trương Minh Sâm tức giận khoát tay, cau nhau, uống một ly rượu Bắc Kinh. Được rồi lão Trương, chuyện này không thành cũng là bình thường. Tô Ngưu Đản là đồ phá hoại, loại người này cả đời chỉ biết ức hiếp người hiền lành, thực sự gặp kẻ mạnh thì sụi ngay. Nhưng, tên họ Diệp đó hình như cũng giỏi võ lắm. Biệt Đạo Phong liếc nhìn Trương Minh Sâm. Khuyên nhủ. Chắc chắn có luyện qua vài chiêu. Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu sờ đầu hói của mình, nói. Mấy chiêu, không, không, không. Triệu Sơn lắc đầu, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, nói. Những chuyện khác tôi không bằng các anh, nhưng nói chuyện quyền cước, tôi vẫn có chút quyền phát ngôn. Chí ít tôi đây cũng luyện được vài chiêu cơ mà, đến giờ thì một cú đấm cũng đấm gãy cục gạch làm hai ba mảnh đấy. Chương 1644, bị nhìn thấy hết. Triệu Sơn tương đối đắc ý, liếc nhìn mọi người, đưa bàn tay thô ráp của gã ra nói. Mọi người nhìn tay tôi đây này, toàn là những vết chai. Còn bàn tay của tên họ Diệp kia ấy à, căn bản là như tay đàn bà ấy. Công phu tay chắc chắn là không ra gì. Tuy nhiên, thằng nhãi này vẫn có công phu cao. Hiện tại tuy là tôi vẫn chưa thể nào nhìn rõ được. Nhưng... không có chút công lực thì sao có thể quét ngã cả một đám côn đồ. Các người nói tên Tô Ngưu Đản đó đớn hèn, không thể nào đâu. Cái đám du thủ du thực ấy tôi rõ nhất, những người xông lên vây công Diệp Phàm đều là những tay đánh nhau thuê đấy. Đâm nhau là chuyện thường ngày của họ, chắc chắn một đối hai là không thành vấn đề. Nghe anh nói như vậy, thì họ Diệp này là cao thủ sao? Lưu Nhất Tiêu liếc mắt nhìn Triệu Sơn, hừ lạnh nói. Tôi thấy... nhiều nhất là chỉ kém tôi một chút, đáng tiếc tôi không cách nào ra tay được, bằng không thì đảm bảo hắn răng rơi đầy đất, mẹ nó, tiếc thật. Triệu Sơn nhất thời thổi phồng lên. Ha ha, với hắc trưởng của anh, chắc hẳn tên họ Diệp kia không xong rồi. Hay là, cho đại cục trưởng Triệu xuất ngựa đi, một trưởng đánh cho tên kia tàn phế luôn, chúng ta cũng đỡ hao tâm tổn sức. Lúc này, chủ tịch thành phố Đinh Nghĩa Minh cười ha hả, dĩ nhiên, câu từ có ý châm chọc. Triệu Sơn làm sao mà không nghe được ý đó chứ, biết là tên kia cố ý trêu chọc mình. Vì Đinh Nghĩa Minh quản lý bên khối công an, có lần Triệu Sơn nhờ gã phê cho ít giấy tờ, đơn giản là muốn kiếm ít tiền. Chuyện này, Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu đã gật đầu trước rồi. 4. Chuyện này Triệu Sơn nghĩ ván đã đóng thuyền, thần tài Lưu Nhất Tiêu đã đồng ý rồi, nên Triệu Sơn Đinh Ninh cùng là người trong vòng của Chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm, không thể mặt tăng cũng phải xem mặt Phật. Dĩ nhiên gã sẽ động bút ký thôi. Không thể ngờ DMN không thèm nể mặt mình, cuối cùng Triệu Sơn sau khi nghe ngóng được biết, Đinh Nghĩa Minh đã phê chuẩn khoản tiền đó cho Cục Lương Thực. Triệu Sơn dĩ nhiên rất tức giận, Cục Lương Thực trước kia vẫn còn tương đối sốt, lúc đó phàm là ai có cũng muốn có được một công việc ở Cục Lương Thực. Giờ thì Cục Lương Thực chỉ là cái sạp nát thôi, dù nói Cục trưởng vẫn là cán bộ cấp Cục trưởng. Nhưng so với cán bộ Cục Công an có thực quyền cấp phó cục trưởng như mình thì còn kém xa. Triệu Sơn thấy quá mất mặt, cho nên, sau này gặp cơ hội, gã liền sai người bắt em họ của Đinh Nghĩa Minh, vì em họ của lão Đinh có mở sòng bạc.
Những chuyện thế này bình thường Triệu Sơn đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần có biếu tiền là được rồi. Nhưng, trước khác nay khác, đồng chí lão Triệu phải chút giận, Đinh Nghĩa Minh là lãnh đạo của mình, dĩ nhiên không thể chút giận được, vậy thì đành tìm em họ của y để xả giận vậy. Vậy là hai bên cứ dùng rằng như vậy, tuy nói sau này Trương Minh Sâm có ra mặt để hòa giải hai người nhưng cả hai ngoài mặt không sao. Chứ trong lòng thì vẫn còn tức tối. Cho nên, Triệu Sơn có vẻ hơi tức giận nhìn Đinh Nghĩa Minh, miệng cười nói. Ha ha, nếu có thể đánh hắn tàn phế thì cũng không đánh được, người ta là chủ tịch thành phố cơ mà. Tôi đây chỉ là một phó cục trưởng nhỏ làm sao mà dám đánh một chủ tịch thành phố như hắn. Hay là, phó chủ tịch thành phố Đinh Uy Phong, anh lên trước đi. Có lẽ một cước của anh đủ để xóa sổ Diệp Phàm rồi, vậy không phải càng vui hơn sao? Ha ha, tôi có bao giờ động tay động chân đâu, đó là hạng mãng phu. Đinh Nghĩa Minh thản nhiên hừ mỉm cười một tiếng. Triệu Sơn vừa nghe, sắc mặt có chút khó coi. Vậy thì Đinh Nghĩa Minh anh là người văn minh, ông đây là hạng mãng phu à? Thằng này định mở miệng cãi lại, nhưng Trương Minh Sâm khoát tay nói. Thôi đi, hai người chẳng ai vừa cả. Cứ lại nhải mải là có ý gì, còn không mau nghĩ cách tìm lại thể diện đi. Chủ tịch thành phố, tôi thấy chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đám người Tô Ngưu Đản vẫn đang bị giam ở cục công an. Thử nghĩ, Tô Lâm Nhi sẽ để yên sao? Cô nàng là thiên kim xuất thân từ Tô gia quyền quý, nghe nói Tô gia có thế lực lắm. Lúc đó mà đấu với Diệp Phàm thì đúng là náo nhiệt đây. Lưu Nhất Tiêu thản nhiên mỉm cười. Tô Lâm Nhi không phải hạng phụ nữ dễ chọc vào. Mọi người còn n hớ không, lần trước mã tin tiền của Cục Công Thương thành phố lúc cấp giấy phép đã chọc Tô Lâm Nhi, kết quả thế nào? Ha ha ha, Đinh Nghĩa Minh phá lên cười. Lão mã thê thảm, không ngờ muốn chắt bóp của Tô Lâm Nhi. Thật là không có mắt, Tô Lâm Nhi là ai chứ, đầu gã chắc chắn là bị lừa đá. Không ngờ dám nói với Tô Lâm Nhi, đi uống rượu với gã thì sẽ cấp giấy phép ngay. Kết quả, dĩ nhiên là bị Tô Lâm Nhi hầu hạ cho một trận quyền cước. Đồng chí Lưu Nhất Tiêu hứng thú. Nếu tên họ Diệp đó cũng là con quỷ háo sắc thì càng tốt, gặp phải Tô Lâm Nhi sẽ có chuyện nào nhiệt để xem rồi. Dáng Tô Lâm Nhi, mẹ nó, đúng là gợi cảm. Mỗi lần đụng phải loại đàn bà này là tôi muốn làm ngay tại chỗ. Nhưng, tôi đây không dám, tôi không phải lão mã, không chịu nổi cơn giận của cô ta. Triệu Sơn cũng vui vẻ, trêu chọc. Hoa hồng có gai, Triệu Sơn, tôi nhắc nhở cậu. Cậu muốn làm ai thì làm, đừng dây vào Tô Lâm Nhi. Tôi nghe nói anh cô nàng làm bên quân đội, hơn nữa, chức vị không thấp. Tô gia thủ đô tiền nhiều thế lớn, người ta mà hừ một tiếng thì sẽ có một quan lớn ở tỉnh xuất hiện. Cái mũ của cậu bay ngay đấy, đừng vì phụ nữ mà bỏ lỡ chuyện lớn, không đáng đâu. Trương Minh Sâm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tôi biết mà chủ tịch thành phố, nói đùa thì được, chứ tôi nào dám làm mấy chuyện đó. Đầu tôi chưa bị lừa đá mà. Triệu Sơn có chút đáng khinh, cười nói. Chủ tịch thành phố, tôi nghĩ ra một ý kiến. Lúc này, Đinh Nghĩa Minh đột nhiên nói. Ý gì, nói nhanh đi. Lưu Nhất Tiêu nôn nóng, thúc giục hỏi. Ha ha, ở núi Cẩu Đầu có nhà máy phát điện nghe nói muốn bán đúng không? Đến lúc đó chúng ta. Đinh Nghĩa Minh thản nhiên cười cười không nói. Ờ, cách này cũng khá được đó. Đây là trò gậy ông đập lưng ông. Trương Minh Sâm thản nhiên mỉm cười. Thằng nhãi kia sau khi lên chức chẳng ngồi được bao lâu đâu. Cái này, sắp đến cuối năm rồi, hắn đến đây làm quyền chủ tịch thành phố chắc chắn phải chỉ thị công tác tổ chức của thành phố. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải triệu tập bộ máy thành phố để họp đúng không? Ha ha, đến lúc đó. Nói đến đây biệt đạo phong liếc mắt nhìn mọi người, làm động tác ném dưa chuột. Có anh Trương và anh Biệt xong mã sáo xuống tay, thằng nhãi kia chắc chắn mắc kẹt rồi. Lưu Nhất Tiêu vừa nói, toàn bộ mọi người đều cười ổ lên. Tòa lầu Ủy ban Nhân dân thành phố tương đối cũ nát. Hai cột đá trước cổng chính, bên trên xi măng loang lỗ. Chẳng trang hoàng gì cả, cột đá càng đen đúa hơn, nhìn bẩn thỉu lắm. Chiều, Diệp Phàm vừa lái xe đến cổng, ông lão giữ cổng vừa nhìn thấy biển số xe, biết chủ nhân đến. Vội vàng chạy ra mở cửa, cửa sắt không chạy điện mà vẫn là loại cửa đẩy tay kiểu cũ. Chào chủ tịch thành phố. Ông lão vội vàng ra sau cửa chào hỏi, thấy xe Diệp Phàm tiến vào, dừng lại ở giữa cổng. Ông lão còn tưởng chủ tịch thành phố bất mãn gì đó, chán lập tức liền đổ mồ hôi,
khẩn trương chạy tới ân cần thăm hỏi. Bác, mỗi ngày cửa này đều đóng lại sao? Diệp Phàm ấn cửa sổ xe xuống, quay đầu lại hỏi. Ông lão trông cửa đương nhiên không ngờ Diệp Phàm là chủ tịch thành phố mà gọi mình là bác, nhất thời ngẩn người, quên cả trả lời, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. À, Diệp Phàm lại à một tiếng, ông lão mới phản ứng lại lập tức nói. Đúng vậy, chủ tịch thành phố, có xe vào họ sẽ bảo tôi mở cửa, bình thường không có xe vào đều đóng lại. Đóng lại, người đến đây làm việc không ít, họ đi ở đâu? Diệp Phàm có chút mất hứng, nghiêm mặt, hừ giọng nói. Lúc này, đồng chí tránh văn phòng Vu Hữu Hòa cũng chạy tới, nói. Các đồng chí đều đi bằng cửa hông. Đường đường là Ủy ban Nhân dân thành phố, người làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là cơ quan nhà nước, là những người đại diện cho nhân dân, tại sao lại đóng cửa chính để người ta đi cửa hông? Diệp Phàm hừ nói, lái xe vào trong rồi bước xuống, hỏi. Cái này... Vu Hữu Hòa liếc nhìn ông lão, có vẻ băn khoăn. Chủ tịch thành phố Trương không cho mở cửa chính, nói là chỉ có lãnh đạo vào mới được mở, bằng không, sẽ bị nhìn thấy hết. Ông lão kia thành thật nói. Bị nhìn thấy hết cái gì mà bị nhìn thấy hết, Ủy ban Nhân dân thành phố chứ có phải là phụ nữ đâu. Hay là thích thoát y nên sợ bị nhìn thấy hết, những lời này là sao chứ? Diệp Phàm lại liếc nhìn Vu Hữu Hòa, có vẻ hơi bất mãn, hỏi. Chủ tịch thành phố, từ từ tôi sẽ nói anh nghe. Vu Hữu Hòa vội nói, hai người đi cạnh nhau, Vu Hữu Hòa thấy không có ai xung quanh, bèn nói. Trước kia vốn vẫn mở, nhưng sau không biết có chuyện gì. Phó chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm nói cứ mở cửa như vậy không tốt. Sau đó tôi có hỏi thăm, nghe nói có thầy địa lý đến làm việc với phó chủ tịch thành phố Trương, hôm đó đúng lúc phó chủ tịch thành phố Trương không rảnh nên hẹn gặp ông ta ở văn phòng. Người kia vừa nhìn thấy cửa chính lập tức ngây người, sau đó nói với Phó Chủ tịch thành phố Trương, văn phòng của ông đối diện với cổng chính, vốn vị trí văn phòng tương đối tốt. Bên trong có khí ngũ long tương trợ, sau này thuận lợi cho đường thăng quan tiến chức. Nhưng, cổng chính không thể mở cả ngày được. Lúc đó Phó Chủ tịch thành phố Trương vừa nghe xong đã hỏi tại sao. Thầy địa lý nói ngũ long của ông sẽ chạy một phần ra ngoài. Cứ mở cửa chính thì nó sẽ trốn theo đường đó đi mất. Phó Chủ tịch thành phố Trương vội hỏi cách giải quyết, thầy địa lý nói ít mở cửa chính, có thể giữ khí ngũ long ở mãi trong văn phòng của ông. Hoàng đường, cửa chính của Ủy ban Nhân dân thành phố có thể có khí ngũ long gì chứ, chả có logic gì cả, chẳng ra làm sao cả. Diệp Phàm tức giận, hừ một tiếng, không thể ngờ Trương Minh Sâm vì một tên giả thần giả thánh mà không cho mở cổng chính. Cái này, anh cũng biết, Chủ tịch thành phố Trần bị bệnh. Cả một thời gian đều do Phó Chủ tịch thành phố Trương chủ trì công tác. Chúng tôi chỉ biết chấp hành chỉ thị của lãnh đạo thôi. Bằng không, bảo chúng tôi phải làm sao đây? Vu Hữu Hòa vẻ mặt xấu hổ, nói. Lập tức mở cổng chính, ngoài trừ buổi tối vì lý do an toàn không để người ngoài tùy ý vào mới đóng cửa. Đây là Ủy ban Nhân dân thành phố, đường đường là cơ quan nhà nước, là cơ quan phục vụ nhân dân. Đâu thể nào làm bừa bãi như vậy được chứ? Diệp lão đại nghiêm mặt, hừ giọng nói. Tôi sẽ lập tức dặn dò họ mở cổng ra. Nói xong Vu Hữu Hòa nhấc điện thoại gọi. Sau khi tắt máy, nói. Chủ tịch thành phố, tôi đưa anh đi xem văn phòng, nếu không hài lòng chúng ta lại sửa lại. Chương 1645, Hội sở Tô Thị. Chủ nhiệm Vu, thành phố Hải Đông cũng không phải thuộc dạng nghèo đói, vậy mà sao tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố nhìn chẳng ra làm sao vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, ngay cả tòa nhà nằm ở trung tâm có vẻ mới nhất thì cũng đã được xây dựng cách đây mấy năm rồi. Diệp Phàm đứng ở tòa nhà có vẻ hơi cũ kỹ ở trung tâm, tương đối nghi hoặc hỏi. Hai, tòa nhà này mới nhất, nhưng cũng được xây từ những năm 80 rồi, giờ cũng sắp được 20 năm. Còn những tòa lầu khác thì khỏi nói, trên cơ bản đều được xây cách đây 25 năm. Tòa nhà cũ nát không nói, nó còn thường xuyên rỉ nước nữa. Lại thêm tòa nhà xây dựng quá lâu rồi, giờ có muốn lắp thêm máy tính hay thiết bị gì cũng phiền phức. Nếu làm lại đường dây, vậy thì dây điện thoại cũng phải kéo lại chung, nhìn cứ như mạng nhện, rất khó coi. Hơn nữa, tòa lầu cũ căn bản không có nhà vệ sinh, toàn bộ Ủy ban Nhân dân đều xài chung một nhà vệ sinh lớn. Đến giờ cũng đã cũ nát chẳng ra hình dạng gì nữa rồi. Chẳng hạn lấy phòng chủ tịch thành phố mà nói đi, muốn đi vệ sinh. Cũng phải đi bộ mất 10 phút,
vô cùng phiền phức. Cho nên, trước khi mọi người từ nhà đến văn phòng, tất cả mọi người đều tranh thủ thải hết mọi thứ đã rồi mới đi làm, bằng không, vướng víu công tác không nói, mà còn rất phiền phức nữa. Vu Hữu Hòa lắc đầu, nhìn xa xăm nói. Sao không xây lại một chút, hơn nữa, có thể xây thêm nhà vệ sinh mà, cái này cũng đâu phải chuyện nhỏ, không thể qua loa được. Diệp Phàm hỏi. Không làm được, chẳng có đường cống thoát nước, nếu muốn sửa thì phải đập ra, có khi còn phải đi xuyên từ trên lầu xuống dưới móng. Trước đây sâu toàn lầu này không có đà kiềng, chỉ đào móng thôi nên không được an toàn. Hơn nữa, tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố đã cũ rồi, sức ép chịu cũng đủ lắm rồi, giờ mà ép thêm nữa chắc sẽ sập mất. Cái này, trên thực tế sẽ gây nguy hiểm cho tòa nhà. Vu Hữu Hòa khó xử, cau mày lại. Quy hoạch xây dựng lại tòa nhà là được, tuy nói chúng ta không đề cao lãng phí, nhưng phải có điều kiện làm việc tất yếu thì các đồng chí mới sáng tạo được chứ. Dân chúng là người, cán bộ chúng ta cũng là người mà, không thể chỉ nhớ kỹ vì nhân dân phục vụ, điều kiện cơ bản của cá nhân cũng cần được đảm bảo chứ. Diệp Phàm hừ giọng nói. Không có tiền thì làm sao xây dựng ạ? Hơn nữa, trong chuyện này, còn có chút tranh chấp đất đai nữa. Vu Hữu Hòa nói. Rốt cuộc là sao, anh giải thích rõ xem nào. Hai người bước vào văn phòng. Diệp Phàm không cần nhìn đã đặt mông ngồi xuống ghế xoay. 10 năm trước, tòa nhà thành ủy vốn ở cách vách chúng ta, cũng cũ nát y như chúng ta vậy. Mấy năm trước, đồng chí Phạm Viễn làm bí thư. Chuyện đầu tiên mà ông ta làm là chuyển tòa lầu thành ủy đi. Chuyện chuyển tòa lầu này chẳng hề đơn giản, phải xây dựng hết mấy năm trời, nghe nói công trình đó tốn mất 4-500 triệu. Tiền này đều trực tiếp rút từ tài chính thành phố, Hải Đông chúng ta không giàu có gì. Chỉ trong mấy năm đã làm một chuyện như vậy. Toàn nhà thành ủy sở dĩ cao lớn như vậy, hoàn toàn dựa theo lối kiến trúc của khách sạn 3 sao vùng duyên hải kia. Riêng tầng của bí thư Phạm thì được trang hoàng như khách sạn 5 sao. Nghe nói trang hoàng một tầng lầu thôi mà cũng 20 triệu rồi. Vu Hữu Hòa vừa uống trà, vừa do dự nói. Tòa nhà thành ủy cấp bậc 3 sao, tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố chúng ta tại sao lại không thể xây dựng lại, chúng ta không cần tiêu chuẩn sao xiếc gì cả, chỉ cần mới là được. Diệp Phàm hừ nói, không có tiền thì xây thế nào được, toàn bộ tiền dùng cho tòa nhà thành ủy cả rồi. Hơn nữa, bí thư Phạm nói rồi, nói là vốn địa bàn của toàn lầu thành ủy tương đối lớn. Vốn là phải bán đấu giá, sau đó chủ tịch thành phố cũng không chịu cho bán đấu giá, nói là địa bàn ủy ban nhân dân thành phố chúng ta quá nhỏ. Vừa hay có thể sáp nhập hai mảnh đất lại với nhau. Cuối cùng, bí thư Phạm cũng không làm căng nữa. Đồng ý cho hủy bức tường ngăn của tòa nhà thành ủy giao cho ủy ban nhân dân thành phố mảnh đất kia. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là không được đề cập đến vấn đề xây tòa nhà mới. Bí thư Phạm còn nói, đã cho ủy ban nhân dân thành phố mảnh đất đồng nghĩa với cho ủy ban nhân dân thành phố một khoản tiền lớn. Nói là mảnh đất này ít nhất cũng hơn 100 triệu. Vu Hữu Hòa nói đến đây, lén liếc nhìn Diệp Phàm. Bí thư Phạm nói có lý quá nhỉ, cho mảnh đất thì không cho tiền xây nhà. Ngược lại ủy ban nhân dân thành phố còn kiếm được món hời, kiếm được miếng đất hơn cả 100 triệu. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Vu Hữu Hòa một cái, hỏi. Tuy nhiên, vừa nãy tôi cũng có đi một vòng, thấy ủy ban nhân dân thành phố chúng ta cũng không lớn lắm, chẳng lẽ trước kia ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy chen chúc trong một không gian làm việc nhỏ thế này sao? Cái này, Vu Hữu Hòa lại do dự. Con người của tôi, ghét nhất những ai hay né tránh. Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Vu Hữu Hòa giống như nghe thấy hồi trống, đây chính là lời cảnh cáo của chủ tịch thành phố mới. Nếu như anh không cố gắng vì chuyện của ủy ban nhân dân thành phố, chắc hẳn mong anh phải chuyển ổ. Cho nên, cho dù trong lòng có lo lắng đồng chí lão Phạm tìm mình tính sổ, nhưng đầu tiên cứ qua cái cửa chủ tịch thành phố này cái đã. Hơn nữa, bản thân mình cũng là phó trưởng ban thư ký thành ủy, chủ nhiệm chánh văn phòng thị chính. Bản thân mình là quản gia của Đại viện Ủy ban Nhân dân thành phố, phải vì Chủ tịch thành phố phục vụ. Nếu anh không đồng lòng với Chủ tịch thành phố, người ta không làm gì được Phạm Viễn kia, nhưng với một chủ nhiệm như anh người ta có cả N biện pháp. Cho nên, đồng chí Lão Vu đã đưa ra quyết định, liếc mắt nhìn đồng chí Diệp Phàm một cái, nói. Không chỉ vậy đâu, Chủ tịch thành phố, anh nhìn từ cửa sổ qua bên kia đi, có nhìn thấy cái gì không? Đúng rồi. Để tôi đi lấy ống nhòm.
Vu Hữu Hòa nói xong chạy ra ngoài, không lâu sau thở hổn hển trở lại, đưa Diệp Phàm một ống nhòm quân dụng kiểu cũ. Diệp Phàm nhận lấy và nhìn theo hướng Vu Hữu Hòa chỉ. Phát hiện bên kia có một khối đất trống, dùng kính viễn vọng phóng lớn cũng khó mà nhìn thấy rõ, chắc hẳn là mảnh đất vuông không dưới 3 dặm. Hình như là cái sân gôn hả? Buông kính viễn vọng ra, Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, đó chính là một hội sở xa hoa phiên bản thu nhỏ, tên chính thức là hội sở Tô Thị. Vu Hữu Hòa nói. Kỳ lạ, sân gôn người ta thường xây dựng ở chỗ sơn dã này, sao lại xây ở một mảnh đất lớn giữa trung tâm thành phố như vậy? Hơn nữa, tôi thấy diện tích sân gôn này hình như cũng hơi nhỏ quá. Chắc hẳn không phải là muốn dùng gậy đánh quả bóng bay thẳng đến Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta chứ? Diệp Phàm có chút buồn bực, nhìn Vu Hữu Hòa. Đối với sân gôn chính quy mà nói, mảnh đất đó đúng là nhỏ quá. Nhưng, nếu như xây dựng trong nội thành thì mảnh đất như vậy cũng là quá xa hoa rồi, chuyện đó không đơn giản đâu. Chủ nhân hội sở là Tô Lâm Nhi, nghe nói đến từ gia tộc Tô gia thủ đô. Sân gôn này là sân nhỏ, trên thực tế chỉ để các hội viên xa hoa phóng túng hưởng thụ, thả lỏng thể xác và tinh thần thôi. Chẳng hạn như ăn no rồi thì đánh vài gậy, không cần dùng quá nhiều sức, chỉ để được hưởng thụ khoái cảm khi chơi gôn thôi. Cho nên, chỉ cần tương đối thoải mái. Hơn nữa, bên trong còn có cả hòn non bô, đình đài lầu các, không gian tương đối trang nhã, còn có động thiên nữa. Tuy nhiên, nghe nói Tô Thị đã đầu tư hơn 200 triệu, hơn nữa, đến nay vừa mới khai trương được một năm. Vu Hữu Hòa nói, Hải Đông chúng ta không giống Thương Hải, Thủy Châu giàu có. Tô Thị hội sở không phải quá tốn tiền sao? Có bao nhiêu người có thể đến đó hưởng thụ loại tiêu phí xa hoa này chứ? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, liếc nhìn đồng chí Vu Hữu Hòa. Chủ tịch thành phố, điểm ấy anh sai lầm rồi. Bọn họ tuy nói không có nhiều khách, nhưng cũng không ít. Hơn nữa, mức tiêu phí rất cao, giống như mấy thành phố gần đây, chẳng hạn như bên Chiết Ninh cũng có một số quan lớn, triệu phí đến hội sở Tô Thị xả stress. Nghe nói mới khai trương một năm mà đã lời cả trăm triệu. Có lần trong lúc vô tình tôi nghe trưởng phòng kinh tế tài chính nói là chỉ một năm mà đã thu hồi được toàn bộ vốn đầu tư. Hiện nay kẻ có tiền ấy à, chẳng biết phải nói sao nữa. Vu Hữu Hòa có chút chua xót, thản nhiên lắc lắc đầu. Xem ra, Tô Thị rất có thế lực, bằng không, người ta sao có thể chịu đi đến nơi xa xôi thế chứ? Diệp Phàm hừ nói, nhìn Vu Hữu Hòa nói. Khi không anh nói đến chuyện này làm gì? Đương nhiên không rồi, mảnh đất lớn của Tô Thị hội sở anh vừa thấy chính là của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Nguyên địa bàn Ủy ban Nhân dân thành phố của chúng ta không chỉ ngừng lại như hiện nay, hơn nữa lại thêm mảnh đất lớn của thành ủy nữa. Cũng không dưới 5 dặm đâu, nhưng, sau đó đã cho tập đoàn Tô Thị thuê làm hội sở. Hơn nữa, tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta không những không được mở rộng, ngược lại còn nhỏ hơn so với ban đầu. Vì, mảnh đất nguyên bản của Ủy ban Nhân dân thành phố đã được cắt cho người khác thuê. Vu Hữu Hòa vừa nói, Diệp lão đại thiếu chút nữa chấn động đến rất cằm, hỏi. Ai đã cho người ta thuê Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta làm hội sở, ai đưa ra ý kiến đó? Cái này, rất phức tạp. Vu Hữu Hòa băn khoăn. Cái này, tôi không hỏi nữa, tôi hỏi anh, một năm cho thuê bao nhiêu? Diệp Phàm cau mày, hỏi. 1 triệu. Vu Hữu Hòa nói đưa một ngón tay. Chỉ có chút đó thôi à, đây là nơi náo nhiệt, nếu như đổi lại cho thuê một tòa lầu lớn chắc chắn là không dưới vài triệu thậm chí là trên chục triệu. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Vu Hữu Hòa. Có biện pháp, lãnh đạo gật đầu rồi, chúng tôi chỉ là lính lác thì làm được gì? Vu Hữu Hòa lắc đầu. Diệp Phàm biết rằng, trong chuyện này chắc chắn có mưu mẹo. Đơn giản là Tô Thị đã móc nối với Phạm Viễn và Chủ tịch thành phố Trần, đám người Trương Minh Sâm. Có lẽ, bề ngoài cho thuê với giá 1 triệu, bên trong còn có phong bì cho một số lãnh đạo thành ủy nữa. Hơn nữa, có khả năng, trong đó còn có cổ phần của ai đó. Hội sở Tô Thị này nghiễm nhiên là một hội sở do một số nhân vật trong thành ủy lập ra. Hơn nữa, còn chiếm lợi ích của quốc gia vào hầu bao riêng của mình. Bọn họ ký hợp đồng mấy năm? Diệp Phàm hỏi. 10 năm. Vu Hữu Hòa nói. 10 năm, sao không ký 100 năm luôn đi? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên nói. Không nói chuyện này nữa, anh thông báo đi, sáng mai 8 giờ họp hội nghị thành viên bộ máy,
Còn nữa, bắt đầu từ hôm sau, tôi muốn đi thăm các quận huyện bên dưới, không có mục tiêu cụ thể. Anh cứ đưa hết tài liệu quận huyện bên dưới cho tôi rồi tính sau. Tôi lập tức đi ngay. Vu Hữu Hòa gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Chủ tịch thành phố, bí thư. Chương 1646, tôi đến đòi công lý. Văn thư của văn phòng tỉnh ủy có một đồng chí tên Lý Mộc rất khá. Trước kia khi tôi ở khu Hồng Liên, suốt một năm tôi đều không có thư ký riêng. Lúc ấy tôi quan sát hắn từ lâu. Anh hãy lấy danh nghĩa văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hải Đông đến văn phòng tỉnh ủy xin điều đồng chí Lý Mộc đến đây. Về phần nơi ở thì trưởng ban thư ký Cao cứ nói là hắn sẽ tự mình thu xếp. Điều này không cần phiền đến anh. Diệp Phàm nói. Vâng. Vu Hữu Hòa gật đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Trưởng ban thư ký Cao đích thân xử lý thì tôi yên tâm rồi. Tuy nhiên, đôi mắt chim ưng Diệp Phàm cảm giác vẻ mặt của Vu Hữu Hòa có chút kỳ lạ chợt lóe lên rồi biến mất. Lòng thâm nhủ rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào có vấn đề gì trong đó? Khi Vu Hữu Hòa vừa mới mở cửa thì chợt nghe thấy một tiếng lạnh như băng. Chủ tịch thành phố Diệp thật uy phong. Là tổng giám đốc Tô, cô đến tìm chủ tịch thành phố sao? Vu Hữu Hòa miệng vừa nói xong, khẩn trương xoay người lại nhìn Diệp Phàm. Tuy nhiên, Vu Hữu Hòa cảm thấy cô gái này hình như không có ý tốt, bởi vì giọng điệu kia khá bướng bỉnh. Vì thế cố ý dùng mông ngáng đường Tô Lâm Nhi. Là ai vậy, chủ nhiệm Vu? Diệp Phàm liếc nhìn ra cửa thì thấy một phụ nữ có dáng người cao và gầy. Giờ này phần lớn thân hình đã bị Vu Hữu Hòa che khuất, chỉ còn lộ ra nửa cái đầu. Cô gái này ít nhất cũng cao từ 1m7 trở lên, bởi vì Vu Hữu Hòa đã cao gần 1m7. Cô gái đi giày cao gót, cao hơn Vu Hữu Hòa nửa cái đầu là bình thường. Thưa chủ tịch thành phố, đó là tổng giám đốc Tô Lâm Nhi của tập đoàn Điều Địa Đường. Vu Hữu Hòa nói tiếp. Cô ấy muốn gặp anh. Cho cô ấy vào. Diệp Phàm hơi có cảm giác không hiểu gì cả, sao tự nhiên lại có một cô gái muốn đến gặp mình. Vu Hữu Hòa vừa nghe thấy liền nháy nháy mắt. Diệp Phàm biết rằng cô ả này nhất định là muốn đến kiếm chuyện nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, xua xua tay, cử chỉ thể hiện cho phép người ta vào. Vu Hữu Hòa vừa thấy đành lánh người sang một bên nhường lối đi. Cuối cùng thì cô gái này cũng lộ ra thân hình cỏ hương của mình. Mặt trái xoan, mắt to, chiếc mũi cao thanh thoát rất hợp với gương mặt, đặc biệt là lông mi hơi dài, nhìn kỹ thì thấy càng ưa nhìn. Chiếc áo màu trong màu tím nhạt kết hợp với chiếc áo khoác ngoài màu xanh lam. Ở chỗ chiếc áo lót còn nhô lên thắt eo hình có gắn bông hoa lớn. Ngực cô nàng trông như bị dây lưng hoa quấn thít chặt lại vậy. Hai chân thon dài, đi tất ra chân thuộc hàng chân dài quyến rũ. Nhưng sắc mặt cô ả thì thật khó coi, mặt lạnh như băng giống như có ai nợ cô đến mấy triệu vậy. Tuy nhiên, mặt cô gái có lạnh tanh hơn nữa thì Diệp lão đại vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, nhìn chằm chằm cô ả vài cái rồi chỉ tay vào chiếc ghế sofa giả ra nói. Tổng giám đốc Tô ngồi đi, nhưng tôi thấy sắc mặt của cô hơi khó coi. Là phụ nữ mà cứ như thế thì sẽ mau già lắm, không tốt đâu, không tốt tí nào. Nói xong, Diệp lão đại còn lắc đầu ngao ngán giống như đang than thở vậy. Tôi già hay không già liên quan gì đến ngài chủ tịch thành phố hả? Hôm nay tôi đến đây là muốn tìm công lý. Tô Lâm Nhi mặt vẫn lạnh như tiền nói, hơn nữa còn dùng mắt nhìn chằm chằm Diệp lão đại ngồi phía đối diện. Tổng giám đốc Tô, uống trà nhé. Vu Hữu Hòa đã sớm pha xong một tách trà nóng thơm phức, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Hắn nhìn Tô Lâm Nhi một cái, nói. Tổng giám đốc Tô có chuyện gì thì từ từ nói với chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố Diệp vừa mới tới, chưa quen với tình hình của Hải Đông chúng ta. Vì thế tổng giám đốc Tô có gì cứ trình bày chi tiết, hay là cứ ngồi bình tĩnh nói đàng hoàng. Anh là cái thá gì? Cút ra cho tôi muốn hỏi ngài chủ tịch thành phố một chút cho ra lẽ. Không muốn nghe con quả khoang giả cứ đứng ở một bên kêu điếc tai. Tô Lâm Nhi cau mặt với Vu Hữu Hòa, hơn nữa có bao nhiêu lời khó nghe thì đều nói ra hết. Thái độ này của Tổng Giám Đốc Tô là gì vậy? Đừng như vậy chứ. Vu Hữu Hòa làm công tác tiếp đãi đã lâu nên biết người nào có thể đắc tội được, người nào không. Vì thế gã bất ngờ dịu giọng lại, vẻ mặt cười mếu nói. Anh cút hay không cút? Tô Lâm Nhi nổi khùng lên, tư thế lên mặt nạt người. Thế này khác gì một chủ tịch nhu nhược, bờn nhờn chó con liếm mặt. Diệp Phàm rốt cuộc không nhịn nổi nên chỉ tay vào Tô Lâm Nhi lạnh lùng mắng. Láo xược,
Láo xược, Tô Lâm Nhi nghe thấy hai tiếng ấy liền ngây người ra như không thể tin được Diệp lão đại lại dám mắng mình như thế. Cô trợn trừng hai mắt chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Anh đang mắng ai? Ngoài cô ra thì còn ai nữa? Thật chẳng ra làm sao, đây là đâu? Là phòng làm việc của chủ tịch thành phố. Cô luôn mồm nói ngài chủ tịch thành phố. Cô đã từng tôn trọng chủ tịch thành phố chưa? Đây là nơi cô có thể chửi mắng người khác sao? Chủ nhiệm Vu Đường Đường là một chủ nhiệm của phòng thị chính, là cán bộ quốc gia, sao có thể dung túng cho cô làm càn như thế? Hơn nữa, là một người phụ nữ sao lại không có chút giáo dục nào? Chỉ tay loạn xạ lên còn ra thể thống gì nữa? Lập tức ngồi xuống cho tôi, bằng không thì cô lập tức cút đi, ở đâu hay ho thì đến nơi đó. Diệp lão đại lạnh lùng hừ nói, tất nhiên là nên đòi lại thể diện cho Vu Hữu Hòa rồi. Vả lại Diệp lão đại đang thầm cao hứng, đây là một cơ hội tốt để làm lung lạc lòng người. Quả nhiên, mặt Vu Hữu Hòa lập tức hiện lên vẻ cảm kích rồi biến mất. Có những khi chỉ cần một câu nói có thể thu phục một con người. Anh dám bảo tôi cút đi, anh dám nói người nhà Tô gia tôi không có giáo dục. Anh nói lại một câu nữa xem. Anh nói lại một câu nữa xem nào. Tô Lâm Nhi chỉ tay vào mặt Diệp Phàm la lớn. Cô ả này tức đến độ miệng mím chặt lại. Bởi vì chắc là từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị đối xử như vậy. Không nghe lời thì xéo đi. Làm sao nào Tổng Giám Đốc Tô? Có cần tôi phải đích thân gọi người đến mời cô cút đi không? Diệp lão đại từ trong xoang mũi phun ra những lời này. Lời lẽ không nể tình chút nào, đến như những công chúa của thủ đô như Kiều Viên Viên, Phượng Khuynh Thành hay Triệu Tứ, Diệp lão đại đều đã gặp qua, há còn sợ một Tô Lâm Nhi cô. Thằng khốn kia, anh đánh em trai tôi bị thương, một chủ tịch thành phố đầy bạo lực, Tô Lâm Nhi tôi khinh thường anh. Chủ tịch thành phố cái gì, đúng là đồ khốn kiếp, dám nói Tô Lâm Nhi tôi không có giáo dục. Không có giáo dục chính là thằng khốn nạn anh. Nói đến đây, Tô Lâm Nhi kích động đến mức không làm chủ được chính mình nữa, lập tức không khống chế được cảm xúc. Con mẹ này tiện tay cầm tách trà mà Vu Hữu Hòa đặt trước mặt lên, ác tâm nổi lên, ném mạnh về phía Diệp lão đại một cái. Tránh mau! Vu Hữu Hòa vừa nhìn thấy liền sợ tới mức hét hét to một tiếng. Tuy nhiên đồng chí lão Vu đang đứng cạnh cửa, vì cách quá xa nên không còn kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn chén trà kia va đập vỡ tung ra bắn tung tóe nước trà lên người chủ tịch thành phố Diệp. Nhưng trong nháy mắt, đồng chí lão Vu cảm giác như mắt vừa bị hoa. Đợi khi hắn phản ứng lại thì miệng cứ há hốc, bởi vì hắn phát hiện chén trà kia bay một vòng trên không trung rồi bất ngờ vòng quay lại về phía Tô Lâm Nhi nhanh như đạn bắn một cách kỳ lạ. Hơn nữa tốc độ bay rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Tô Lâm Nhi. Á! Tô Lâm Nhi cũng thấy việc này rất kỳ lạ. Sợ tới mức muốn gạt ra nhưng gạt không kịp. Nhìn thấy nước trà thật sự bắn tung tóe đầy người từ đầu xuống chân. May là ruột phích mới hỏng sáng nay nên nước trà không nóng lắm, bằng không, Tô Lâm Nhi có bị hủy hoại dung nhan không cũng là điều khó nói. Với lại, chén trà còn đập nhẹ vào ngực Tô Lâm Nhi, nước trà tất nhiên cũng ngấm vào áo cô ướt sũng. Anh, Tô Lâm Nhi ngực phập phồng như lên cơn hen, chỉ tay vào Diệp Phàm nghẹn họng không nói thành lời. Tôi làm sao, gậy ông đập lưng ông thì còn muốn nói gì nữa. Và lại, chủ tịch thành phố tôi đây không truy cứu tội danh tấn công hủ tịch thành phố của cô đã là phá lệ nương tay rồi. Thế nào, có cần chủ tịch thành phố tôi đây tìm quần áo cho cô thay rồi tán chuyện tiếp không? Diệp Phàm chợt thản nhiên mỉm cười, nói trắng ra chính là muốn nhìn Tô Lâm Nhi bị bẽ mặt. Anh là cái đồ. Tô Lâm Nhi há mồm nói đến đây, thấy Diệp lão đại đột nhiên nghiêm mặt lại hằn học. Tô Lâm Nhi từ lúc chào đời tới nay chưa từng cảm thấy chịu áp lực nặng nề đến như vậy. Lời nói mắng chửi người ta ở đằng sau không dám phun ra nữa, cô ả quay người hừ nói. Anh đánh em trai tôi bị thương, người của Tô gia tôi ở thủ đô không thể để cho người khác tùy tiện đánh. Họ Diệp kia, tôi muốn anh phải quỳ gối xuống xin lỗi Tô gia chúng tôi. Hãy đợi đấy, người nhà Tô gia có giáo dục sẽ dạy cho anh một bài học. Tô Lâm Nhi sau khi mắng xong thì lếch thếch bước đi. Thưa chủ tịch thành phố, làm sao bây giờ ạ? Vu Hữu Hòa sắc mặt tương đối khó coi, hơn nữa còn có vẻ vô cùng lo lắng. Làm cái gì, tôi đánh em trai cô ta bị thương, thật là không hiểu ra sao cả. Em trai cô ta là ai? Diệp lão đại hừ lạnh một tiếng. Tô Ngưu Đản đấy, cái thằng du thủ du thực chuyên gây rối ở đầu phố chính là em trai cô ta. Tô gia này ở thủ đô rất có thế lực tiền bạc thì khỏi phải nói,
nghe nói trong gia đình cũng có nhiều người làm cán bộ. Vu Hữu Hòa sợ Diệp lão đại không biết trời cao đất rộng, khẩn trương giải thích một lượt từ đầu đến cuối. Hừ, tôi còn không tìm cô tính sổ, thế nào mà đã va phải cái thằng em trai không ra gì của cô ta, để cho cô ta vác mặt đến đây tạt nước vào mặt. Diệp Phàm một tiếng hừ lạnh, nhìn Vu Hữu Hòa một cái nói tiếp. Không cần để ý đến cô ta, có gì cứ việc xuất chiêu trước. Tôi cũng muốn xem cô ta có thể làm ầm ĩ ra được cái trò gì. Tô gia dù sao cũng ở thủ đô, đây là ở Hải Đông không phải thủ đô. Sau này chuyện của hội sở Tô thì tôi sẽ chú ý hơn. Cô ta vẫn có ảnh hưởng nhất định ở Hải Đông chúng ta. Hơn nữa, trong thị trường buôn bán, lời nói của cô ả này khá có trọng lượng. Vu Hữu Hòa vẫn lơ mơ chưa hiểu ý của Diệp lão đại, chẳng qua đơn giản là đang nhắc nhở bản thân mình là con đàn bà này có thể giở trò chơi xấu. Rất đanh đá, một cô gái trẻ, sao có thể đanh đá đến như thế? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, lắc lắc đầu. Thực ra, sự đanh đá của cô ta còn chưa thể hiện hết. Rất đáng sợ, có lẽ là do ưu thế của gia đình khiến cô ấy có tính cách và tài trí khác người thường, cho nên rất khó nhìn thấy cô ấy cười với ai. Tuy nhiên, tâm địa của cô ả này cũng không tệ lắm. Mới trong thời gian vài năm đến Hải Đông, cô ấy đã quyên góp xây dựng 3 trường tiểu học, 1 tu trường trung học tình nghĩa. Tổng số tiền quyên tặng lên đến xấp xỉ 20 triệu. Vu Hữu Hòa đang khách quan đánh giá Tô Lâm Nhi, chợt liếc nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Chén trà vừa nãy có chút kỳ lạ, sao lại có thể bật quay trở lại được? Ha ha, không phải bật quay lại mà là Tô Lâm Nhi căn bản là không ném tốt. Chắc là đầu ngón tay cầm không chắc nên vừa ném đi đã vòng ngược trở lại. Diệp lão đại thản nhiên cười nói, tất nhiên sẽ không nói đây là chuyện xấu của mình. Chiêu vừa nãy chính là một trong những kỹ thuật phi đao của Diệp lão đại, chẳng qua là một hạt đậu tương đã giải quyết vấn đề. Hẳn là như vậy, giống như đĩa bay quay lại nhanh đến chóng mặt. Nguy hiểm thật, Vu Hữu Hòa nói. Buổi tối, trong phòng có một đám người đang tụ tập ăn uống hăng say. Chương 1647, tiếng tăm của Diệp lão đại. Nghe nói Tô Lâm Nhi cả người ướt nhẹp chạy từ phòng làm việc của chủ tịch thành phố Diệp ra. Ha ha ha, sẽ không phải là Tô Lâm Nhi đi kiếm chuyện với chủ tịch thành phố, bị chủ tịch thành phố Diệp lão đại tạt cho gáo nước lạnh. Kết quả là cả hai người đều bị tạt nước trà ướt như chuột lột đấy chứ. Thật là thú vị quá. Đồng chí Triệu Sơn nước miếng tung bay, cười to không ngớt, hơn nữa vẻ mặt còn cười một cách khinh bỉ. Tô Lâm Nhi ra tay, không ngờ cúp đuôi chạy mất. Chuyện này không bình thường đâu. Các anh nghĩ xem, Tô Lâm Nhi đến Hải Đông của chúng ta mới được vài năm đã dạn dày xương gió, hôm nay sao có thể ngậm bồ hòn như thế? Không biết rốt cuộc trong phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Diệp đã xảy ra chuyện gì? Phó Chủ tịch thành phố Đinh Nghĩa Minh thản nhiên nói, cũng hơi có cảm giác không thể tin nổi. Ừ, con đàn bà đó không hề đơn giản, ngay cả Phạm Viễn cũng phải nhường cô ta vài phần. Trước kia Trần Khải còn phải nịnh bợ cô ta, bằng không, hội sở Tô thị sao có thể nổi lên như thế. Mới khai trương không được bao lâu, cô ta đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Phó Chủ tịch thành phố Tôn Đạo Phong nói, nhìn Trương Minh Sâm một cái. Đừng nhìn tôi, chuyện hội sở Tô thị thuê địa bàn chính quyền thành phố đã được hội nghị thường vụ thành phố Hải Đông thông qua. Ở đây có hợp đồng chính thức, và lại, bắt tay cùng với Tô Lâm Nhi, đầu tôi còn chưa lẩn thẩn đâu. Trương Minh Sâm thản nhiên nói, cô ả này quả là cừ, theo tiêu chuẩn của Hải Đông chúng ta thì chạy đi đâu tìm nhiều người tiêu dùng có đẳng cấp như hội sở Tô Thị. Thế mà Tô Lâm Nhi có thể tìm được, trong mấy tỉnh lân cận đều có người nể mặt cô ta. Người ta háo hức đến thành phố Hải Đông chính là đi hưởng thụ hội sở Tô Thị một phen. Hội sở Tô Thị có cái gì? Nói trắng ra là đẳng cấp còn kém xa mấy cái thành phố duyên hải hẻo lánh. Chẳng qua có cái sân gôn nhỏ thôi. Đánh còn không được mạnh tay, cứ mạnh tay là bóng bay đi mất. Điều này cũng chẳng có sức hấp dẫn gì. Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu thản nhiên nói. Người ta đến là vì Tô gia phía sau Tô Lâm Nhi. Anh đã từng nghe qua chưa, nghe nói mấy cán bộ cấp sở đều đến mua sắm tại hội sở Tô Thị. Một tháng trước, đã có một người đã đi đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Nam Tây rồi. Nếu như tin tức này đáng tin cậy thì chắc là sau này hội sở Tô Thị sẽ trở thành nơi họp mặt của bọn quan chức rồi. Càng nhộn nhịp hơn, tiền tài tự nhiên cứ đến ầm ầm. Tô Lâm Nhi sẽ chờ cơ hội này mà phất lên. Mẹ kiếp, ông đây không có cái diễm phúc ấy.
Triệu Sơn không kìm nổi phọt ra mấy câu thô tục. Triệu Sơn, đồng chí An Kỳ xử lý chuyện Tô Ngưu Đản thế nào rồi? Trương Minh Sâm hỏi. Cục trưởng An ở trong cuộc họp các ban ngành đã từng nói phải xử lý nghiêm túc. Nhưng đêm qua Tô ra cho người đến muốn bảo lãnh ra ngoài. Tuy nhiên đã bị cục trưởng An kiên quyết từ chối, còn nói là Tô Ngưu Đản cố ý công kích lãnh đạo tỉnh ủy, âm mưu công kích chính quyền thành phố, cổ động các phần tử bạo loạn gây rối, nhất định phải xử lý nghiêm túc và vân vân. Triệu Sơn chợt mỉm cười. Ngầm công kích lãnh đạo tỉnh ủy, tất nhiên là chỉ trưởng ban Lô Minh Châu, còn ngầm công kích chính quyền thành phố, chỉ một tên Diệp Phàm có thể thay thế chính quyền thành phố được sao? Tôi thấy An Kỳ không phải đã hồ đồ rồi đấy chứ. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, An Kỳ muốn bắt Tô Ngưu Đản thì sẽ lập tức có chuyện ầm ĩ rồi. Người nhà Tô gia nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó, An Kỳ nhất định sẽ không trụ được. An Kỳ là cái thá gì, chỉ là một cục trưởng thôi. Tô gia có thể tha hồ tìm một vài người chức to hơn An Kỳ gấp mấy lần từ sở công an. Lưu Nhất Tiêu nói, không chắc chắn đâu. Tôn Đạo Phong lắc đầu, liếc nhìn mọi người một cái nói. Chuyện lần này nhất định Phạm Viễn sẽ không nhúng tay vào vì dù sao cũng liên quan đến trưởng ban Lô. Hơn nữa, lúc ấy ở đây còn có Hạ Hải Vĩ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Vu Kiến Thần của Sở Công an tỉnh và Túc Nhất Tiêu của ở giám sát tỉnh. Và lại còn là công kích trước công chúng, thực sự đúng là hành vi công kích. An Kỳ hoàn toàn có lý để nói. Mà nếu Tô ra tìm người ở trên tỉnh thì bọn họ dù sao cũng phải dè chừng thế lực của trưởng ban Lô Minh Châu, trừ phi có người còn to hơn đồng chí trưởng ban Lô trong nội bộ của đảng. Những người như thế trên tỉnh chỉ có vài người, và lại vì một chuyện ngu xuẩn mà làm mất lòng trưởng ban Lô thì mấy đồng chí kia cũng không khinh suất như vậy. Cũng không nhất định, nếu Tô ra có thể ra tay từ thủ đô, tìm được người có khả năng làm cho một số lãnh đạo cảm thấy đáng để ra tay thì họ cũng có thể xuống tay. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, vị trí kia của Diệp Phàm cũng không dễ ngồi chút nào. Chúng ta cứ chờ mà xem tuồng đi. Đinh Nghĩa Minh thản nhiên hừ nói, nhìn Trương Minh Sâm một cái, nói tiếp. Vừa nãy mới nhận được điện thoại thông báo của Vu Hữu Hòa. Nói là 8 giờ sáng ngày mai sẽ khai mạc hội nghị thành viên của bộ máy chính quyền thành phố. Chủ tịch thành phố Trương, anh xem thử sẽ thu xếp như thế nào đi. Hội nghị lần này là lần đầu tiên Diệp Phàm chủ trì tổ chức sau khi đến Hải Đông. Đối với hắn mà nói có tầm quan trọng vô cùng, đối với chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Một hội nghị có tầm quan trọng như vậy dù sao cũng có cái lý của nó phải không nào? Ha ha! Trương Minh Sâm thản nhiên cười cười, nhấp nhấp ngụm trà, rồi nói tiếp. Hội nghị lần đầu tiên này, vị quan mới phải ngồi trên ba đống lửa. Có điều, tôi đoán là hắn nhất định sẽ không giải quyết được đâu. Thực ra cán bộ đến một địa phương xa lạ nhậm chức, tất cả đều chưa quen thuộc, không biết tình hình địa phương, không biết sự rối rắm trong quan hệ của các thế lực giữa các tập đoàn. Vậy mà dám tùy tiện đùa với lửa phải không nào? Ngọn lửa này dùng như thế nào, nếu không khéo léo sẽ bị bỏng tay. Cho nên, hội nghị lần đầu này, Diệp Phàm sẽ chỉ làm quen với mọi người một chút, hơn nữa, biểu hiện nhất định sẽ rất khiêm tốn. Đối với phương diện công tác, chắc là sẽ chỉ là vài châm ngôn rắm rít nào đấy, tất cả đều là lời nói suông chứ tuyệt nhiên không có chỉ thị cụ thể nào. Ừ, nếu là lời nói suông thì chúng ta cũng không tiện tung hứng với hắn, chẳng hạn như hắn nói chúng ta phải dựa theo con đường của đảng để kiến thiết xây dựng thành thị vân vân, chúng ta nhất định không thể phản đối. Nếu có chỉ thị công tác cụ thể, gọi đồng chí Đinh Nghĩa Minh Anh báo cáo công tác phân công quản lý. Hắn chỉ nói một hai câu. Chúng ta nhân cơ hội đó phản kích hắn ngay trong phòng họp. Đến lúc đó Đinh Nghĩa Minh Anh coi thường chỉ thị của hắn, chúng ta cùng hợp sức với nhau, ha ha, tên chủ tịch thành phố Diệp kia sẽ không còn cái lỗ nào mà chui mặt xuống. Hơn nữa, đảng viên trong Ủy ban Nhân dân thành phố của chúng ta đã chiếm tới 4/4 thiên hạ. Cái gì được gọi là 4/4 thiên hạ, đến Hoàng đế thời Tam Quốc còn không có biện pháp quản lý thế lực của Tam Túc. 4/4 thiên hạ này. Và còn một số đồng chí còn do dự, Diệp Phàm sao có thể khống chế cục diện Ủy ban Nhân dân thành phố được, quá khó rồi. Chủ tịch thành phố Tôn Đạo Phong thản nhiên cười nói. Thực ra có anh Trương Anh Đinh và anh Tôn nữa, ba người là đủ rồi. Ba người đứng đầu dẫn dắt một khi phất tay, ánh mắt của chúng tôi đều không mù. Trước kia đồng chí chủ tịch thành phố Trần Khải không phải chỉ có thể thất vọng chào thua sao? Diệp Phàm là cái thá gì? Một con quả.
đem so với Trần Khải thì hắn còn kém xa. Bây giờ đến một đồng minh hắn còn không có, một thư lệnh trắng tay như vậy thì có gì đáng sợ. Lưu Nhất Tiêu nhân cơ hội kích bác nói. Thưa tiểu thư, tên kia thật quá đáng. Hay là chúng ta lập tức gọi điện thoại cho ông nhà ở thủ đô để nói về chuyện này. Thật sự tưởng rằng đã là một chủ tịch thành phố thì không cần tôn trọng ai nữa sao? Trong biệt thự của Tô Lâm Nhi, một lão quản gia tầm trung niên khom người đứng một bên, tương đối phẫn nộ nói. Người này tên là Tô Quý Tài, vốn cũng là họ hàng xa của Tô gia, đảm nhận luôn chức quản gia của Tô gia. Tô Quý Tài chính là người tài giỏi mà Tô gia cử đến Hải Đông hỗ trợ cho Tô Lâm Nhi trong việc quản lý hội sở. Tô Quý Tài cũng là người phụ trách hội sở Tô Thị. Còn tập đoàn điều địa đường mà Tô Lâm Nhi thành lập chỉ dưới một công ty trong hội sở Tô Thị mà thôi. Đương nhiên, tiền lãi của tập đoàn điều địa đường trên 6 tỉnh thành vẫn là kiếm về cho hội sở Tô Thị. Đúng vậy thưa tiểu thư, vị chủ tịch thành phố Trần trước đây tốt hơn biết bao nhiêu. Tên Trương Minh Sâm đứng đằng sau Trần Khải tuy không nghe lời lắm nhưng cũng không dám kiêu ngạo như thế. Diệp Phàm đã là cái thá gì, một thằng nhãi con chưa đến 30 tuổi. Chẳng qua cũng chỉ là một quyền chủ tịch thành phố thôi, hắn cũng không sợ đến lúc đại hội đại biểu hội đồng nhân dân không thông qua thì chức chủ tịch thành phố này của hắn sẽ bị treo lại. Mẹ nó, cái loại thối tha gì mà dám bắt nạt người nhà Tô gia chúng ta? Lão già trung niên mặt gầy hừ nói, gã này tên là Hoàng Thạch, là giám đốc chuyên quản lý mảng đồng phục cho tập đoàn điều địa đường, cũng là một trong những thành viên nòng cốt của tập đoàn Tô Thị ở Hải Đông. Bản thân không mang họ Tô, nhưng vẫn thường tự nhận mình là người nhà họ Tô. Chị Tô, để tôi tìm vài người dạy cho cái thằng nhãi kia một bài học. Khốn nạn, không muốn sống nữa có phải không? Lại dám ức hiếp người nhà Tô gia chúng ta, thật sự là chán sống rồi. Lúc này, một gã cao to lực lưỡng lên giọng hống hách mắng chửi. Gã này tên là Cao Tiềm, là trưởng ban bảo an của tập đoàn điều địa đường. Nghe nói gã này luyện được công phu rất cứng. Đặt 5 tảng đá dày 5 mét chồng lên nhau khi dùng búa tạ đập vỡ ra mà bụng không bị thương tổn gì. Tô gia vì bồi dưỡng gã, đã từng bắt hắn đến tham gia huấn luyện 3 năm của bộ đội đặc chủng. Nghe nói gã này còn được một thủ trưởng trong quân đội coi trọng, đề bạt chức thượng úy. Nhưng Cao Tiềm rốt cuộc muốn lựa chọn nhập bọn với Tô gia. Gã này đi theo Tô Lâm Nhi đến Hải Đông, đồng thời kiêm chức vệ sĩ cho Tô Lâm Nhi. Tuy nhiên, sau tập đoàn địa đường điểu phát triển lên, nhiệm vụ của Cao Tiềm quá nặng nện đã thành lập tổ bảo an địa đường điều, chuyên môn phụ trách mảng bảo an của các công ty con. Người này không đơn giản, dám dùng côn sắt đi bình định một mảng địa bàn Hải Đông. Gã áp dụng biện pháp đánh du kích, dùng thời gian gần một năm hàng phục gần 3 phần thế lực ngầm của Hải Đông về tay mình. Gã bảo kê cho một lượng lớn các thủ lĩnh của thành phố Hải Đông trong rất nhiều mặt. Mà từ khi thành lập bộ phận bảo an cho đến nay, lợi ích của tập đoàn cũng không ngừng gia tăng. Cùng từng dẹp bỏ không ít trở ngại cho tập đoàn. Lăn lộn đến năm nay, hoàn toàn là bọn hắn gây được tiếng vang lẫn tiếng tăm cho tập đoàn. Không riêng gì vùng Hải Đông này mà còn ở các huyện thị trấn gần gần, bộ phận bảo an điều địa đường cũng có tiếng vang rõ rệt, không có mấy kẻ đuôi mù dám tùy tiện khiêu khích quyền uy của địa đường, điều. Tài nguyên khoáng sản của địa bàn Hải Đông tương đối phong phú, các thế lực tập đoàn khắp nơi vì tranh giành quảng khoáng mà đều thành lập ban bảo vệ cho riêng mình. Những ban bảo vệ này thực ra đều là xây dựng từ những thế lực đen tối. Vì lợi ích của công ty mà những kẻ này đến việc giết người cũng có thể làm được. Đánh cho tàn phế. Tô Lâm Nhi nằm nghiêng trên ghế sofa bằng vải dệt mềm mại, liếc nhìn Cao Tiềm một cái, miệng thầm thì mấy từ này. Chương 1648, con người kỳ quái. Đột nhiên, Tô Lâm Nhi cầm chén ly rượu trên tay ném mạnh về phía chiếc bàn trà, hừ nói. Không cần. Chuyện báo về cho ông già ở nhà cũng không cần thiết nữa. Chuyện của em trai tôi sẽ tự mình ra tay, không cần dùng vũ lực, Tô Lâm Nhi tôi tự có biện pháp. Tôi muốn gã chủ tịch thành phố Diệp này quỳ xuống đất cầu xin Tô Lâm Nhi tôi tha thứ. Thưa tiểu thư, như thế này thì phải chịu đựng tới khi nào? Nếu để cho ông chủ biết tiểu thư ở bên cạnh phải chịu ấm ức thì trưởng ban bảo an tôi chính là không làm tròn bổn phận. Cao Tiềm có chút bất mãn. Yên tâm. Người trong nhà sẽ không biết được đâu. Tô Lâm Nhi xua xua tay, ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Tô Quý Tài đứng bên cạnh. Chú Quý Tài, chú hãy lên danh sách các nhân vật có máu mặt ở thành phố Hải Đông. Thưa tiểu thư, cái này để làm gì ạ?
Tô Quý Tài có chút khó hiểu nhìn Tô Lâm Nhi. Trước kia nói kết bè kéo cánh đối phó một người, tôi sẽ đổi thành kết hợp đối phó đi, tin chắc rằng Tô Lâm Nhi tôi còn có người nể mặt. Gạch nối. Tô Lâm Nhi đột nhiên nghiêm mặt hừ nói. Kết hợp. Tô Quý Tài nhắc lại một câu, thoáng cái đã hiểu ra, cười nói. Vẫn là tiểu thư có biện pháp hay, người có tiếng ở Hải Đông rất nhiều, chỉ cần chúng ta lôi kéo được 1/3 thành viên, tin chắc rằng sau này làm chuyện gì thì tên họ Diệp kia cũng làm hỏng bét hết. Chủ tịch thành phố đã là cái thá gì, đến lúc đó không làm ăn được gì nói không chừng còn phải cuốn gói tủ nhục mà cút đi. Đây là kết cục của những kẻ đắc tội với Tô gia chúng ta. Cuốn xéo, không, hắn tuyệt đối không chấp nhận cuốn xéo đâu. Chú Quý Tài à, chú không biết bọn quan chức trong thể chế đâu. Bọn chúng còn coi trọng mũ quan hơn bất cứ thứ gì. Đến lúc đó, hi hi. Một tràng cười dài của Tô Lâm Nhi vang lên, tiếng cười tương đối dễ nghe chứ không hề chói tai chút nào. Buổi tối, Phạm Cương lái xe đón Diệp Phàm đến ngôi chùa Hàn Lâm của địa phương. Chùa Hàn Lâm cũng có chút danh tiếng ở thành phố Hải Đông, chắc là bởi vị trí nằm ở nơi quá hẻo lánh nên tất nhiên là đình chùa vắng vẻ, hương khói ảm đạm. Bước xuống xe, dọc theo một đường hẹp quanh co bằng đá non dẫn thẳng tới phía rừng cây, đi gần 3 cây nữa thì cuối cùng cũng nhìn thấy một góc mái cong cong. Trên một đỉnh góc mái cong còn treo một ngọn đèn đang đung đưa trong gió lạnh, trông như có thể rơi bất cứ lúc nào. Thằng nhóc này cứ úp úp mở mở, đêm hôm khuya khoắt bảo tôi đi viếng chùa miếu là có ý gì hả? Diệp Phàm nhìn nhìn ngọn đèn đáng thương kia, quay đầu hỏi Phạm Cương. Đại ca thấy cái chùa này nát hay không nát? Đường khó đi hay không khó đi? Phạm Cương ra vẻ đứng đắn nói. Tất nhiên là nát rồi, đường nhựa cũng không vào được trong chùa thì có ích gì, chắc là chẳng có mấy ma nào chịu mò đến nơi này thắp hương đâu. Diệp Phàm thản nhiên nói, liếc nhìn quanh mình một cái, nói. Tuy nhiên quang cảnh quanh đây cũng có chút lạ mắt, có chút đặc biệt. Buổi tôi thì khó nhìn lắm, nếu đến lúc ban ngày thì nhất định sẽ nhìn rõ hơn. Đúng vậy. Thực ra chỗ này tuy hơi hẻo lánh nhưng có nhiều ưu thế hơn so với những đình chùa nổi tiếng khác. Lúc trước vừa đến đây, em đã phát hiện ra nơi này làm cho người ta tương đối thoải mái. Hơn nữa, trước khi trở về, nghe nói đại ca có thể sẽ đến Hải Đông, em liền để ý đến cái chùa Hàn Lâm này. Cùng với mấy tên cấp dưới tuần tra xung quanh nơi này, bất ngờ tôi phát hiện ra một bí mật. Phía sau núi chùa Hàn Lâm này đều có cỏ tranh mọc dài bao trùm hết cả vách đá. Bên trên lại còn khắc nét chữ của danh nhân, hơn nữa lại còn có hình vẽ kỳ quái, em xem không hiểu. Phạm Cương có vẻ hơi tự đắc nói. Cậu bảo tôi đến là muốn khai thác, phát triển, có khi còn có thể phát triển du lịch, lấy ngôi chùa này làm trọng tâm à. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Vậy thì còn tùy ở đại ca rồi, nhưng mảnh đất này rất hẻo lánh, nếu thật sự muốn khai thác, phát triển thì chắc là đầu tư không phải ít đâu. Phạm Cương nói. Đi vào trong chùa thì thấy chùa cũng không có gì đặc sắc, cửa chùa nát đến độ có thể nhìn từ ngoài vào trong, thềm đá ngay giữa cửa chùa còn mọc đầy cỏ xanh, thiếu chút nữa thì đến đá cũng không nhìn thấy nữa. Xem ra, tất cả nhà sư ở đây đều là sư đại lãn. Mỗi ngày làm gì, ngủ cho đẫy vào, đến hóa duyên còn không đi. Khó trách ảm đạm như thế, đình chùa như thế, hai. Diệp Phàm thản nhiên thở dài. Ấn tượng lần đầu tiên đối với chùa Hàn Lâm này là vô cùng tệ. Lời nói của thí chủ đã sai rồi. Lúc này, giọng nói của một nhà sư vang lên từ trong cửa chùa. Là Đại sư Thanh Y ạ, Đại sư, xin chào ngài, hậu bối Phạm Cương đêm khuya tới chơi, thật ngại quá, đã quấy rầy rồi, xin Đại sư thứ lỗi. Thằng nhãi Phạm Cương này bất ngờ trang trọng hẳn lên, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, rất hân hạnh. Giọng nói kia lại vang lên, cùng với đó là két một tiếng, cánh cửa chùa từ từ được mở ra. Dưới đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nheo, khoác trên người chiếc áo cà sa như các hòa thượng trong hội Phật giáo Trung ương. Đứng bên cạnh còn có hơn 10 nhà sư, già có trẻ có. Có người còn chưa đến 10 tuổi, có người năm 60, thậm chí có người còn 70-80 tuổi, trung niên cũng có mấy người. Ngôi chùa đổ nát này, số người cũng không ít. Diệp Phàm vốn nghĩ rằng chỉ có vài ba nhà sư là cùng. Tuy nhiên, Diệp lão đại nhủ thầm trong lòng rằng không biết những nhà sư này lấy tiền ở đâu mà chi tiêu ăn mặc như thế. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy lão hòa thượng Thanh Y này có chút kỳ quái.
người ta bình thường đều mặc áo cà sa màu vàng hoa văn đỏ, sao ông ta lại mặc áo cà sa màu xanh? Diệp Phàm tròn xoe mắt không tránh được sự phát hiện của sư phụ Phí Phương Thành. Sư phụ Phí cũng mặc một chiếc áo cà sa màu xanh. Đại sư, vị này chính là chủ tịch thành phố Diệp của thành phố Hải Đông chúng ta. Phạm Cương vẻ mặt trang trọng, giới thiệu Diệp Phàm với Hòa Thượng Thanh Y. Là chủ tịch thành phố Diệp đến à, vào trong ngồi nhé. Đại sư Thanh Y chìa tay mời nhưng cũng không mấy nhiệt tình, đến từ mời cũng không nói. Điều này càng khiến Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ. Bình thường các sư trụ trì chùa khi thấy chủ tịch thành phố đến còn vui mừng không kịp. Bởi vì chủ tịch thành phố chính là thần tài, khi phục vụ cho chủ tịch thành phố thấy thoải mái một chút, chỉ cần mở miệng nói một câu thì chùa đã có ngay mấy triệu để tu bổ sửa sang. Đại sư Thanh Y này thật cổ quái, đối với mình rất lãnh đạm, không nhiệt tình cũng không thờ ơ, hình như là không thiếu tiền. Nhưng ngôi chùa này thì quả thực rất cũ nát, không thể nào có chuyện chùa thì nghèo mà sư trụ trì lại giàu được. Thưa đại sư, diện tích của nhà chùa thật là rộng đấy. Diệp Phàm liếc nhìn xung quanh một cái, phóng tầm mắt nhìn ra tường bao, không biết lớn nhường nào. Ha ha, phòng ở cũng không ít nhưng đều khá cũ nát rồi. Đại sư Thanh Y thản nhiên cười cười, phong thái vô cùng bình tĩnh. Cũ nát, căn bản chính là một loạt phòng ổ chuột, chắc là bên trong chuột ở thàng tổ. Diệp Phàm thầm oán ông sư này một tiếng, miệng nói. Tôi thấy phạm vi rộng như thế này, các đại sư trong chùa đi hóa duyên thập phương thì có thể tu sửa một chút. Chùa Hàn Lâm hoàn toàn có thể trở thành chùa lớn, có thể so sánh với ngôi chùa lớn đệ nhất ở thành phố Hải Đông như chùa Kim Mã. Ha ha, tranh giành cái danh đệ nhất vô dụng ấy làm gì? Người sống trong đời, cứ tự tại thoải mái mà sống. Đệ nhất thì đã sao? Và lại cũng bởi vì nơi này thanh tịnh nên mới yêu thích, nếu làm ầm ĩ lên thì còn có vị gì? Đại sư Thanh Y thản nhiên cười. Làm Diệp lão đại cảm giác nhất định là không ăn được nho nên bảo nho chua thôi. Làm gì có trụ trì nào ngại tiền nhiều sẽ làm khói hương nghi ngút, đây là kiểu logic gì vậy, sao có thể như thế được? Thưa đại sư, ý của chủ tịch thành phố Diệp là muốn khai thác phát triển chùa Hàn Lâm. Tôi đã tới chùa Hàn Lâm vài lần, cảm giác rất dễ chịu. Với lại tôi phát hiện có rất nhiều chữ trên vách đá sau đằng sau chùa. Đại sư có thể cho biết đấy là cái gì không? Phạm Cương nói. Cậu cũng nhìn thấy rồi à, đúng vậy đúng vậy. Đại sư Thanh Y thản nhiên cười nói, khiến cho Phạm Cương và các nhà sư khác không hiểu gì cả. Phạm Cương, đại sư chắc đã sớm phát hiện các chữ phía sau chùa. Diệp Phàm đứng ở một bên thản nhiên cười nói. Đúng vậy. Đại sư Thanh Y gật đầu nói. Tôi đã phát hiện ra từ mười mấy năm trước rồi. Để bảo vệ các chữ đó, tôi đã đắp một ít cỏ lên, từ từ mọc thành thảm cỏ như bây giờ. Nhiều năm như vậy trôi qua, những chữ này chắc là không còn nhiều người biết. Tuy nhiên, trước kia vốn cũng mọc đầy rêu nấm linh tinh, chẳng qua sau này tôi đắp thêm vài thứ lên thôi. Đại sư nhất định là đọc được những chữ này rồi. Diệp Phàm cũng hiếu kỳ, cười nói. Không đọc được. Đại sư Thanh Y lắc đầu. Không đọc được thì đại sư che lại làm gì? Biết đâu chỉ là do một vài người vẽ lung tung lên. Phạm Cương ánh mắt có chút khó hiểu nhìn đại sư Thanh Y. Không phải vậy. Đại sư Thanh Y lắc đầu nói. Tuy nói không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hấp dẫn từ những chữ viết này. Người ta nói chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng từng nhìn thấy lợn chạy. Nhìn nhiều rồi thì tự nhiên có thể cảm giác được thần thái của nó. Nếu đại sư không ngại thì tôi muốn mời mấy nhà khảo cổ đến kiểm chứng một chút. Nếu có nguồn gốc đặc biệt gì đó, tôi nghĩ có lẽ sẽ là vật bảo đảm quý giá nhất được khai quật của chùa Hàn Lâm. Hơn nữa, một khi chứng thực, danh tiếng của chùa Hàn Lâm sẽ tự truyền ra. Thành phố sẽ đưa chùa Hàn Lâm trở thành hạng mục du lịch trọng điểm. Diệp Phàm mở miệng, bởi vì hắn cảm giác thằng nhãi Phạm Cương này có chút kỳ lạ. Tự nhiên lại cứ nháy mắt với mình lia lịa, thầm nhủ thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì, cứ như luôn xúi mình khai thác phát triển chùa Hàn Lâm vậy. Kiểm chứng. Đại sư Thanh Y sau khi nói nhắc lại một câu liền trầm ngâm, rõ ràng là không muốn khai thác, phát triển. Đại sư, đề nghị này của chủ tịch thành phố Diệp không tồi chút nào. Phạm Cương có chút nóng ruột nói. Tôi biết chủ tịch thành phố có ý tốt, tuy nhiên, cứ như vậy chẳng phải sẽ không thể yên tĩnh được nữa. Đại sư Thanh Y trầm tư suy nghĩ một hồi nói. Thôi đi Phạm Cương,
chúng ta không nên vì lý do gì mà làm hỏng sở thích của đại sư. Diệp Phàm thản nhiên nói. Đại sư, ngài quá ích kỷ rồi. Phạm Cương đột nhiên xen mồm tuôn ra một câu khiến tất cả mọi người lập tức ngây ra như phỗng. Phạm Cương, sao lại có thể ăn nói như thế? Diệp Phàm nghiêm mặt lại, nhắc nhở Phạm Cương. Ha ha, cậu thích nói tôi thế thì tùy, bản thân tôi tâm cứ vô tư mà sống. Đại sư Thanh Y thản nhiên nói, cũng không có vẻ gì là tức giận. Diệp Phàm thực ra thầm khâm phục phương diện trình độ tu dưỡng của đại sư. Đại sư, thế nào là vô tư mà sống? Nói đến đây, Phạm Cương giơ tay chỉ vào 7-8 nhà sư mặc quần áo cũ nát nói. Đại sư, ngài chỉ lo sự yên tĩnh của riêng mình mà quên đi rằng ngài còn là trụ trì của chùa Hàn Lâm. Thân làm trụ trì mà không làm cho chùa hưng thịnh được, khiến cho cuộc sống của các sư sãi trong chùa có thể trở nên tốt đẹp hơn mới là việc ngài lên làm. Ngài nghĩ thử xem, chùa Hàn Lâm này cũ nát đến mức sắp sụp đổ rồi. Nếu không xoay tiền tu sửa thì chùa còn có thể duy trì tồn tại được mấy năm nữa. Chẳng lẽ muốn đợi đến khi tất cả các gian phòng của các ông sụp đổ hết mới nghĩ đến việc cải tạo sao? Hơn nữa, đại sư chỉ vì một chữ tính của riêng bản thân mình mà không để tâm đến tất cả thành viên trong chùa. Ngài nhìn bọn họ xem, đến cái mặc cũng là áo cũ, cái ăn thì lấy đâu ra mà ngon lành được, Phạm Cương tôi rất hoài nghi. Mặc dù nói các ngài tuân thủ ăn chay thanh tịnh, nhưng nếu có thể sống tốt hơn một chút thì sao không sống cho tốt hơn? Dù là ăn chay cũng có thể chú trọng hơn một chút phải không nào? Cho nên, tôi cho rằng chữ tư trong tâm đại sư đã quá nặng. Nếu đại sư cho rằng Phạm Cương tôi nói không đúng thì tôi xin nhận lỗi với ngài. Chương 1649, có người ra mặt. Diệp Phàm thản nhiên uống trà, cảm thấy lời Phạm Cương này nói đúng là có lý. Nên cũng muốn xem đại sư áo xanh trả lời như thế nào. 2. Thật lâu sau, đại sư áo xanh thở dài, lại liếc nhìn các hòa thượng khác, hỏi. Các người cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào? Có phải tư tâm của ta quá nặng, chỉ nghĩ cho riêng mình không? Sống rất tốt thưa đại sư. Các hòa thượng do dự hồi lâu mới nói ra câu này. Các người không nói thật, là tư tâm của ta quá nặng rồi. Thí chủ Phạm Cương đã nói đúng, ta quá theo đuổi chữ tính của riêng mình mà quên mất cuộc sống của các người. Có lẽ, các người thích ngôi chùa nghèo này phát triển lên. Vậy cứ làm theo lời chủ tịch thành phố nói đi. Đại sư áo xanh nói đến đây, liếc nhìn Diệp Phàm nói. Chủ tịch thành phố, những chữ sau vách đá mời ngài gọi chuyên gia đến khảo chứng một chút. Từ nay về sau, tôi sẽ đi vài nơi xem thử có thể kiếm được vài khoản tiền trải đường trước không. Lúc này, Diệp Phàm thấy Phạm Cương nháy mắt với mình mấy cái, tuy nói trong lòng cũng buồn bực, nhưng miệng vẫn cười nói. Dù có khai thác được hay không, con đường này, tôi hứa với đại sư một câu, thành phố sẽ cấp xuống 600.000 để các ông trải đường. Cái này, là khoản tiền đầu tiên tôi cấp sau khi đến Hải Đông. Đương nhiên, tôi biết chút tiền ấy cũng không đủ, tôi tin đại sư có thể kiếm đủ khoản còn lại. Cảm ơn. Đại sư áo xanh nói. Đại sư, tôi sẽ nghĩ cách kiếm cho ông 400.000, cộng với khoản của chủ tịch thành phố là được 1 triệu rồi. Phạm Cương nói. Đại sư áo xanh lại cảm ơn. Trở lại trong xe, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phạm Cương. Đại ca chắc chắn thấy rất kỳ lạ. Phạm Cương thản nhiên cười nói. Đương nhiên kỳ lạ rồi, tên nhóc cậu định làm cái gì? Biến thành vị thần cầu nhàu trong chớp mắt, chẳng lẽ vị đại sư áo xanh này có lai lịch, đêm hôm khuya khoát kéo tôi đến cái chỗ lạnh lẽo này. Hơn nữa, còn tốn mất 600.000, tên nhóc cậu giải thích rõ cho tôi xem nào. Diệp Phàm nói. Ha ha. Phạm Cương cười gượng một tiếng, nói. Đại ca à, tuyệt đối là thứ có giá trị mà. Em đã điều tra qua, tên tục gia của đại sư áo xanh là Lưu Quần Phong. Người này tính tình cũng có chút quái dị, thích yên tĩnh. Nói ông ta nổi tiếng, cũng không chắc. Sống trong một ngôi miếu đổ nát thì có thể có danh tiếng gì. Vấn đề mấu chốt không phải ở bản thân ông ta. Mà là ở chỗ ông ta là cha của phó bí thư thành ủy Hải Đông chúng ta đồng chí Lưu Chân Mai. Hiểu chưa đại ca? Thằng nhóc cậu, tâm địa càng ngày càng giàu hoạt. Không hổ là nhân tài của an ninh quốc gia, không ngờ những nội tình này mà cũng điều tra ra được. Diệp Phàm mỉm cười, tuy nhiên, lại nói đem. Cậu dẫn tôi đến cái chùa cũ này làm vài điều tốt cho Lưu Quần Phong, chính là tìm đường kết nối quan hệ với Lưu Chân Mai. Tuy nhiên, tôi thấy chưa chắc đâu.
Lưu Quần Phong tuy nói là cha của Lưu Chân Mai, nhưng Phó Bí Thư Lưu là Phó Bí Thư Lưu. Chuyện này em cũng có hỏi thăm, Lưu Chân Mai là phụ nữ, năm nay mới 35-36. Hơn nữa nghe nói còn là gái già. Phạm Cương vừa mới nói đến đây, Diệp Lão Đại thiếu chút nữa kêu lên, hỏi. Thực sự vẫn chưa kết hôn à? Đã 35-36 rồi. Đúng vậy, đại ca không phải nói em là nhân tài của an ninh quốc gia à? Điều tra một người chẳng phải dễ hơn ăn sáng sao? Lưu Chân Mai đích xác chưa kết hôn, nguyên nhân của chuyện này cũng phức tạp, tuy nhiên, sau một thời gian mày mò em đã tìm ra manh mối ở ngôi chùa này. Nghe nói Lưu Chân Mai trong hội nghị thường vụ thành ủy được phân quản công tác đảng và quần chúng. Xếp hạng trong thành ủy sau bí thư Phạm Viễn và chủ tịch thành phố Anh thì đứng thứ ba đấy. Tuy nhiên, cho tới nay Lưu Chân Mai trên cơ bản không quản chuyện của đảng và quần chúng. Chỉ chiếm không một vị trí tốt chứ có chuyện gì cũng chẳng ra mặt, có họp hội nghị thường vụ thì cũng chỉ làm nhân vật phụ. Phạm Cương có chút buồn bực, nói. Cậu sai rồi, tôi hỏi cậu, Lưu Chân Mai được đề bạt mấy năm rồi. Thằng nhãi cậu chú ý đến cô ta, chắc chắn phải điều tra rồi đúng không? Diệp Phàm nói. 3 năm, chưa đến 3 năm. Phạm Cương nói. Vậy là được rồi, lính không muốn làm tướng không phải lính tốt. Tôi nghĩ, Lưu Chân Mai có thể ngồi lên vị trí này. Đối với phụ nữ chắc chắn không đơn giản, bằng không, sao cô nàng có thể ngồi lên vị trí này? Hơn nữa, tuổi vẫn chưa lớn, có lẽ thế của bí thư Phạm Viễn quá mạnh, Lưu Chân Mai cảm giác mông chưa ngồi chắc, cho nên tạm thời quan sát một thời gian rồi tính. Bình thường chỉ là một nhân vật phụ trong hội nghị thường vụ thôi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Phạm Cương. Đại ca phân tích rất đúng, người phụ nữ này chẳng kết bè kết phái với ai. Cô ta vẫn chưa kết hôn, chắc hẳn có liên quan đến Lưu Quần Phong cha của cô ta chăng? Nghe nói Lưu Quần Phong nhiều năm trước chưa làm hòa thượng. Người này chỉ thích dạo chơi khắp nơi, căn bản chẳng để ý chuyện trong nhà. Sau đó có vài lần cãi nhau ầm ĩ với vợ là Lý Liên Diệp. Tuy nhiên, cuối cùng Lý Liên Diệp bị bệnh qua đời, Lưu Quần Phong cũng không trở về nhà nữa. Lưu Quần Phong không có điện thoại, dĩ nhiên không thể liên lạc. Đương nhiên, Lý Liên Diệp đã mất. Em nghĩ, Lưu Chân Mai lúc đó nghĩ đến tình cảnh mẹ mình mất quá thê thảm nên trong lòng sinh vết thương lòng, thành ra, không muốn lập gia đình. Phạm Cương thản nhiên lắc lắc đầu, có chút cảm thán. Chắc là cũng có chút ảnh hưởng, quan hệ của Lưu Chân Mai và cha mình hiện nay như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Không tốt, nghe nói Lưu Quần Phong sau khi về nghe tin vợ mất, rất hối hận. Xuất gia làm hòa thượng luôn, ngôi chùa nghèo này Phó Bí Thư Lưu chưa từng ghé qua. Lưu Quần Phong mấy lần đi tìm con gái là Lưu Chân Mai, chắc hẳn là có ý xin tha thứ. Nhưng, Lưu Chân Mai mãi vẫn chưa chịu tha thứ. Phạm Cương nói. Hai, cả hai người đều đáng thương, chút khúc mắc chặn trong lòng mười mấy năm chưa giải được. Diệp Phàm thở dài, liếc nhìn Phạm Cương một cái nói. Việc này chắc tương đối khó, muốn kéo được Lưu Chân Mai qua, chắc chẳng phải nối lại mối quan hệ cha con của họ. Có lẽ, sau khi quan hệ hai người tốt đẹp Lưu Chân Mai tự nhiên sẽ để tâm đến chúng ta. Tuy nhiên, oán hận mười mấy năm đâu có thể giải quyết trong chốc lát. Người Trung Quốc chúng ta thì càng khó hết giận, khó làm đây. Diệp Phàm nhíu mày. Ha ha, em chỉ biết điều tra thôi, còn phần hóa giải, chắc chắn đại ca là cao thủ, hẳn là có thể tìm được cách giải quyết. Phạm Cương cười gượng một tiếng rồi chuyên tâm lái xe. Thằng nhãi cậu, tuy nhiên, con đường này có lẽ cũng có được cơ hội. Diệp Phàm như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu. Sáng hôm sau, 7 giờ 55 phút. Diệp Phàm bước chân bình tĩnh, đồng chí chủ nhiệm Vu Hữu Hòa đi cùng nhẹ nhàng mở cửa thể hiện quyền lực, phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông. Diệp Phàm nhìn lướt qua, không thấy chỗ trống, chứng tỏ mọi người đã đến đầy đủ rồi. Hôm nay chủ tịch thành phố mới nhậm chức của thành phố Hải Đông chúng ta lần đầu tiên chủ trì cuộc họp, mời mọi người vỗ tay. Vu Hữu Hòa mỉm cười vỗ tay đầu tiên. Lập tức, tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm biết tiếng vỗ tay chẳng hề nhiệt liệt như vậy. Chẳng qua chỉ là cố ý hưởng ứng vậy thôi, Diệp Lão Đại đương nhiên cũng chẳng giận, cũng lần lượt bắt tay với từng ủy viên đảng ủy, sau đó bước về chỗ mình, cười nói. Cảm ơn, xin mời mọi người ngồi. Lại những tiếng động dịch chuyển ghế vang lên. Diệp Phàm cầm chén trà, thổi một hơi, sau đó nhấp một ngụm, phóng tầm mắt nhìn mọi người,
trong lòng nói bộ máy ủy ban nhân dân thành phố Hải Đông không nhỏ. Diệp Phàm sớm đã tìm hiểu, bộ máy ủy ban nhân dân thành phố Hải Đông có 8 phó chủ tịch thành phố, một trợ lý chủ tịch thành phố, lại thêm Vu Hữu Hòa và tổng thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Ngoài ra còn có một người phụ trách viện kiểm sát và tòa án. Tổng cộng có 13 người hợp thành bộ máy đảng ủy trong ủy ban nhân dân thành phố. Số lượng cũng như bộ máy của thành ủy. 8 phó chủ tịch thành phố là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Minh Sâm, ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Biệt Đạo Phong, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát, Đinh Nghĩa Minh, Tiễn Quải, Liễu Đoàn Đoàn, Vương Nguyệt, Tằng Tuấn Tài. Trợ lý Chủ tịch thành phố Điền Hồng, trưởng Viện Kiểm sát thành phố Lôi Minh, trưởng Tòa án thành phố Câu Kiến Minh, thêm Vu Hữu Hòa nữa là vừa đủ 13 người. Hôm nay, chủ yếu là làm quen với mọi người một chút. Tôi mới đến Hải Đông, về sau cùng mọi người hợp tác làm việc. Chúng ta đều là đồng nghiệp. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Vu Hữu Hòa một cái. Vu Hữu Hòa đứng lên, giới thiệu từng ủy viên đảng ủy cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Minh Sâm và Biệt Đạo Phong mỉm cười với nhau. Hơn nữa, Biệt Đạo Phong còn lén đưa ngón tay cái về phía Trương Minh Sâm. Không biết hai tên này đang cười cái gì. Kỳ thực, Biệt Đạo Phong đang nói Trương Minh Sâm phán đoán như thần. Vì Trương Minh Sâm từng nói lần đầu Diệp Phàm chủ trì cuộc họp chắc chắn không nói chuyện chính sự. Quả nhiên những lời dạo đầu của Diệp lão đại khiến đồng chí Trương Minh Sâm đắc ý mỉm cười. Sau khi làm quen với mọi người, Diệp Phàm lại ngồi xuống, nói với Vu Hữu Hòa. Các đồng chí, hôm nay là ngày 8 rồi, còn hơn 20 ngày nữa là Tết. Sắp đến cuối năm, công việc vô cùng nhiều. Khảo hạch, nhận kiểm tra của cấp trên, tổng kết của đơn vị cấp dưới. Cho nên, mỗi một thành viên ngồi trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố, chắc chắn vô cùng bận rộn. Tôi mới đến Hải Đông, đương nhiên chưa thể nào hiểu rõ tình hình Hải Đông được. Cuối năm ủy ban nhân dân thành phố phải làm những gì, đồng chí Vu Hữu Hòa, anh nói trước đi, xem nên sắp xếp thế nào. Đương nhiên, cái này đồng chí Vu Hữu Hòa sớm đã báo cáo cho Diệp Phàm cũng gật đầu, giờ đơn giản chỉ là bày ra trên cuộc họp toàn bộ máy thôi. Vu Hữu Hòa vừa nghe, đang định mở miệng nói. Lúc này, một âm thanh vang lên cướp lời anh ta. Chủ tịch thành phố, có chuyện không thể trì hoãn nữa sẽ có người mất mạng. Diệp Phàm dương mắt nhìn, thấy một trung niên mặt khá gầy đang nói. Hẳn là phó chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài. Có chuyện gì lớn đến mức gây chết người, chủ tịch thành phố Tằng, anh nói cụ thể đi. Diệp Phàm nhíu mày nói. Kỳ thật. Diệp Phàm trong lòng sớm bốc hỏa, Tằng Tuấn Tài này rõ ràng đang kiếm chuyện. Anh có chuyện gì cũng phải đợi Vu Hữu Hòa nói xong hãng nói chứ, hoặc là họp xong đến báo cáo công việc với mình. Vu Hữu Hòa là người Diệp lão đại chỉ đích danh nói. Đồng chí Tằng Tuấn Tài làm như vậy là không quy củ, dĩ nhiên là đang coi rẻ quyền uy của Diệp lão đại. Tuy nhiên, Diệp Phàm quả thực muốn xem tên này dở trò gì, nên không thèm so đo với gã. Là chuyện nhà máy dệt Thuận Hoa. Chuyện này, tôi sớm đề cập rồi, nhưng chưa được xử lý tốt. Phó Chủ tịch thành phố Tằng mặt mày nhăn nhó nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1650, đập đá vào chính chân mình. Sớm đã đề cập đến, đã đề cập với ai? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, không hề để ý người này. Việc này, tôi đã đề cập với Chủ tịch thành phố Trương. Chủ tịch thành phố Tôn liếc mắt nhìn Trương Minh Sâm một cái, nói. Vâng, việc này đồng chí Tuấn Tài đã đề cập qua với tôi. Tuy nhiên, phải nói thật, việc này rất phiền toái. Ủy ban nhân dân thành phố muốn giải quyết phiền phức này trước cuối năm, đó là điều không thể. Trương Minh Sâm thản nhiên hừ nói. Rốt cuộc sao lại thế này, chủ tịch thành phố Tằng nói cụ thể một chút. Diệp Phàm nhíu mày xuống, hừ nói. Phòng trưng Tằng Tuấn Tài cố ý tìm việc làm khó dễ mình. Chủ tịch thành phố có thể không biết rằng, nhà máy dệt Thuận Hoa là nhà máy lâu năm, đã hơn 20 năm kể từ khi xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, nhà máy này không thể, máy móc lạc hậu, nhà xưởng cũ nát, tiền lương không trả đủ, thanh niên không muốn làm, mà nhân viên kỹ thuật nòng cốt đương nhiên bị người ta lấy đi mất rồi. Đã không có nhân viên kỹ thuật, làm sao có sản phẩm chất lượng tốt, nhà máy cũng đóng cửa liên tục. Mà đội ngũ nhân viên cũng rất nhiều, toàn bộ công nhân viên trước nhà máy không dưới 2.000 người. Mấy tháng trước nhà máy đóng cửa,
mà cái đáng giá duy nhất trong nhà máy chính là khoảng đất kia. Máy móc nhà xưởng đều không có giá trị gì cả. Chủ tịch thành phố Trương ban đầu bảo tôi phụ trách việc kiểm kê nhà máy, theo tính toán ban đầu của tôi là đem nhà máy đi bán. Được một khoản tiền trả hết nợ phần còn lại chia cho công nhân viên chức một ít coi như bồi thường. Việc này, công nhân viên chức trong nhà máy cũng đồng ý. Tuy nhiên, khi bán đấu giá mảnh đất lại sinh loạn. Một số người chạy đến không cho bán đấu giá đất Thuận Hoa. Đất này vốn là của thôn bọn họ, trước kia nhà máy dệt Thuận Hoa khi xây dựng chưa trả tiền đất. Hiện tại, nếu phải đem bán nhà máy, máy móc nhà xưởng bọn họ cũng không quản, nhưng đất phải là do thôn bọn họ thu hồi lại. Tăng Tuấn Tài nói, vừa rồi nghe đất nhà máy dệt Thuận Hoa rất đáng giá, hẳn là vị trí không tồi. Cái này đề cập tới tranh cãi đất đai, điều tra rõ xem đúng không, đất Thuận Hoa có phải của thôn hay không, cái thôn kia gọi là thôn gì, hiện tại hẳn là không còn thôn đó chứ. Diệp Phàm hỏi, trước kia gọi là thôn Hồng Thư, hiện tại đương nhiên không còn thôn này nữa. Cùng với việc mở rộng diện tích thành phố Hải Đông, thôn Hồng Thư sớm trở thành thị trấn Hồng Thư. Tôi điều tra thăm hỏi qua, khi đó xây dựng nhà máy, quả thực chưa trả tiền cho thôn Hồng Thư. Tuy nhiên, khi đó thôn Hồng Thư chỉ có đến 2.000 người. Nhà máy dệt Thuận Hoa xây dựng chỗ ấy tuy chưa từng trả tiền đất. Nhưng thôn Hồng Thư đương nhiên cũng có lợi thế rồi, thời điểm đó trong thôn hễ thanh niên nào đủ điều kiện là đều được vào nhà máy Thuận Hoa làm công nhân viên chức. Tăng Tuấn Tài nói, tức là lấy công việc trả tiền đất có phải hay không? Diệp Phàm hỏi. Theo lý phải là như vậy, tuy nhiên vài chục năm trôi qua. Người nhà máy này thay đổi nhiều đợt, những người của thôn vào nhà máy làm việc ban đầu đều thành lão già chết tàn mạn hết, đến bây giờ cũng không còn lại mấy người làm ở Thuận Hoa. Cho nên, mâu thuẫn liền phát sinh ra. Hiện tại thị trấn Hồng Thư đương nhiên không chấp nhận việc này, nói sắp xếp công việc là công việc nhà nước. Còn đất là của bọn họ, đương nhiên phải đến thu hồi. Tăng Tuấn Tài nói. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái lại nói. Làm cho quần chúng thị trấn Hồng Thư cùng công nhân nhà máy Thuận Hoa đánh nhau vài lần. Dân tộc hồi cũng kéo bè kéo lũ đánh nhau, có lần vài trăm người đánh nhau. Ngay cả cục công an ra mặt cũng không thể làm tốt. Hôm nay vừa chấn chỉnh lại đỡ hơn một chút, ngày mai lại đánh lật tiếp. 2. Thời đại này, vì tiền anh em ruột còn đánh cho đầu rơi máu chảy, chứ đừng nói cả một mảnh đất đáng giá hàng trăm triệu. Người không đỏ mắt mới là lạ. Trợ lý chủ tịch thành phố Điền Hồng thở dài. Chủ tịch thành phố, việc này cần khẩn trương xử lý tránh mất mát mới được. Nếu không, cửa ải cuối năm tới rồi, nếu lại xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm. Kiểm sát trưởng viện kiểm sát thành phố, đồng chí Lôi Minh sắc mặt biểu cảm nói. Việc thì đương nhiên là phải sắp xếp, dù sao cũng phải để công nhân viên chức nhà máy dệt Thuận Hoa đón năm mới. Nếu không... Mấy ngàn công nhân làm ầm ĩ lên chắc chắn sẽ có chuyện. Diệp Phàm vuốt cằm liếc mắt nhìn Tăng Tuấn Tài một cái, mặt lập tức trở lên nghiêm túc nói. Việc này đều do chủ tịch thành phố Tăng phụ trách, vậy phải có trách nhiệm tới cuối cùng. Chủ tịch thành phố Tăng, trước cuối năm phải giải quyết xong việc này. Trong lòng lão Diệp cười lạnh, nếu việc này là Tăng Tuấn Tài bày ra để làm khó dễ chính mình, vậy phải khiến đồng chí Tăng Tuấn Tài lấy đá tự đập chân mình cái đã. Chủ tịch thành phố, việc này tôi thực sắp xếp không được. Hay là mời chủ tịch thành phố Cao Minh khác, tôi nhận vụ này đã mấy tháng, lần trước dẫn theo vài người đi giải hòa. Cuối cùng hai bên bất hòa chẳng thèm nể mặt tôi ngang nhiên đánh nhau. Vài người chúng tôi khẩn trương đi khuyên, xem này, tay tôi vẫn còn vết sẹo do gạch đập chúng đấy. Tăng Tuấn Tài lập tức kêu khổ còn vươn tay trái cho mọi người nhìn, lại nói. Tôi cũng cố không để mất mặt, hai, việc này. Sau khi người này nói xong vẻ mặt giống như quả mướp đắng, đương nhiên là tranh thủ sự cảm thông. Hạng mục do mình phụ trách làm không xong lại muốn tôi phải sắp xếp cho cao nhân khác giải quyết sao? Diệp Phàm biết rằng người này muốn tranh cãi, mặt nghiêm lạnh lùng hừ nói, liếc mắt một cái nhìn mọi người niên dạ, lại nói. Những người ngồi đây đều là thành phố bộ máy ủy ban nhân dân thành phố, mọi người đều có công việc riêng của mình. Năm hết Tết đến ai chẳng bận việc. Có ai được rảnh rỗi chứ? Chủ tịch thành phố, tôi hy vọng có thể ra mặt giảng hòa một chút. Nhưng việc này, tôi thực không làm được. Nếu chủ tịch thành phố miễn cưỡng ép tôi phải làm, tôi đây đành phải xin phép nghỉ. Tăng Tuấn Tài lại kêu khổ nói, không ngờ lấy xin phép nghỉ để uy hiếp. 2. Lúc này truyền đến một loạt tiếng thở dài,
đương nhiên là của Trương Minh Sâm kia, ông ta liếc mắt một cái nhìn mọi người, nói. Việc này, quả thật là khó khăn với đồng chí Tuấn Tài. Việc này chẳng thể nào sắp xếp được, kỳ thật, chúng ta đều là người địa phương tới địa phương sắp xếp việc này đương nhiên phiền toái. Đủ các mối ràng buộc cô bảy gì tám, cuối cùng, tất cả rối hết cả lên. Lời nói Trương Minh Sâm rất rõ ràng, chỉ có Diệp Phàm là người bên ngoài thôi. Thưa Chủ tịch thành phố, kỳ thật, việc này chúng tôi cũng giúp đồng chí Tuấn Tài đi giải hòa. Tuy nhiên, không sợ Chủ tịch thành phố chê cười, chúng tôi cũng chưa thành công. Có đúng không nào? Chủ tịch thành phố Biệt Đạo Phong liếc mắt nhìn mọi người một cái nói. Nghe anh ta nói như vậy đương nhiên mọi người cũng không hé răng. Sự việc khó giải quyết tốt nhất không nên để nó rơi xuống đầu mình, quả thực là phiền toái lắm. Ai muốn ăn no không có việc gì tự tìm việc mà làm. Tất cả các người câu kết muốn ức hiếp người ngoài tôi, lão Diệp trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ tới điểm độc. Vì thế, miệng nói. Tôi hỏi lại một lần nữa, đồng chí Tằng Tuấn Tài, việc này có phải được phân công cho anh không? Đúng là phân công cho tôi. Tôi có trách nhiệm giúp đỡ đồng chí Trương Minh Sâm chia sẻ hạng mục công nghiệp. Tăng Tuấn Tài đáp, liếc mắt nhìn TAUE.NG Minh Sâm một cái. Ồ, chia sẻ công việc với Chủ tịch thành phố Trương đúng không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn tên kia một cái, thản nhiên hừ nói. Vâng, việc này mọi người đều biết, Chủ tịch thành phố trước đây đã bố trí như vậy. Tăng Tuấn Tài cảm thấy được tia lửa giận của Diệp Phàm, tuy nhiên, cảm thấy có nhiều người giúp đỡ như vậy. Cho nên, cũng không lo lắng gì. Không dàn xếp được chuyện này đúng không? Diệp Phàm lại hỏi. Thực sự không dàn xếp nổi. Tăng Tuấn Tài cảm thấy giọng Diệp Phàm dần dần cứng rắn lên, việc này đâm lao đành phải theo lao, kiên trì trả lời. Nếu dàn xếp không được, vậy chứng tỏ bản thân không thích hợp làm công việc này. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, đột nhiên, bản mặt kia càng cứng rắn, hừ nói. Nếu hạng mục công nghiệp không thích hợp với đồng chí Tuấn Tài, người ta, chiếm hầm cầu không thải cũng không được. Vậy tìm một người thích hợp chia sẻ công tác với đồng chí Tuấn Tài. Chủ nhiệm Vu, đem bảng phân công công việc đến đây. Trong các mảng phân công công việc, khối công nghiệp từ trước đều là khối thịt béo. Mọi người đều muốn được phân công quản lý. Tăng Tuấn Tài vừa nghe, vẻ mặt xám đen. Ông ta thật sự không thể tưởng tượng được. Diệp Phàm lần đầu tiên chủ trì công tác chủ tịch thành phố mà lại lấy việc phân công công việc ra bàn. Chuyện như vậy, tuyệt sẽ không xảy ra đối với những chủ tịch thành phố mới chậm chức. Vu Hữu Hòa vừa đem tài liệu lên, vẻ mặt lão Diệp đứng đắn hẳn lên. Và, xoay người thật chậm, đương nhiên là hắn đang chỉnh đốn lại Tăng Tuấn Tài. Chủ tịch thành phố, kỳ thật, đồng chí Tuấn Tài chịu trách nhiệm khối công nghiệp vẫn rất tốt. Cùng anh ta làm việc trong 2 năm. Tôi thấy khối công nghiệp hiệu quả và lợi ích mang lại rất rõ ràng. Thu nhập từ thuế và lợi nhuận không khác biệt lắm trong 2 năm. Trương Minh Sâm vừa thấy, biết Diệp Phàm muốn xuống tay. Ông ta cũng không nghĩ Diệp Phàm lần đầu tiên chủ trì hội nghị không ngờ muốn điều chỉnh phân công công tác. Nếu thực sự khối công nghiệp bị Diệp Phàm chuyển đi vứt cho kẻ thù của mình, nước luộc kia chẳng phải là bị người ngoài mò mất. Và, quyền lực khối công nghiệp cũng tương đương lớn. Trương Minh Sâm đương nhiên không thể không nhìn thấy việc nảy sinh. Hiệu quả và lợi ích là hiệu quả và lợi ích, những thứ ấy chỉ là thành tích trước đây của đồng chí Tằng Tuấn Tài. Mọi người thay đổi, xã hội chuyển biến. Nếu hiện tại đồng chí Tằng Tuấn Tài không thích hợp làm công việc này, vậy phải chiếu cố đồng chí đó có phải hay không? Chúng ta làm công tác cũng phải suy xét đến tính cách. Không thể vì người nhà không thích hợp mà vẫn cứ giao pháo đài cho anh ta làm. Cứ như vậy. Hiệu suất công việc chắc chắn sẽ suy giảm. Và, cũng không thích hợp quản lý khoa học có phải hay không? Diệp Phàm dở tài liệu, thản nhiên đáp lại Trương Minh Sâm một câu. Tăng Tuấn Tài vừa nghe, mặt càng trắng ra, rốt cục không nín được, nói. Chủ tịch thành phố, có phải đã thay đổi cách suy nghĩ rồi không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tăng Tuấn Tài một cái, thản nhiên hừ nói, tuy nhiên, ánh mắt cũng chăm chú vào tài liệu trên tay. Tuấn Tài vuốt cằm, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, mặt lập tức đỏ bừng nói. Việc này, tôi thử lại xem, tôi nghĩ thử lại có thể làm được. Tăng Tuấn Tài nói xong lời này vội vàng cúi đầu, bởi vì, ánh mắt giết người của đồng chí Trương Minh Sâm đang theo dõi anh ta. Tuy nhiên, vì lợi ích và quyền lực, đồng chí Tăng Tuấn Tài cũng phải ném bỏ những băn khoăn khác. Nếu khối này thực bị Diệp Phàm chuyển đi,
rồi sau đó tùy tiện nhét mình vào đảm nhiệm một đơn vị cặn bã nghèo nàn. Vậy anh ta, một chủ tịch thành phố còn gì uy phong, làm quan, một khi mất đi quyền lực còn làm quan cái gì? Không phải thử lại, là nhất định phải giải quyết. Thời gian đặt ra trong một tháng, đồng chí Tằng Tuấn Tài, thấy được không? Diệp Phàm đương nhiên thuận thế bước xuống. Làm được, Tằng Tuấn Tài chán đổ mồ hôi, liên tục vuốt cằm, chỉ sợ chủ tịch thành phố Diệp lập tức thay đổi chủ ý. Chương 1651, Cục Công an bất tài. Được, tất cả mọi người nghe thấy rồi có phải không? Lão đại Diệp nói tới đây liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Nếu giải quyết không được, đến lúc đó, đừng trách Diệp Phàm tôi không báo trước. Làm gì có chỗ mát mẻ để anh đi chứ? Sau khi Diệp lão đại một lần đốt đám lửa nhỏ, không còn ai dám làm khó chuyện gì nữa. Mấy người Trương Minh Sâm, Tôn Đạo Phong đương nhiên có chút buồn bực. Vốn ban đầu tính toán tốt lắm, không ngờ vì Tằng Tuấn Tài nhát gan, bị Diệp Phàm đùa giỡn uy phong. Buổi tối, Bí thư Phạm, anh không biết, hôm nay Tằng Tuấn Tài đúng là đã đánh mất thể diện lớn, ha ha ha. Ở chỗ ở của Phạm Viễn, Ngô Sinh Phát phó chủ tịch thành phố ngồi trên sofa cười nghiêng ngả. Mất thể diện lớn, như thế nào lại mất mặt? Phạm Viễn quét mắt nhìn Ngô Sinh Phát một cái, hừ nói. Tằng Tuấn Tài chắc là theo chỉ thị Trương Minh Sâm, muốn trong lần đầu tiên Diệp Phàm chủ trì cuộc họp bộ máy quản lý thành phố thử một chút. Ai ngờ đồng chí lão Tằng tự lấy đá đập vào chân mình, làm chính mình bị thương. Phó chủ tịch thành phố Ngô đem trò khôi hài buổi sáng tả lại một lần nữa. Chủ! Phạm Viễn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn mấy người một cái, nói. Diệp Phàm là chủ tịch thành phố, Tằng Tuấn chỉ là phó chủ tịch thành phố. Trước kia ỷ vào Trương Minh Sâm mới được phân công quản lý khối công nghiệp. Chủ tịch thành phố một chút quyền lực cũng không có còn gọi là chủ tịch thành phố sao? Chẳng biết nghĩ gì đến đại cục cả, sắp Tết rồi, sao có thể làm loạn đem nữa, nên ổn định một chút mới tốt. Tôi nghĩ có chút kỳ quái, Trương Minh Sâm sao lại cùng Biệt Đạo Phong đánh Diệp Phàm? Tổng thư ký Thành ủy đồng chí Trường Cao Hoa bộ dáng vẻ mặt nghi hoặc, nói. Cùng tấn công có ích sao? Muốn ép người xuống giếng, phải tìm được điểm tựa tốt mới được. Tằng Tuấn Tài ngu ngốc không tìm điểm tựa tốt, tự mình rước họa cho mình. Cái này gọi là nhảy vào cạm bẫy của chính mình. Tôi muốn xem cậu ta có giải quyết được chuyện nhà máy dệt Thuận Hoa hay không. Đến lúc đó thực làm không được, không cần Diệp Phàm ra tay, Phạm Viễn tôi sẽ cho cậu ta phải ăn không khí. Vẻ mặt Phạm Viễn uy nghiêm, hừ nói. Chỉ bằng giúp đỡ Diệp Phàm một phen, loại bỏ triệt để Tằng Tuấn Tài. Như vậy, bên Ủy ban Nhân dân thành phố chắc chắn lơi lỏng. Cái loại quyền chủ tịch thành phố mất cơ hội như Trương Minh Sâm chắc chắn cơ hội sẽ chẳng quay lại nữa. Trương Minh Sâm lúc này sẽ vô cùng tức giận. Diệp Phàm phải tìm người ngoài viện trợ, mà chúng ta chính là người viện trợ tốt nhất của hắn. Đến lúc đó chỉ cần Diệp Phàm đồng ý cúi đầu, chúng ta dụ hắn qua đây. Ha ha, bí thư Phạm Viễn Hải Đông này sẽ không còn tiếng nói mạnh bạo nào nữa. Diệp Phàm có mạnh đi chẳng nữa cũng chẳng thể nào qua được số người của Trương Minh Sâm. Dù sao cũng là người bên ngoài, rất trẻ tuổi, không có căn cơ. Cao Hoa nói ra chủ ý ôi thiêu. Ý tưởng hay lắm, tuy nhiên muốn loại bỏ Tằng Tuấn Tài là không thể. Tôi có thể khẳng định, Tằng Tuấn Tài đã bị Diệp Phàm chỉnh đốn như vậy, về sau chắc chắn sợ hãi. Chắc hẳn về sau họp bộ máy thành phố tên này sẽ không lên tiếng. Còn Trương Minh Sâm cũng dần dần mâu thuẫn với tên này. Đến lúc đó Tằng Tuấn Tài không đường nào để đi tất sẽ cúi đầu trước Diệp Phàm. Các cậu đừng thấy Diệp Phàm trẻ tuổi mà coi thường. Người này, tôi dám nói, tuyệt đối không đơn giản. Trương Minh Sâm làm chuyện tốt, tặng đi Tằng Tuấn Tài. Cái này gọi là gì? Phạm Viễn quét mắt nhìn mọi người một cái, thản nhiên hừ nói. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vậy tôi nên làm thế nào, bí thư Phạm? Phó Chủ tịch Ngô thành phố cung kính xin chỉ thị, nói. Trước trợ giúp Diệp Phàm, giảm bớt quyền lực Trương Minh Sâm. Còn lại để sau hãy nói. Phạm Viễn thản nhiên hừ nói. Một nên ngu ngốc, đúng là bùn nhão không xây được tường. Trương Minh Sâm tôi đối với cậu ta không tệ, nếu không có tôi, cậu ta có thể được phân công quản lý công nghiệp, đúng là trò cười. Khối công nghiệp Hải Đông chúng ta là khối thịt to béo, không cần tôi phải nói. Đúng là ngu xuẩn, một chút sóng gió cũng không dậy nổi. Làm cho người ta nói là đớn hèn, vô dụng ngu ngốc, ngu ngốc. Trương Minh Sâm giận dữ,
cái bàn bị ông ta đập rung rung lên. Lúc trước tôi đã nói qua, không thể sử dụng Tằng Tuấn Tài, người này chỉ là loại cỏ đầu tường, không trọng dụng nổi. Hiện tại thật chớ trêu, khối công nghiệp bị cậu ta nắm giữ. Nếu Diệp Phàm không điều chỉnh, chúng ta vẫn bị bóp cổ mất rồi, chẳng làm gì được. Biệt Đạo Phong nói tới đây có vẻ âu sầu lo lắng, liếc mắt nhìn Trương Minh Sâm một cái lại nói thêm. Công nghiệp Hải Đông chúng ta khá tốt, vứt bỏ một khối này nghĩa là chúng ta có thể lặng lẽ rút chân rút tay. Đến lúc đó, có một số việc sẽ làm không được tốt. Rút chân cái gì mà rút chân, không trọng dụng được Tằng Tuấn Tài, chúng ta lấy lại công tác quản lý đã phân công cho cậu ta. Trương Minh Sâm liếc mắt ngắm Biệt Đạo Phong một cái hử nói. Lấy như thế nào, điều chỉnh phân công công tác là quyền của chủ tịch thành phố. Chỉ cần Diệp Phàm một ngày không nói gì, chúng ta muốn động đến Tằng Tuấn Tài cũng khó. Hơn nữa, như vậy sẽ náo loạn, Tằng Tuấn Tài có thể ngã sang bên Diệp Phàm hay không cũng khó biết. Đạo Phong liếc mắt nhìn Trương Minh Sâm một cái, nói. Đúng là quyền của chủ tịch thành phố, tuy nhiên, ông không phát hiện, dưới tình huống đặc thù, bộ máy đảng ủy có quyền phủ quyết quyết định của chủ tịch thành phố. Chúng ta là trung tâm của đảng ủy, đến lúc đó chúng ta đưa Tằng Tuấn Tài ra bộ máy đảng ủy nhà nước thảo luận. Nếu Diệp Phàm vẫn kiên quyết, chúng ta lấy hình thức tập thể hình thành nghị quyết báo cáo lên thành ủy. Tằng Tuấn Tài không thích hợp phân công quản lý khối công nghiệp phải thay đổi người. Chủ tịch thành phố bao che đương nhiên không được rồi. Trương Minh Sâm thản nhiên hừ nói. Biện pháp này cũng hay, tuy nhiên, có chút khó khăn. Biệt Đạo Phong gật gật đầu. Không khó khăn. Chuyện này Trương Minh Sâm tôi thừa khả năng làm, nói như vậy là có ý gì? Lão Biệt, lúc ông hoàn thành việc khó có phải có cảm giác thích thú đặc biệt không? Trương Minh Sâm thản nhiên cười nói, người này, bản thân có vẻ hơi kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, tuy nhiên, cần uốn nắn Tằng Tuấn Tài kia một chút. Bằng không, mỗi người đều như thế, vòng tròn chúng ta sợ sẽ tan vỡ. Biệt Đạo Phong lạnh giọng hừ nói. Hay là cho lão Tằng một cơ hội nữa? Xem biểu hiện của lão ấy sau đó. Nếu vẫn đớn hèn như thế chúng ta kiên quyết ra tay. Phó Chủ tịch thành phố Đinh Nghĩa Minh đứng một bên do dự một chút nói. Vô dụng, lòng người một khi thay đổi rất khó quay trở lại. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần người như vậy. Biệt Đạo Phong lắc lắc đầu nói. Người như thế để lại dùng làm gì? Trương Minh Sâm đột nhiên 10 phần khí phách, Đinh Nghĩa Minh hạ miệng không nói nữa. Tuy nói Đinh Nghĩa Minh quan hệ với Tằng Tuấn Tài cũng không tệ lắm, tuy nhiên, trong vòng tròn liên quan tới lợi ích Đinh Nghĩa Minh vẫn phục tùng đại cục. Dù sao, việc này liên quan tới lợi ích của chính mình. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đi thẳng tới thị xã Thanh Ngưu thành phố Hải Đông. Kinh tế Thanh Ngưu và các chỉ tiêu chỉ xếp vị trí thứ hai sau khu An Lầu trong toàn thành phố. Hơn nữa, dân số đông, được coi là một thị xã lớn. Trước kia Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông đặt tại thị xã Thanh Ngưu, sau này mới chuyển đến thành phố Hải Đông. Hữu Hòa, xếp hạng chỉ tiêu Hải Đông chúng ta khu An Lầu đứng thứ nhất, Thanh Ngưu vị trí thứ hai. Còn khu Nguyệt Hồ mới ở vị trí thứ tư. Có việc này tôi có chút không hiểu, tại sao đồng chí Dương Bản Thủy bí thư của khu Nguyệt Hồ được là ủy viên thường vụ thành ủy. Còn hai đồng chí bí thư của khu An Lầu và Thanh Ngưu Ngô Đương Lâm và Trịnh Bình thì lại không phải là ủy viên thường vụ thành ủy. Ngồi trong xe, Diệp Phàm thuận miệng hỏi người ngồi cùng là chủ nhiệm Vu Hữu Hòa. Việc này tôi cũng không rõ lắm. Dù sao, tôi cũng không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, loại việc này không phải cán bộ cấp bậc như tôi có thể biết được. Tuy nhiên, nghe nói trước kia bí thư An Lầu là do ủy viên thường vụ thành ủy đảm nhiệm. Vài năm gần đây đổi thành khu Nguyệt Hồ. Rốt cục sao lại thế này, có lẽ là thành ủy có suy tính riêng. Vu Hữu Hòa có chút băn khoăn, có chút lấp liếm che giấu, nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa nghe vậy, đại khái cũng hiểu thêm một ít. Chắc hẳn, Nguyệt Hồ chính là do đồng chí Phạm Viễn đẩy lên. An Lầu do Trịnh Bình quản lý, quan hệ chắc hẳn không hợp phách với Phạm Viễn. Cho nên, Trịnh Bình sau khi lên không chen được vào vị trí ủy viên thường vụ thành ủy. Người này chắc chắn trong lòng không hiểu tâm tư của Phạm Viễn. Nhưng thật ra có thể xem xét tranh thủ một chút. Khu An Lầu là khu hành chính tốt nhất Hải Đông. Diệp Lão Đại cân nhắc như vậy, quyết định trước tiên lấy cho được khu An Lầu. Còn khu Thanh Ngưu xem chừng một chút nói sau. Hữu Hòa, nghe nói tổng tài chính thu vào của Thanh Ngưu đứng thứ hai toàn thành phố.
Xem ra Thanh Ngưu những năm gần đây phát triển không tồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Vu Hữu Hòa một cái, nói. Anh nói cho tôi biết tình hình cụ thể của Thanh Ngưu đi, nếu hiểu biết trước một chút sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không muốn nghe những con số danh nghĩa, tôi muốn nghe anh nói đến tình hình thực tế có liên quan tới Thanh Ngưu mà anh nghe được. Đêm qua Diệp Phàm tăng ca thêm giờ xem các ghi chép về những huyện thị bên dưới. Đương nhiên, tài liệu này đó đều là Vu Hữu Hòa sửa sang lại. Diệp Phàm biết rằng, có vài tài liệu chỉ là con số bên ngoài. Tình hình thực tế không lạc quan như vậy. Hơn nữa, một thành phố lớn như vậy, sao có thể làm rõ trong một đêm được? Vâng, tổng tài chính thu vào của Thanh Ngưu tuy nói xếp thứ hai toàn thành phố. Nhưng Thanh Ngưu phát triển cũng không tốt lắm. Vậy mà, Vu Hữu Hòa nghe xong còn lắc lắc đầu. Phát triển không được tốt lắm. Vậy bọn họ dựa vào cái gì để thu vào mới có thể chống đỡ được cả khối tài chính? Tiền đó dù sao cũng phải có nguồn gốc chứ, có phải không? Diệp Phàm hỏi. Thanh Ngưu đặc biệt giàu có về mỏ, khoáng sản. Tuy nhiên, khai thác quặng kiểu này chính là làm hỏng địa cầu. Các công ty xí nghiệp lớn chỉ lo kiếm tiền, họ chẳng bao giờ để ý đến vấn đề bảo vệ môi trường. Vẻ mặt Vu Hữu Hòa suy nghĩ, nói. Anh nói Thanh Ngưu phá hoại môi trường để thu nhập tài chính. Diệp Phàm hừ giọng nói, nghĩ tới lời bí thư phí, việc này, xem ra, còn tương đối khó giải quyết. Chủ tịch thành phố, nói thật với anh, vấn đề môi trường Thanh Ngưu đã tới mức báo động. Có một số chỗ, nói ra hơi khó nghe, phải nhìn tận mắt mới thấy ghê người. Vu Hữu Hòa thở dài. Đó là toàn bộ tình hình thị trấn. Diệp Phàm hỏi, trong lòng có chút trầm lặng. Vâng. Có một số địa phương khai thác quặng điện cuồng. Bọn họ không kiêng nể gì, tùy ý phá hỏng rừng núi ruộng đồng. Hơn nữa, phá hủy ruộng đất nông dân, bồi thường quá ít. Nếu nhóm nông dân có ý kiến, bọn họ đương nhiên dùng quyền ngăn cản. Hơn nữa, nào là đe dọa, bắt cóc, giết người đều xảy ra ở Thanh Ngưu. Tình hình trị an ở địa phương cũng hết sức gay gâu. Có những thương nhân vùng khác nhắc đến Thanh Ngưu, nói thật vừa nghe thấy đã biến sắc. Còn dám đến Thanh Ngưu đầu tư sao? Thương nhân bọn họ tinh mắt lắm. Vu Hữu Hòa nói. Cục công an bất tài sao? Diệp Phàm có chút nổi giận, lạnh lùng hừ nói. Chương 1652, chỉ có bề ngoài. Hai, cái này. Vu Hữu Hòa khó mà nói ra, chỉ lắc đầu. Có phải bọn họ thông đồng với nhau không? Diệp lão đại hừ giọng nói. Đại đa số các đồng chí vẫn còn được. Chỉ có một bộ phận nhỏ các đồng chí thu đồ vật này nọ của người ta. Nghiễm nhiên thành ô dù của người khai thác quặng. Năm vừa rồi phát sinh vài vụ án giết người lớn, đều là do nông dân bất mãn với chủ quặng chiếm loạn đất của họ mà gây ra. Chủ đất cuối cùng bị đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết, người nhà bẩm báo lên cục. Cuối cùng, cũng bồi thường tiền cho xong việc. Thế lực bọn họ rất khổng lồ, nông dân là quần thể yếu, sao có thể vật tay với bọn họ được. Đất đã bị chiếm không có cơm ăn cuối cùng phải làm sao bây giờ, chỉ có thể đến mỏ quặng làm công. Hầm mỏ này, nói thật, chẳng chút an toàn, bọn họ chỉ hiểu được phải kiếm tiền. Nếu xảy ra sự cố đôi khi chôn ngay tại chỗ. Nếu người khác biết cùng lắm lấy chút tiền nhét cho xong. Nếu người nhà không chịu thì động võ. Cuối cùng, mọi chuyện đều có thể giải quyết xong. Vu Hữu Hòa vẻ mặt nghiêm trọng nói. Xe đến Thanh Ngưu. Ngô Đương Lâm cùng chủ tịch thành phố Cố Thuận Lợi sớm mang theo bộ máy thành ủy đứng ở cửa tiếp đón. Nhìn qua mặt Ngô Đương Lâm tương đối thô lỗ, có thể so với đồ tể. Diệp Phàm trong đầu lập tức liền liên tưởng đến hình ảnh đồng chí Chu Phú Đức ở huyện ủy Ma Xuyên. Hai người diện mạo tuy không giống nhau, nhưng thái độ thì có chút giống. Ngược lại chủ tịch thành phố Cố Thuận Lợi đeo kính mắt viền vàng, có vẻ thư sinh nho nhã. Sau khi Diệp Phàm dừng xe, Ngô Đương Lâm cười lớn cất bước tiến lại, miệng nói. Hoan nghênh chủ tịch thành phố lựa chọn Thanh Ngưu chúng tôi là trạm dừng chân đầu tiên, như vậy chứng tỏ Thanh Ngưu chúng tôi vẫn đáng giá để chủ tịch thành phố đến liếc mắt một cái, ha ha. Ngô có vẻ rất thích thú, hai tay nắm chặt tay Diệp lão đại. Thanh Ngưu mấy năm gần đây xu thế phát triển rất tốt, từ xếp hạng thứ 7 lập tức lên hạng 2. Nghe nói, cứ theo đà phát triển này đi lên, chuẩn bị chiếm vị trí thứ nhất của khu An Lầu. Được được, phát triển như thế là tốt, các đại khu đều cố gắng phấn đấu để thành ủy chúng ta có thể nhìn thấy hy vọng. Diệp Phàm nói ra là khen liền. Đồng chí Ngô Đương Lâm đương nhiên mừng rõ miệng há hốc, cười nói.
Cảm ơn chủ tịch thành phố khích lệ, Ngô Đường Lâm tôi không làm gì, đều là các đồng chí đồng lòng mới tạo thành huyền thoại Thanh Ngưu. Sau khi nói xong còn liếc mắt ngắm chủ tịch thành phố Cố Thuận Lợi đang đứng một bên chờ bắt tay lão đại Diệp. Không biết là vô tình hay cố ý, dù sao đồng chí Ngô Đường Lâm cũng rất cao hứng, hai tay nắm chặt tay lão đại Diệp đến 5-6 phút. Chủ tịch thành phố Cố đứng bên cạnh chỉ có thể cười theo, mặt có vẻ cứng ngắc, kỳ thật, trong lòng sớm mắng chó nhật Ngô Đường Lâm. Cậu làm gì mà nắm tay chủ tịch thành phố không rời? Nghe nói chủ tịch thành phố xuống dưới chẳng qua chỉ đi một chút, bí thư Vu, có thể nói rõ một chút hướng đi lại, chúng tôi bố trí dẫn đường cho tốt. Chủ tịch thành phố Cố xen vào nói. Tới thị ủy ngồi trước, để chủ tịch thành phố nghỉ ngơi trước mới được. Chạy nửa ngày trên đường cũng mệt mỏi. Đồng chí Thuận Lợi, không phải muốn chủ tịch thành phố chúng ta mệt muốn chết chứ? Ngô Đường Lâm hừ giọng nói. Vậy đi, đến thị ủy ngồi trước, về phần nghỉ ngơi thì thôi, tôi thấy tiện thể ăn bữa cơm rau dưa cũng được. Diệp Phàm gật gật đầu, đây là mặt ngoài thôi, vẫn là nể mặt đồng chí Ngô Đường Lâm. Kiến trúc thành thị Thanh Ngưu cũng không tồi, cũng có vài tòa nhà cao tầng. Hơn nữa, đường phố tương đối rộng, hẳn là vừa xây dựng không lâu. Tới thị ủy rồi, mở ra ngồi nói chuyện đã, sau đó đến nhà khách ăn cơm. Tuy nhiên, sau khi đi vào nhà khách Diệp lão đại vẫn ngây người vài cái. Con mẹ nó, phòng riêng này cũng quá xa hoa, tuyệt đối không thua kém khách sạn 5 sao. Thanh Ngưu rất giàu có. Diệp Phàm quét mắt xung quanh, thản nhiên nói. Ha ha, đây là phòng riêng chuyên chiêu đãi lãnh đạo, cho nên, làm giống như vậy. Lãnh đạo xuống dưới kiểm tra công việc không dễ dàng, chúng tôi dù sao cũng phải để lãnh đạo ăn ngon một chút mới được. Bằng không, mệt muốn chết rồi làm sao có thể làm công tác cách mạng có phải hay không chủ tịch thành phố. Hết thảy những thứ này, đều là bố trí vì công việc mà. Ngô Đường Lâm đương nhiên nghe ra ám chỉ của Diệp lão đại, vẻ mặt sửng sốt, nói. Đem mọi thứ xa xỉ lãng phí trở thành vì cần cho công việc. Miệng người này, cũng rất khéo nói. Mà trên bàn rượu chẳng qua là thành viên hạt nhân của bộ máy Thanh Ngưu tỏ ý cung kính với Diệp lão đại, đương nhiên, trong đó, lão đại Diệp cũng cảm nhận được sự nhiệt tình. Sau khi ăn cơm xong Diệp Phàm đến phòng nghỉ ngơi một chút. Hai đồng chí Ngô Đường Lâm cùng Cố Thuận Lợi lại tới xin chỉ thị để bố trí hành trình buổi chiều. Đến khu công nghiệp đi dạo đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ngô Đường Lâm cùng Cố Thuận Lợi vừa nghe, thoáng nhìn nhau tự đi bố trí. Đồng chí Đường Lâm, nghe nói Thanh Ngưu chúng ta khu công nghiệp chế biến đồng tương đối có tiếng tăm. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, Thanh Ngưu là tập hợp công nghiệp chế biến đồng của toàn tỉnh và phân phối đi các nơi, ngay cả toàn bộ tỉnh Nam Phúc cũng chưa tiến được vào bên trong tam giác đồng. Thanh Ngưu, Thương Hải, Bát Đô là ba thị trấn có nền công nghiệp chế biến đồng được gọi là tam giác đồng. Đương nhiên, Thương Hải là vùng duyên hải thành thị, lại là đặc khu, bọn họ khởi bước đã lâu, tài chính lại hùng hậu. Hơn nữa vị trí địa lý thuận lợi, đương nhiên là xếp vị trí thứ nhất. Còn kinh tế thành phố Bát Đô xếp hạng chưa đến thứ 5 toàn bộ tỉnh, gia công đồng của bọn họ có ưu thế riêng của mình. Thanh Ngưu chúng ta số lượng đồng lớn đang đuổi theo nhóm bọn họ. Số lượng hơn như thế sao không đuổi kịp bọn họ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Hai, việc này. Hay là để chủ tịch thị xã Cố nói cho ngài biết. Ngô Đường Lâm liếc mắt ngắm đồng chí Cố Thuận Lợi một cái, nói. Chủ tịch thành phố, tôi cũng không sợ nói việc xấu trong nhà. Tuy nói Thanh Ngưu chúng ta sản xuất đồng số lượng vượt qua tổng của hai thành phố Thương Hải và thành phố Bát Đô. Nhưng, đồng của chúng ta chỉ là đồng nguyên liệu nhiều, cho nên, giá trị sản xuất ít đi. Người ta muốn làm sản phẩm đồng bán tốt hơn vài lần thậm chí vài chục lần của chúng ta. Cho nên, chúng ta chở một xe đồng mới có thể đổi được một sản phẩm bằng đồng của bọn họ. Cố Thuận Lợi nói có chút xấu hổ. Vì sao không thêm phụ gia để nâng chất lượng sản phẩm, ví như tác phẩm nghệ thuật bằng đồng, máy móc phối chế sản phẩm đồng đắt tiền? Diệp Phàm hỏi. Cái này, chúng ta không có ưu thế kỹ thuật. Hơn nữa, bọn họ đang chạy đằng trước, khách hàng đã sớm bị bọn họ lôi đi. Đó là một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, chúng ta muốn nhúng tay vào. Quá khó khăn. Cho nên, cho tới nay, chỉ có thể nhặt đồ thừa của bọn họ, những sản phẩm gia công phụ gia giá thấp họ không muốn làm thôi. Việc này, lúc đầu chúng tôi cũng muốn làm một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, quá khó khăn. Ví như sản xuất motor điện cần lượng đồng lớn,
nhưng ngành sản xuất motor điện không ở Thanh Ngưu chúng ta. Chỉ cần một mắt xích không dính liền khó làm tốt, nhóm khách hàng cảm thấy bất tiện, người ta đương nhiên tìm chỗ có dây chuyền sản xuất tốt để đầu tư. Hơn nữa, hiện tại nhóm khách hàng tất cả đều là đại gia. Chúng tôi mời bọn họ đến kiếm tiền, còn phải hầu hạ. Không nói bắt bẻ, không nói phải có chính sách ưu đãi, còn đưa ra một loạt chuyện làm khó chúng tôi. Hai, như vậy hình thành vòng tròn luẩn quẩn, toàn bộ khách hàng bị bọn họ lôi đi. Chúng tôi, trên thực tế ngành sản xuất đồng chỉ có thể làm công tác thủ công. Mượn Trung Quốc chúng ta mà nói đi, sản phẩm chúng ta cơ bản đều thấp hơn ở nước ngoài. Chỗ nào cũng đề là Trung Quốc chế tạo, trên thực tế cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Chủ tịch thị xã Cố cũng là giảng một hồi đạo lý. Khu công nghiệp vì mới xây dựng, cho nên, về mặt quy hoạch và kiến thiết không tồi. Diệp Phàm cùng hai vị đi xuống xem một chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện một vấn đề lớn. Bởi vì, khu công nghiệp nhà xưởng tuy còn tồn tại một ít vấn đề ô nhiễm, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn. Hẳn là nói, cần khống chế trong phạm vi có thể. Chủ tịch thị xã Cố, môi trường xung quanh các anh cũng kha đấy. Nhiều khu công nghiệp ở tỉnh đều tồn tại một vấn đề lớn, đó là tạo nguy hại đặc biệt với môi trường xung quanh. Diệp Phàm cố ý hỏi. Từ khi xây dựng khu công nghiệp tới nay, chúng tôi đều đem vấn đề môi trường lên trên hết. Hơn nữa, lúc phê duyệt kiến thiết đều được kiểm định nghiêm ngặt. Đưa ra cách thức với các xí nghiệp, chúng tôi tình nguyện lợi ít, tiền ít, cũng không thể để trả giá vì môi trường. Đương nhiên, vừa rồi chủ tịch thành phố ngài cũng thấy. Cũng vẫn tồn tại một ít chỗ không theo ý người. Tuy nhiên, chúng tôi còn đang tiếp tục chỉnh đốn và cải cách, quản lý môi trường tuyệt đối không bị bỏ qua. Cố Thuận Lợi nói. Sau khi đi dạo xong khu công nghiệp Diệp Phàm lại đi dạo một vòng quanh nội thành, buổi tối ngủ ở nhà khách. Hữu Hòa, tôi cũng không phát hiện vấn đề ô nhiễm gì nghiêm trọng. Khu công nghiệp bọn họ kiến thiết cũng rất khá đó thôi. Chẳng lẽ có ẩn tình gì trong đó, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phàm nhìn thẳng vào đồng chí Vu Hữu Hòa. Chỉ là bề ngoài thôi, thời gian trước nghe nói có người tố cáo Hải Đông chúng ta, chính bởi vì đồng của thị xã Thanh Ngưu. Khu công nghiệp lúc chủ tịch thành phố ngài đi thăm là lúc bọn họ dùng thiết bị trị ô nhiễm, hơn nữa, cố ý làm sản lượng chậm lại, cho nên, nhìn qua có thể thấy vẫn trong phạm vi. Kỳ thật, đây không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất ở chỗ nào? Ở chỗ bọn họ rời đi chỗ nước ô nhiễm. Lời Vu Hữu Hòa nói ra, Diệp Phàm hơi sửng sốt, hỏi. Rời đi, chuyển đến chỗ nào? Hẳn là phải làm cống ngầm đi thông bên ngoài. Tôi nghe nói bọn họ rất thông minh, làm cái cống thoát nước rất lớn trực tiếp đổ ra các khe suối dưới hạ lưu. Chúng ta vừa rồi ngồi xe vào thành phố nhìn thấy khe suối có vẻ không tồi. Tuy nhiên, chủ tịch thành phố nếu đi xuống hạ lưu một chút, có thể nhìn ra manh mối. Mảnh đất đó tôi đã từng qua, suối nước kia có mùi thối, đây chính là nơi lạc hậu của thành phố. Vấn đề nước tiêu dùng của người ta sắp không thể nào giải quyết được nữa rồi. Cho nên, phía dưới vài thành thị luôn kiện Hải Đông chúng ta. Kỳ thật, nguyên nhân ô nhiễm lớn nhất lại là do Thanh Ngưu. Đương nhiên, việc này cũng rất khó giải quyết. Phát triển và môi trường cho tới bây giờ đều là hai vấn đề lớn. Phải phát triển sẽ không bảo vệ môi trường sẽ không phát triển. Hơn nữa môi trường và đói nghèo thường ngược lại với nhau. Nếu thật muốn giải quyết triệt để, trừ khi đóng cửa tất cả các nguồn gây ô nhiễm. Như vậy Thanh Ngưu còn làm cái gì? Đương nhiên, một số thành thị vùng Duyên Hải hiện tại làm rất khá. Nhưng Thanh Ngưu chúng ta sao có thể so với bọn họ, người ta thành công vì có cách xử lý hoàn chỉnh, điều kiện địa lý thuận lợi, không sợ xí nghiệp rời đi. Chủ tịch thành phố nếu phải bảo vệ môi trường, phỏng chừng sẽ gặp phải lực cản không phải lớn bình thường. Hơn nữa, Hải Đông thiếu Thanh Ngưu, chắc chắn ảnh hưởng tới xếp hạng tài chính của Hải Đông ở toàn tỉnh. Tiến thêm một bước chắc hẳn có thể hại đến chỉ thị xếp hạng ngành sản xuất. Cứ như vậy, chỉ tiêu tổng hợp chắc chắn giảm xuống. Vu Hữu Hòa nhanh cau mày nói. Chương 1653, nhân vật thứ ba của thành ủy. Đi xem trước rồi nói sau. Diệp Phàm cũng nhăn mày nhăn mặt nói. Làm thế nào giải quyết tốt quan hệ giữa môi trường và phát triển, đây là một vấn đề nan giản. Xem ra, trở về phải tổ chức những người có chuyên môn nghiên cứu một chút mới được. Dựa vào tình hình đặc biệt của Hải Đông chúng ta để đưa ra một số chính sách đặc thù. Môi trường chắc chắn phải chú ý, nhưng phát triển cũng không thể kém đi được.
Trong nhà phó chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài, hai ngày ngày Tằng Tuấn Tài đặc biệt buồn phiền. Lão Tằng, ông gần đây làm sao vậy? Bà xã Tằng Tuấn Tài là Trang Hồng Mai pha ấm trà cầm lại đây, nhẹ nhàng đặt trước bàn Tằng Tuấn Tài, vẻ mặt thân thiết, hỏi. Không có gì. Tằng Tuấn Tài day day mày, thản nhiên nói. Không có gì, ông nghĩ tôi là người mắt mù có phải hay không? Trước kia ông ăn cơm xong liền vào thư phòng, bây giờ, ăn xong ngồi ở sofa ngẩn người. Hơn nữa, người cũng gầy đi không ít. Xem vẻ mặt bộ dáng tiểu tụy của ông này, chắc chắn có việc, ông mau nói cho tôi nghe một chút đi. Trang Hồng Mai có chút đau lòng, xoa xoa trán ông xã nói. Thực không có gì mà. Tằng Tuấn Tài lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn bà xã một cái nói. Hồng Mai, có lẽ là gần đây tôi hơi mệt mỏi. Bà đừng lo lắng, tôi khỏe lắm, khỏe lắm. Có phải ông phiền lòng về chuyện nhà máy dệt Thuận Hoa có phải hay không? Trang Hồng Mai lại giơ tay xoa xoa trán ông xã, hỏi. Hai. Tằng Tuấn Tài bị đâm trúng suy nghĩ, thở dài. Tiện tay cầm chén trà trên bàn, tuy nhiên, bởi vì tinh thần hoảng hốt không vững. Một tiếng choảng rơi xuống đất, chén trà lập tức vỡ tan. Ông xem, ngay cả chén trà còn không cầm được. Ông nói cho tôi nghe một chút đi, rốt cuộc có việc gì, chúng ta là vợ chồng mà. Thực sự việc gì nói tôi đi tìm chị tôi. Trang Hồng Mai vừa cầm cây lau nhà vừa nói. Chị Trang Hồng Mai chính là phó bí thư thành ủy Lưu Chân Mai, hai người là bạn học lại kết nghĩa làm chị em. Tuy nhiên, quan hệ giữa các cô chỉ vài người biết được thôi. Lúc ấy khi Tằng Tuấn Tài làm phó chủ tịch thành phố thì Lưu Chân Mai đảm nhiệm phó bí thư đảng và quần chúng này cũng tốn không ít sức lực. Tuy nhiên, lực lượng của Lưu Chân Mai rất khó hiểu. Lúc ấy đạt được giao dịch với bí thư thành ủy Phạm Viễn. Cho nên, Tằng Tuấn Tài mới thuận lợi lên. Tìm chị. Tằng Tuấn Tài đột nhiên kích động, hung hăng đấm chính mình một đấm, kêu lên. Tôi như thế nào mà lại quên mất chị ấy, Trương Minh Sâm, nếu ông đã bất nhân, bố cũng bất nghĩa. Ông đang ép tôi có phải hay không? Trương Minh Sâm làm sao nữa? Trước kia các ông quan hệ không phải rất tốt sao? Hơn nữa, ông thường xuyên trở về nói Trương Minh Sâm đối với ông thế nào mà thật là tốt. Các ông là cùng một vòng tròn mà, giúp đỡ cho nhau cùng tiến bộ. Hơn nữa còn nói Trương Minh Sâm giao cho ông khối công nghiệp cơ mà. Vẻ mặt Trang Hồng Mai kinh ngạc nhìn ông xã. Không tồi cái rắm, lão già này luôn luôn lợi dụng tôi. Thấy tôi hữu dụng liều mình dùng. Toàn là bảo tôi đi chịu chết, không ra cái gì cả. Tằng Tuấn Tài tức giận, chửi rủa một trận. Có phải ông ta làm ông như vậy hay không? Trang Hồng Mai liếc mắt nhìn ông xã một cái, khuyên nhủ. Lão Tằng, thế lực Trương Minh Sâm rất lớn, bằng hữu nhiều, quan hệ cũng rộng. Ngay cả chị tôi đều thường xuyên nhắc tôi phải chú ý Trương Minh Sâm. Tốt nhất là không nên đối địch với ông ta, không làm bằng hữu thì cũng đừng gây với ông ta, người này thù sâu, tham lam, thủ đoạn rất tinh vi. Hồng Mai, hiện tại không phải là vấn đề gây ra hay không gây ra. Ông ta muốn đẩy tôi vào chỗ chết, hai chúng tôi, bây giờ không chung một bên nữa rồi. Tằng Tuấn Tài hừ nói, đem chuyện phát sinh trong cuộc họp bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố tường thuật lại một lần. Lão Tằng ơi lão Tằng, tôi nên nói với ông thế nào? Tốt xấu thế nào ông lại gây chuyện với chủ tịch thành phố mới tới làm gì? Hắn dù trẻ tuổi thế nào, người ta cũng là chủ tịch của một thành phố. Là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bổ nhiệm cán bộ quốc gia. Không phải ông một phó chủ tịch thành phố có thể trêu đùa được. Ông ngẫm lại xem, hắn trẻ tuổi như thế đã là chủ tịch thành phố, ông đã gặp qua ai trẻ tuổi như vậy làm chủ tịch thành phố? Ông lại để Trương Minh Sâm lừa, tuy nói chủ tịch thành phố không có chỗ dựa vững chắc bên trong, Trương Minh Sâm cũng đã điều tra xong. Nhưng có những quan hệ ông hay Trương Minh Sâm có thể điều tra rõ ràng sao? Nếu chủ tịch thành phố không có khả năng gì, làm sao có khả năng làm lên chủ tịch thành phố, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy? Lão Tằng ơi lão Tằng, thật xấu hổ cho ông khi sống ngần này tuổi. Mắt này thật là đã mở đi. Trang Hồng Mai dừng lại một chút. Hồng Mai, tôi cũng không có cách gì. Trương Minh Sâm đang ép tôi. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ được cách thoát ra. Tuy nhiên, Trương Minh Sâm nói. Chủ tịch thành phố Diệp lần đầu chủ trì hội nghị bộ máy, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì. Tôi nghĩ cũng đúng. Giống như các cán bộ lúc trước chỉ là làm quen mọi người, nói chuyện tâm sự một chút. Tôi thật sự không nghĩ vị chủ tịch thành phố này phong cách khác biệt như vậy.
không ngờ hôm trước nói phải điều chỉnh phân công công tác trung tâm Ủy ban Nhân dân thành phố. Bà nói một chút xem, có vị lãnh đạo nào vừa đến lại dám làm như thế? Không ngờ hắn làm, hơn nữa, Trương Minh Sâm lấy lý do cho tôi quản lý khối công nghiệp để ép tôi. Trước kia tôi làm vị trí chủ tịch thành phố cũng từng phải nhờ vả ông ta. Giờ phút này ông ta mịt mờ nói ra, tôi có cách nào? Biết rõ cái hố cũng phải nhảy vào. Tăng Tuấn Tài vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy sao ông giải thích với ông ta một chút, hơn nữa, lúc ấy tình cảnh hiện tại ông ta cũng thấy. Nếu ông không chịu thua, công tác của ông phải điều chỉnh. Tuy nói tôi không phải coi trọng quyền lực như vậy, nhưng người chính là vậy. Dựa vào cái gì phải điều chỉnh công việc của ông? Ông quản lý ở khối công nghiệp rất tốt, việc này truyền ra người ta sẽ thấy ông là người thế nào? Trang Hồng Mai thở phì phì nói. Giải thích cái rắm, sáng nay tôi đi tìm Trương Minh Sâm. Nào ngờ lão già đó thật sự kiêu ngạo, không ngờ bảo thư ký ra ngoài nói không gặp tôi. Hơn nữa, còn bảo thư ký truyền lời cho tôi, nói lão ta không thích cỏ đầu tường. Tăng Tuấn Tài tôi từ khi nào đã thành cỏ đầu tường? Tăng Tuấn Tài mắng, liếc mắt nhìn Trang Hồng Mai một cái, nói. Nếu bọn họ lại bức tôi, bố sẽ phản thực sự. Ông đừng vội, chờ một chút xem. Có lẽ là Trương Minh Sâm đang tức giận tạm thời phải chờ một thời gian để lão ta nguôi ngoai. Việc này, tôi đi tìm chị tôi nói qua một chút, để xem chủ ý của chị ấy. Trang Hồng Mai nói. Được rồi, hỏi chị ấy một chút cũng tốt. Tăng Tuấn Tài thở dài, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Lão Tăng, vậy chuyện nhà máy dệt Thuận Hoa phải làm sao bây giờ? Đã ngày 25 rồi, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 ngày. Chuyện lớn như vậy làm thế nào giải quyết được? Bao năm nay việc này là khó giải quyết nhất, đơn giản chỉ là tranh cãi tiền thôi. Đến lúc đó thực không giải quyết được, ông giải thích như thế nào với Chủ tịch thành phố Diệp? Tôi thấy Chủ tịch thành phố Diệp cũng là lấy đại đao ép ông. Bộ dáng vẻ mặt Trang Hồng Mai lo lắng nói. Giết con gà thôi mà, Diệp Phàm phải lập uy. Hắn một tên tiểu tử làm Chủ tịch thành phố chắc chắn có rất nhiều cán bộ trong lòng không phục. Cho nên... hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tạo uy tín cho mình. Mà hôm đó vừa vặn tôi xui xẻo mà thôi. Mẹ nó, lần này thật sự chưa nghĩ ra, thành chỗ thử đao của hắn. Tăng Tuấn Tài hừ nói. Nếu không nhờ chị tôi ra mặt giải hòa một chút. Trang Hồng Mai có chút nóng nảy, việc này, ở trong cuộc họp bộ máy chủ tịch thành phố giả bộ chấp thuận, đến lúc ông xã không hoàn thành được nhiệm vụ. Kia khẳng định trở thành con gà mà chủ tịch thành phố muốn giết. Vợ quý chồng. Trang Hồng Mai quyết không muốn thấy ông xã có kết cục này. Việc này, mời chị ấy nói như thế nào? Hai ngày nay tôi vẫn ngồi xổm tại nhà máy dệt Thuận Hoa. Tuy nhiên, tôi phát hiện, việc này căn bản là giải quyết không được. Tôi tìm bí thư, chủ tịch thị trấn Hồng Thư nói chuyện cùng với các đại biểu, còn có công nhân viên trước nhà máy dệt Thuận Hoa. Bọn họ mà ngồi lại một chỗ thì không làm ầm ĩ cũng chửi mắng nhau, thậm chí động quyền, động gậy. Hai bên cơ bản là không có khả năng giảng hòa. Thời đại này, vì tiền tất cả mọi người đỏ mắt. Ngay cả tôi là chủ tịch thành phố cũng không được để trong mắt. Bí thư thị trấn Hồng Thư là Thái Chí và chủ tịch thị trấn Lý Minh Sơn cũng kể khổ. Nói chuyện này cũng là bọn họ bị ép buộc, nếu không ra cầm đầu, nhóm dân trong trấn sẽ khiếu oan gây rối. Để bình ổn sự tức giận của nhiều người bọn họ cũng không có biện pháp khác. Tăng Tuấn Tài nói. Hai. Nếu có thể lấy khoản tiền đất được thì tốt rồi. Trang Hồng Mai thở dài. Lấy tiền, lấy như thế nào, đó là vài trăm triệu chứ không phải mấy trăm ngàn đâu. Tăng Tuấn Tài tức giận hừ nói. Nếu không tôi nói chuyện cùng cục trưởng Lưu một chút, xem có thể lấy chút tiền hay không. Trang Hồng Mai nói, bởi vì Trang Hồng Mai làm việc này tại cục tài chính. Hơn nữa còn là một trưởng phòng. Nói cái rắm. Lưu Nhất Tiêu cơ bản là cùng là chó như Trương Minh Sâm. Hai người giống nhau, nếu trước kia có lẽ ông ta còn nể mặt mũi tôi cho lấy mấy trăm ngàn. Hiện tại, không có khả năng. Tăng Tuấn Tài mắng, liếc mắt nhìn bà xã một cái, còn nói thêm. Hơn nữa, dù có lấy được cũng vô dụng, như muối bỏ biển. Tôi sẽ nhanh chóng đi tìm chị Lưu, bằng không, việc này chỉ còn lại hơn 10 ngày, để quá muộn sẽ không kịp. Sớm nghĩ biện pháp một chút sẽ không bị vào thế bị động. Trang Hồng Mai nóng nảy. Vậy, chúng ta cùng đi. Tăng Tuấn Tài ngẫm nghĩ một chút, cũng không sợ mất mặt, nói. Được rồi,
chúng ta mau chuẩn bị chút đồ rồi đi ngay. Trang Hồng Mai nói. Lưu Trân Mai 30 mấy tuổi, mặt tròn, thân cao 1m6. Cách ăn mặc thiên hướng giản dị. Không để ý sẽ không biết cô chính là nhân vật số 3 Hải Đông, tuy nhiên, cô cũng không ở trong tòa lầu dành cho ủy viên thường vụ. Đến bây giờ còn ở ngôi nhà xây bằng gạch với gỗ cũ kỹ. Một tòa nhà 3 tầng, bên ngoài có một mảnh sân. Trang Hồng Mai biết chị Lưu có tâm sự. Cô vẫn không chịu bỏ đi, chính là vì muốn làm bạn với mẹ dưới đất. Lưu Trân Mai nói qua, ở thế giới đó mẹ cô sẽ trở về thăm cô. Cô không thể để mẹ cô đơn, bởi vì cha cô Lưu Quần Phong đã làm hòa thượng rồi. Thấy Trang Hồng Mai đến, Lưu Trân Mai tương đối vui vẻ. Nhiệt tình tiếp đón hai vợ chồng em gái nuôi. Chị Lưu, em thấy hay là chị thuê giúp việc đi. Chị xem, chị làm việc nhiều như vậy, về nhà lại còn nấu cơm. Dù sao cũng mệt mỏi phiền toái, hơn nữa, chị nên tìm người sớm. Cứ như vậy sẽ không tốt, có người ở cùng sẽ tốt hơn. Trang Hồng Mai cũng rất tùy tiện, mở miệng liền trách móc. Hồng Mai, đừng nói chuyện đó nữa. Chị thích yên tĩnh. Lưu Trân Mai liếc trắng em gái một cái, nói, sao nhìn vẻ mặt xấu hổ của em dễ tăng tuấn tài mới hỏi. Các em hẳn là có việc gì? Gần đây nghe nói người Thuận Hoa làm ầm ĩ, có phải lại có chuyện gì liên quan đến Thuận Hoa phải không? Đương nhiên, Lưu Trân Mai đã để ý tới một ít việc lớn mà em dễ làm. Chị, Tuấn Tài phỏng chừng không đón nổi năm mới rồi. Nói về việc này, đôi mắt Trang Hồng Mai có chút đỏ. Đừng nóng vội, chuyện gì nghiêm trọng như vậy, ngay cả năm mới mà cũng không đón nổi. Nói cho chị nghe, ngàn vạn lần đừng nóng vội, chưa đến thời điểm mấu chốt, đừng vội quyết định. Lưu Trân Mai thật đúng là thương người em này, giơ tay xoa xoa lưng Trang Hồng Mai một chút, tỏ vẻ an ủi. Chương 1654, chẳng qua là vấn đề thứ hạng. 2. Tằng Tuấn Tài thở dài ngượng ngùng nói. Lão Tằng, trước mặt chị ông còn giấu giếm cái gì? Ông không nói tôi nói. Trang Hồng Mai oán trách ông xã một tiếng sau đem chuyện Tằng Tuấn Tài vừa nói ra nói lại. Tôi thấy, chán cậu thực giống bị lừa đá. Lưu Trân Mai vừa nghe, mặt lập tức thay đổi, câu đầu vô cùng nghiêm khắc, thậm chí là mắng mỏ. Em biết em nhất thời có chút khinh suất, chủ yếu là nghĩ còn nợ Trương Minh Sâm một ân tình. Còn cách nào khác, người khác giúp em vẫn ghi ân tình này. Bằng không, Tằng Tuấn Tài em chỉ là đồ cơ hội sao? Tằng Tuấn Tài vẻ mặt chua xót nói. Ân tình, cậu ngay cả không được phân công quản lý khối công nghiệp cũng không thể đi làm chuyện khinh suất này. Cậu không ngẫm lại, một nhân vật trẻ tuổi mới có 27 tuổi đã có thể ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố. Sau lưng chắc chắn phải có chỗ dựa rất vững chắc, cùng Trương Minh Sâm gây xung đột, quyền lực Trương Minh Sâm cực cao. Vị trí chủ tịch thành phố ông ta dự đoán 8 phần là của chính mình. Diệp Phàm đoạt vị trí của ông ta không muốn vứt bỏ cũng phải bỏ. Còn cậu thì không như vậy, cậu được lợi ích gì chứ? Ngay cả Trương Minh Sâm làm chủ tịch thành phố ông ta cũng không có khả năng đỡ cậu vào thường vụ. Trước cậu còn có Đinh Nghĩa Minh. Cậu ta quan hệ với Trương Minh Sâm còn sâu sắc hơn cậu nhiều lắm. Còn có Lưu Nhất Tiêu, những người này đều là đối thủ cạnh tranh. Tôi trước kia đã sớm nói cùng cậu. Cậu muốn đi lên, việc này từ từ sẽ đến. Vị trí kia mông cậu còn chưa ngồi vững chắc đã muốn bay cao, kết quả cuối cùng định đọc sách lại bị ngã chết. Đừng thấy cậu với tôi cùng một cấp bậc, nhưng, mang một chữ thường là rất khó. Lúc trước tôi cũng vậy rất may mắn mới vào được, cậu xem. Cậu lại có thể gây với Diệp Phàm. Cậu làm như vậy trong lần đầu hắn chủ trì hội nghị chính là cố ý làm khó dễ, để hắn tạo thành ảnh hưởng quả thật là đòn chí mạng. Cậu có nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc này không? Việc này, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được, người này rất quyết đoán, ngay cả Trương Minh Sâm cũng xem nhẹ hắn. Hắn dám lần đầu trên hội nghị, trong tình huống không có một đồng minh dám ra tay điều chỉnh phân công. Chính cậu nói xem. Loại người quyết đoán như vậy là người mà Tằng Tuấn Tài cậu có thể đấu được sao? Hai người cơ bản là không ở cùng một cấp bậc, đừng nói tôi là chị mà chửi mắng cậu, cậu thật đúng là nên mắng. Nếu không phải vì để Hồng Mai tốt, bằng không, tôi cũng lười chẳng thèm mắng cậu đâu. Lời phê bình của Lưu Trân Mai, Tằng Tuấn Tài bị phê bình lập tức mặt ửng hồng. Đầu cúi thấp xuống dưới. Nói, chị, em biết sai rồi, nhất thời có chút kích động. Lúc ấy nghe xong lời Trương Minh Sâm và biệt đạo Phong giật dây. Hơn nữa,
bản thân em cũng phán đoán sai lầm. Em cũng thật sự không nghĩ Diệp Phàm lại có thái độ cứng rắn, mạnh mẽ như vậy. Không ngờ không sợ lần đầu họp bị bẽ mặt. Tuy nhiên, em cũng nhìn thấu Trương Minh Sâm, người này chính là đẩy người khác đến chỗ tự tìm cái chết, khốn khiếp. Lúc trước đều nói cùng lắm làm cho Diệp Phàm bẽ mặt. Kết quả em gây xung đột, bọn họ thả vài câu rắm không lên tiếng. Bằng không, em đâu có ra mặt. Nói đến đây, Tăng Tuấn Tài hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lưu Chân Mai một cái, nói. Hiện tại nói này nó cũng vô dụng, chuyện nhà máy dệt Thuận Hoa không có khả năng giải quyết triệt để. Em đoán ngay cả Bí Thư Phạm và Diệp Phàm ra mặt cũng vô dụng. Trừ phi Ủy ban Nhân dân thành phố chi tiền, thị trấn Hồng Thư và công nhân viên nhà máy dệt mỗi bên nhường một chút mới giải quyết được. Ủy ban Nhân dân thành phố chi tiền, cậu cho là Ủy ban Nhân dân thành phố mở ngân hàng có phải không? Hơn nữa, một chút tiền đủ sao? Chuyện của cậu tôi cũng nghe nói qua, thật muốn chi tiền nếu không có đến 5-60 triệu là giải quyết không xong. Diệp Phàm chi ra 5-60 triệu, trừ phi Tăng Tuấn Tài cậu là em trai ruột hắn còn không còn lâu. Hơn nữa, cũng khó nói. Cậu chẳng lẽ không phát hiện, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đã cũ? Đến bây giờ một tòa nhà cũng không có. Trương Minh Sâm có nói qua xây dựng lầu mới sao? Trương Minh Sâm lúc ấy chỉ có quyền chủ trì, ông ta không xây còn có lý. Diệp Phàm xây dựng không xây dựng, chắc chắn là hắn phải xây dựng. Kẻ cần có tiền nhà xây dựng lầu mới, còn dùng tiền đi đập vũng bùn nhà máy dệt Thuận Hoa. Ngôn từ Lưu Chân Mai sắc bén. Chị, giờ phải nghĩ biện pháp có phải hay không? Hiện tại việc đã như vậy, Tuấn Tài cũng biết sai rồi, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chị cho Tuấn Tài một chủ ý đi. Bằng không, Tuấn Tài mất mũ quan chỉ là việc nhỏ, việc này nếu truyền ra thanh danh của chị cũng không dễ nghe. Trang Hồng Mai dùng bài bi tình, nói vành mắt cuối cùng rơi lệ. Cô biết mình làm chị đau lòng, chỉ cần lệ rơi ra, 1000 chuyện chị cô cũng ra mặt giải quyết. Quả nhiên, Lưu Chân Mai liếc mắt nhìn em gái nuôi Trang Hồng Mai một cái, tức giận hừ nói. Em thì chỉ được cái khóc, một chút việc nhỏ khóc cái gì. Có chị ở đây, mũ quan Tuấn Tài sao mất được. Em biết chị sẽ có cách mà. Trang Hồng Mai nghẹn ngào nói. Biện pháp. Lưu Chân Mai trầm ngâm hai chữ, suy nghĩ một hồi, liếc mắt nhìn vợ chồng Tăng Tuấn Tài một cái, nói. Hai người có nghe theo ý của chị hay không? Nghe, lời chị nói chính là thánh chỉ nói như thế nào em làm thế đó. Sau này, em cũng chỉ có một người chị, Trương Minh Sâm tính cái rắm, Trương Minh Sâm ông ta đi chết đi. Tăng Tuấn Tài khẩn trương nói, ông ta biết, hiện tại thái độ phải kiên quyết, bằng không, qua thôn này sẽ không qua cửa hàng này. Tuy nói Lưu Chân Mai quan hệ thân thiết với bà xã ông ta nhưng cũng không thể không theo ý cô. Hiện tại làm quan, ai không muốn làm lão đại, ai chả muốn nghe lời dễ nghe. Lưu Chân Mai, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt lắm, Lưu Chân Mai thản nhiên cười cười, giọng điệu dịu đi rất nhiều, liếc mắt nhìn Tăng Tuấn Tài một cái, nói. Nếu Trương Minh Sâm luôn luôn bức cậu, muốn bắt cậu khai đao. Mà Diệp Phàm cũng muốn bắt cậu lập uy, cậu ngẫm xem. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Em làm sao bây giờ? Tăng Tuấn Tài nhất thời có chút mơ hồ, tương đối xấu hổ liếc mắt nhìn Lưu Chân Mai một cái. Nên làm cái gì bây giờ chứ làm sao bây giờ? Đơn giản chính là lựa chọn một. Lưu Chân Mai rốt cuộc tung ra quân bài chưa lật. Lựa chọn, chị, việc này sao được? Em còn không chọn Trương Minh Sâm nói em là cỏ đầu tường. Chị cũng biết, làm quan ghét nhất bị làm cỏ đầu tường. Nếu muốn làm đến cùng bà không thương, mẹ không yêu thì thành thứ bỏ đi của Hải Đông à, nếu vậy thì Tăng Tuấn Tài em chắc hẳn cả đời phải làm thứ đó thôi. Tăng Tuấn Tài vẫn không hoàn toàn hồ đồ. Cậu hồ đồ à, cậu không lựa chọn Trương Minh Sâm là chắc chắn rồi, cậu còn để ý đến ông ta làm gì? Huống chi, tôi thấy Trương Minh Sâm cũng không xem cậu như là bằng hữu, ông ta chỉ lợi dụng cậu thôi. Tôi chỉ có thể nói với cậu phải lựa chọn. Tự cậu quyết định đi. Hai mắt Lưu Chân Mai nghiêm túc nhìn chằm chằm Tăng Tuấn Tài. Em làm theo chị. Tăng Tuấn Tài đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Tính toán của cậu còn có chút lương tâm. Không thể tưởng tượng Lưu Chân Mai không ngờ toát ra một câu như vậy. Tăng Tuấn Tài trong lòng quả nhiên thả lỏng, tâm nghĩ cuối cùng đã thành công, làm theo Lưu Chân Mai hướng tới quyền lực. Như vậy đi, chúng ta là người một nhà, sẽ không nói hai nhà. Tôi thấy việc này, cậu phải có thái độ chủ động kiên quyết.
Lưu Chân Mai nói. Ý chị là bảo em tỏ thái độ về phía của chủ tịch thành phố Diệp à? Tăng Tuấn Tài hỏi. Cậu không hướng đến hắn tỏ thái độ thì hướng ai tỏ thái độ, Trương Minh Sâm vô dụng. Hơn nữa, việc này tỏ thái độ với Trương Minh Sâm cũng vô dụng. Con đường duy nhất của cậu là nương tựa Diệp Phàm. Muốn vậy phải thật tâm đến, thành thực đi theo chủ tịch thành phố Diệp làm việc. Hơn nữa chị không có đoán sai. Diệp Phàm hẳn là có xu hướng mới này. Người như thế, có chí khí làm việc lớn, cũng có tính kiêu hùng. Người như thế, không có khả năng cam tâm trở thành kẻ phụ thuộc Phạm Viễn. Mấy tháng sau sẽ thấy kết quả, cho đến lúc này, Diệp Phàm vì đối kháng Phạm Viễn, chắc hẳn sẽ tìm kiếm người ngoài viện trợ. Lưu Chân Mai thản nhiên hừ nói. Em thấy hắn cũng là người như vậy, bằng không lần đầu chủ trì hội nghị làm sao dám nói lời vững vàng như vậy. Có người nói cương quá dễ gãy, em lại thấy khác, loại người giống như hắn làm thế nào thăng quan nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. Tăng Tuấn Tài có chút buồn bực nói. Ha ha, cậu chỉ thấy hắn mặt cương của hắn thôi, cậu không thấy được ứng dụng sức mạnh của hắn. Người như thế, vì mạnh mẽ, mọi chuyện đều phải làm lão đại, tuy nhiên, hắn chắc chắn có năng lực làm lão đại. Mà loại năng lực này biểu hiện ra ngoài cũng có thể thuyết cả bang phái theo hắn làm việc. Những người làm nên việc lớn ai mà không thế? Lưu Chân Mai thản nhiên mỉm cười. Chỉ, em chỉ sợ em ra mặt tỏ thái độ hắn sẽ hoài nghi không tin em thì làm sao bây giờ? Tăng Tuấn Tài có chút lo lắng, nói. Thôi vậy, giúp cậu một lần, có thời gian tôi sẽ cùng chủ tịch thành phố Diệp tâm sự. Lưu Chân Mai thản nhiên nói. Buổi sáng ngày hôm sau vài vị đầu sỏ Hải Đông muốn đưa đi, Diệp Phàm từ chối cho bọn họ cùng đi nói là muốn đi huyện Đào Mộc dạo, xe đi thẳng đến huyện Đào Mộc. Huyện Đào Mộc này, trước kia có ngôi nhà cổ bảo quản một nữ thi đào được ngay tại huyện Đào Mộc của một trung niên Thủy Châu tên Lôi Thản thích chơi đồ cổ. Hơn nữa, nghe Đại sư Trương Đạo Lâm đã nói qua, có thể khiến khối nữ cương thi này được bảo tồn đầy đủ như thế, nói không chừng có thiên tài địa bảo sinh trưởng ở đâu đó. Lão đại Diệp hiện tại công lực chưa khôi phục, thực tế tâm tình cũng tương đối buồn bực. Cũng là luôn tìm kiếm cách khôi phục công lực, chỉ có điều những loại thiên tài địa bảo giống như loại thái tuế xuất hiện trong cổ mộ triều đường ít thấy qua. Ngay cả như tổ đặc nhiệm A tổ chức, động viên lực lượng quốc gia tìm kiếm cũng khó kiếm được. Chứ đừng nói cá nhân đi tìm, cái loại đồ vật này nọ chỉ có thể gặp được nhưng không thể cầu được. Tuy nhiên, đám người Diệp Phàm đi đến nửa đường lại trở về. Xe thẳng đến chỗ khe suối Vu Hữu Hòa nói. Khi xe dừng lại ở khe suối Hạ Lưu Thanh Nghiêu, lão đại Diệp nhìn thấy phát ra vị thanh tưởi, nước biến thành màu đen, gờ, chợt dưới là nước đen ngòm lóe ra màu vàng rác rưởi bèn thoáng trao mày. Dòng nước này khi đến Hạ Lưu, phía dưới hẳn là tương ứng huyện Đông Dương thành phố Thuận Xương của Hà. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Ừ, đi tiếp xuống có vài cái thành thị nhỏ. Hơn nữa, nước này xuống phía dưới còn có một khe suối khác, gọi là khe suối Minh, giao nhau rồi mới đến huyện Đông Dương. Bằng không, nước này trực tiếp tới huyện Đông Dương, chắc hẳn người ta sớm đã tìm lại đây. Tuy nhiên, cứ việc này liên quan rất lớn đến vấn đề nước uống của toàn huyện Đông Dương. Đông Dương vốn thiếu nước sinh hoạt, uống loại nước này sống qua ngày, không bị bệnh mới là lạ. Nghe nói huyện Đông Dương gần đây cũng thường xuyên thảo luận, biện pháp cũng nhất là tu sửa đạp nước. Cách ly với nước từ Thanh Ngưu chảy qua, không cho nước chúng ta chảy qua, nói cách khác bọn họ chỉ cho dòng nước khe suối Minh chảy qua. Tuy nhiên, Thanh Ngưu chúng ta không chịu, không cho bọn họ làm. Nếu như bên dưới quả thực bị chặn lại, tính nguy hiểm rất lớn. Nhất là khi gặp lũ lụt nước kia chảy ngược lại đây, còn không nhấn chìm toàn bộ Thanh Ngưu sao? Chủ tịch thành phố có thể không biết rằng, Thanh Ngưu cũng cao hơn huyện Đông Dương phía dưới một chút. Ngay cả không có lũ lụt, bên dưới mà chặn lại, chắc hẳn Thanh Ngưu cũng có vài thị trấn bị làm cho ngập. Vẻ mặt Vu Hữu Hòa mặt nghiêm trọng, nói. Làm bừa bãi, việc này làm lộ liễu như vậy, chỗ thải nước này đã điều tra qua chưa? Diệp Phàm hừ nói. Chương 1655, Chủ tịch xã Lưu. Việc này tôi không rõ lắm, chắc chắn có nổi trên mặt nước, có lẽ, bọn họ làm bí mật nên chảy ra. Nhưng ở Thanh Ngưu các khu công nghiệp chắc chắn có nước thải. Hơn nữa tôi nghe nói các công ty ô nhiễm nặng đều được xây dựng ở địa phương này. Công ty gia công đồng trong khu công nghiệp thuộc loại các công ty gây ô nhiễm nhiều nhất. Nguyên liệu đồng của họ được luyện ở các địa phương đó sau đó mới chuyển về khu công nghiệp.
Vu Hữu Hòa thật sự là hiểu biết nhiều. Trên xe, Diệp Phàm luôn suy nghĩ vấn đề ô nhiễm của Thanh Ngưu. Nếu việc này Phí Mãn Thiên cũng biết, có lẽ tình hình bên trong rất phức tạp. Thành phố Thanh Ngưu dám lớn mật như thế, chắc chắn không thể không có liên quan đến một số lãnh đạo thành ủy được. Nếu phải động đến Thanh Ngưu, chắc chắn là liên lụy đến một số lãnh đạo thành ủy Hải Đông. Nếu không động đến, chắc chắn là không được. Tuy nhiên, động đến Thanh Ngưu không thể dễ dàng. Diệp Phàm chỉ là một chủ tịch thành phố, cũng không có nhiều quyền điều chỉnh bộ máy. Nếu phải đưa đề xuất ra hội nghị thường vụ, thì chẳng khác nào tự mình tạo ra kẻ thù. Trước mắt hắn mới đến Hải Đông, chưa ổn định, không nên kết thù oán với nhiều người lắm. Huống chí, mục đích có lẽ không đạt được. Hơn nữa, Phạm Viễn chẳng lẽ không hiểu được việc này, đó là không thể có. Mặc kệ Phạm Viễn, việc này làm người ta phải nghĩ lại. Tuy nhiên, bí thư Phí giao xuống dưới, việc này chắc chắn phải quan tâm. Mặc kệ mũ của mình có thể bay. Huyện Đào Mộc dĩ nhiên lấy cây đào là thế mạnh, huyện cũng không có tài nguyên khoáng sản nhiều. Tuy nhiên cũng không biết tại sao, nên lãnh đạo huyện căn bản không coi trọng cây đào, đại đa số lấy làm củi đốt. Hơn nữa, không có khoáng sản, công nghiệp yếu. Cho nên, kinh tế phát triển chậm, các chỉ tiêu khác nằm trong xếp hạng thấp nhất Hải Đông, trong các khu hành chính, đứng thứ ba từ dưới lên. Xe Diệp Phàm vừa mới tiến vào huyện, trên đường thấy một người đàn ông trung niên đang ra sức bổ cây đào. Dừng xe. Diệp Phàm nhìn rất đau lòng, vội vàng kêu lên. Vu Hữu Hòa tuy không hiểu tại sao nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo Diệp Phàm xuống xe nhằm thẳng trong nhà mà đi. Bác, sao lại lấy gốc đào làm củi đố, đáng tiếc quá. Diệp Phàm nhặt một đoạn cây đào đã được bổ thành củi. Có gì đáng tiếc, chúng tôi ở đây đều thế. Cậu chẳng lẽ không thấy, hai bên đường có, trên núi có, bờ ruộng cũng có. Ông cha chúng tôi đều lấy đây làm củi đốt. Từ xưa nghe nói có người đến huyện chúng tôi chọn gỗ đào để khắc kiếm báu. Tuy nhiên, hiện tại là xã hội gì, ai còn tin tưởng loại gỗ này? Còn mấy thanh kiếm giả thần giả quỷ, có thể sử dụng bao nhiêu? Không chặt chẳng lẽ để nhìn, còn không bằng cây đào ăn quả có thể bán lấy chút tiền. Người đàn ông trung niên tức giận trợn mắt nhìn Diệp Phàm một cái hừ nói. Ở xã cũng không tổ chức đưa gỗ đào ra ngoài bán. Diệp Phàm hỏi. Bán cái con khỉ, thứ này chỗ nào cũng có, ai muốn. Mặc dù cũng có người cần nhưng giá không khác gì giá củi của chúng tôi. Không bằng bổ làm củi đốt cho nhanh. Người đàn ông nói. Chính quyền xã các bác không quan tâm. Vu Hữu Hòa hỏi. Quan tâm, như thế nào thì mặc kệ. Mấy ngày hôm trước chủ tịch xã Lưu Đạt tổ chức họp cán bộ thôn. Nói là sau này sẽ chặt gỗ đào để trồng cây ăn quả. Nói là trái cây dễ bán. Nghe nói có ông chủ đến đầu tư, muốn xây dựng nhà máy đồ hộp. Người đàn ông nói, nhận điếu thuốc Diệp Phàm đưa ra. Chúng ta đi. Diệp Phàm nghiêm mặt, lên xe nói. Đến chính quyền xã, thật sự là loạn ngầm. Chủ tịch thành phố, đây là xã Bảo Kiếm. Vì trước kia có nhiều gỗ đào, khắp nơi đến mua để khắc Bảo Kiếm, người buôn bán không ít. Cho nên, có tên là xã Bảo Kiếm. Không ngờ bọn họ ngốc nghếch như thế, chặt cây này để trồng cây ăn quả. Xây dựng nhà máy đồ hộp, nhà máy còn chưa được xây dựng đã bảo chặt cây. Nếu nhà máy không được xây dựng, đến lúc đó còn một đống trái cây thối rụng. Chỗ này là nơi héo lánh, ai chịu đến mua trái câu? Vu Hữu Hòa thở dài. Ừ, giao thông ở đây khó khăn, đến một con đường còn không có. Trồng cây ăn quả chỉ có thể để mình ăn. Đến lúc đó không tiêu thụ được thì chỉ có thể vứt đi. Trước kia tôi ở Ma Xuyên đã thấy, địa phương cứ khuyến khích trồng rất nhiều đào. Cuối cùng toàn bộ đào thành rác rưởi, hao tài tốn của không nói, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện còn phải giúp họ dọn dẹp. Mà người chịu tổn thất nhiều nhất chính là người dân, vốn trông cậy vào quả đào chín kiếm chút tiền. Không ngờ quả đào thành gánh nặng. Cho nên, người lãnh đạo là rất quan trọng, đừng chỉ nhìn một xã. Nếu người đi đầu lựa chọn không tốt sẽ làm hại đến vạn vạn dân chúng. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không lâu xe tiến vào chính quyền xã. Chính quyền xã Bảo Kiện thật sự là cũ kỹ. Toàn bộ trong một tòa trụ sở. Hơn nữa, vẫn là bằng gạch mộc, tường bao cũng không có. Diệp Phàm nhìn qua cửa xe, thấy có mấy người nhân viên đang lười biếng phơi nắng trong xe. Sau khi thấy xe Diệp Phàm, mấy cán bộ xã vội vàng chạy đến. Chắc là bị biến số xe dọa sợ.
bởi vì, biến số xe của Diệp Phàm chính là biển số xe hai số của thành ủy Hải Đông, tất nhiên có chút dọa người. Những cán bộ xã này đều biết biển số xe. Hơn nữa, một cán bộ xã gọi lớn lên tầng. Chủ tịch xã, lại có khách từ thành phố. Gì, khách thành phố lại đến. Lan Nhất Thanh, có phải cô phơi năng nên hồ đồ không? Xã chúng ta cũng có khách thành phố đến sao? Tôi làm chủ tịch xã đã gần 3 năm, chưa thấy lãnh đạo thành phố nào đến huyện chúng ta. Muốn ăn không có chỗ ăn, muốn uống không có chỗ uống, chỉ có mấy cây gỗ đào, có tác dụng chó gì chứ? Bên trong vang lên một giọng thô lỗ. Từ trên tầng 3 một đầu người thò ra nhìn xuống sân một cái. Người kia rụt đầu lại, gần 10 giây sau, Diệp Phàm thấy một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn chạy xuống. Vừa thở vừa chạy từ xa đã nói. Rất xin lỗi, tôi là chủ tịch xã Bảo Kiếm L%C. Chương 1656, Đào Mộ. Chủ tịch thành phố, một xã đến nhà máy cũng không có. Xã chúng tôi vừa không có trà vừa không có khoáng sản, bình thường tiền do trên cấp xuống còn chưa đủ phát tiền lương. Mà không, lương giáo viên đã chậm 3 tháng. Lưu Đạt không ngờ thành thật nói ra chuyện mà cán bộ khác đều muốn giấu giếm. Bộp một tiếng, Diệp Phàm vỗ bàn một cái, nhìn chằm chằm chủ tịch xã Lưu hừ nói. Như thế nào cũng không thể nghèo giáo dục, giàu cũng không thể chiều chuộng trẻ con, giáo viên kiếm tiền không dễ, sao các anh có thể chậm lương của giáo viên? Nói đến đây Diệp Phàm có chút tức giận chỉ vào Lưu Đạt quát. Xem các anh xem, các anh lĩnh tiền lương của mình, các giáo viên thì chậm lương. Làm cho các thầy cô nhịn đói đi dạy học đúng không? Giáo viên là người vất vả cần cù lao động, bọn họ không có khoản thu nhập khác phải dựa vào tiền lương. Nếu dạy bọn trẻ sai, các anh chịu trách nhiệm được sao? Hừ, tôi thấy chủ tịch xã như anh muốn kết thúc có phải không? Diệp Phàm thực sự tức giận. Chủ tịch thành phố, chúng tôi cũng đã một năm không nhận lương. Chủ tịch xã Lưu nói là để bảo đảm tiền lương cho các thầy cô trước. Trước đây một thời gian thôn Cổ Thủy xảy ra lở đất, có hai người bị thương nặng, lúc đó còn chưa chết, mang đến thành phố nhưng không có tiền. Cho nên, chủ tịch xã Lưu đã mang tiền của xã đi cho hai người đó chữa bệnh. Kết quả là phải mất 2 tháng, việc này làm cho chủ tịch xã Lưu cãi nhau với người khác. Nên tiền của xã đã thiếu, cho nên, 3 tháng nay các giáo viên chỉ được lĩnh một nửa tiền lương. Gần đây chủ tịch Lưu đang nghĩ cách, khắp nơi vay tiền quyên tiền. Nhưng huyện Đào Mộc chúng tôi cũng không giàu, cũng không có nhiều tiền. Vì phí chữa bệnh của hai người kia lên đến 700.000. Lúc này một người cán bộ đeo kính cận vội vàng giải thích. Anh tên gì? Giọng Diệp Phàm dịu đi không ít, không thể tưởng tượng được chủ tịch xã thô kệch này không ngờ lại tốt bụng. Người như thế thật sự không nhiều lắm. Y là Ngô Sương Hoạt, là phó chủ tịch xã chúng tôi. Lưu Đạt nói. Đồng chí Ngô Sương Hoạt. Anh vừa nói là sự thật. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Sương Hoạt chằm chằm. Tôi lấy danh dự của đảng để đảm bảo nếu chủ tịch thành phố không tin có thể cho người đi kiểm tra. Tôi nếu nói dối nửa câu, bị sét đánh không chết tử tế được. Phó chủ tịch xã Ngô không ngờ thề độc. Thôi vậy, việc này không cần phải nói. Diệp Phàm khoát tay áo giải thích cho mọi người. Để mọi người biết về lở đất ở thôn Cổ Thủy thì đưa ra tài liệu. 1 giờ sau, bên người đột nhiên có một chiếc Santana cũ. Bí thư huyện ủy Đào Mộc Khương Sơ Lâm, chủ tịch huyện Tả Nhất Cường cùng toàn bộ lãnh đạo huyện đã đến ủy ban nhân dân xã Đào Mộc. Diệp Phàm thản nhiên bắt tay bọn họ, hỏi. Bí thư Khương, huyện Đào Mộc có bao nhiêu cây đào anh có biết không? Việc này. Khương Sơ Lâm sửng sốt, mặt đỏ lên nhìn quanh một cái rồi nói. Số lượng cụ thể chúng tôi cũng không thống kê, tuy nhiên, khá nhiều. Trên cơ bản thì trên núi đều là gỗ đào, mà ở thôn Bảo Kiếm xã Đào Mộc nhiều nhất, chắc là nơi thích hợp cho gỗ đào phát triển. Nếu có nhiều gỗ đào như vậy vì sao không phát triển một số sản phẩm liên quan đến gỗ đào? Ví dụ như làm kiếm gỗ đào, đồ mộc gỗ đào. Tuy nói hiện tại là xã hội hiện đại, chúng ta không còn dùng các sản phẩm như ngày xưa, nhưng chúng ta phát triển một số sản phẩm liên quan đến gỗ đào không phải không được. Gỗ đào nhẵn nhụi, có mùi thơm. Gỗ đào có vị trí quan trọng trong văn hóa dân gian và tín ngưỡng của nước ta. Gỗ đào cũng có tên trong những loài gỗ quý. Chỉ dùng để chế biến tài liệu đuổi tà. Truyền thuyết khoa phụ đuổi mặt trời, trước khi chết cầm cây gỗ thần tung ra hóa thành một khu rừng gỗ đào.
Câu đối đầu tiên của nước ta cũng dùng gỗ đào để viết lên, gọi là bùa đào, đã có đến mấy ngàn năm. Đào gỗ còn có thể trấn được ma quỷ, gọi là thần mộc. Ở các nước Đông Nam Á, người ta lấy kiếm gỗ đào đặt trong nhà để trừ ma quỷ. Thành Sơn Đông có nhiều đức Phật đào nổi tiếng, cây đào nổi tiếng trong thế giới Phật giáo, sinh trưởng trên núi cao, hàng năm hấp thu tinh hoa đất trời, phát triển trong điều kiện địa lý đặc thù nên có được hình dáng và mùi thơm rất đặc biệt. Vì thế được công nhận là đào viên hàng đầu thế giới. Hiện tại người ta dựa vào tiếng tăm, khi đã có danh tiếng, thì tiền cũng sẽ đầy bồn đầy bát. Diệp Phàm kiên nhẫn nói về ưu điểm của cây gỗ đào. Chủ tịch thành phố, chúng tôi cũng đã biết việc này. Vài năm trước, tôi mới đến huyện Đào Mộc, nhìn thấy rừng gỗ đào cũng rất muốn. Nhưng mấy thứ này, không có danh tiếng rất khó tìm nơi tiêu thụ. Cũng từng có ông chủ đến huyện chúng tôi đầu tư, muốn gia công điêu khắc kiếm gỗ đào. Tuy nhiên, sau vì không tiêu thụ tốt, nhà máy cũng ngừng sản xuất. Chủ tịch huyện Tả Nhất Quyền vẻ mặt khó xử nói. Người chuyển sống, cây chuyển chết, các anh không nghĩ đến quảng cáo một chút sao? Chỉ cần có thể làm cho ngành sản xuất gỗ đào sống lại, chỉ cần đúng pháp luật, chúng ta đều có thể làm. Diệp Phàm thản nhiên nhìn chủ tịch huyện Tả một cái hừ nói. Việc này, Tả Nhất Quyền và Khương Sơ Lâm đều vẻ mặt xấu hổ, không nói nên lời. Chắc là hai vị lãnh đạo huyện này không biết nói sao. Tốt lắm, các anh lập tức cho điều tra thống kê về số lượng gỗ đào trong toàn huyện. Cho tôi một báo cáo cụ thể bản đồ phân bố và chất lượng gỗ đào. Nói đến đây, Diệp Phàm quay sang Tả Nhất Quyền nói. Chủ tịch Tả, hiện giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Cho dù thế nào, trước tiên phải giữ gìn gỗ đào, không cho phép người ta tùy tiện chặt phá. Còn chuyện xã Bảo Kiếm thì để chủ tịch xã Lưu tự mình giải quyết, có thể làm được không? Có thể. Không thể tưởng tượng chủ tịch huyện còn chưa lên tiếng, chủ tịch xã Lưu Đạt đã dành trả lời trước. Sau đó bị chủ tịch huyện hung hăng trừng mắt nhìn. Y rụt cổ, mặt đỏ lên. Khi lãnh đạo đặt câu hỏi, cấp dưới sợ nhất chính là cấp dưới của mình nói chen vào. Việc này một là vì thể diện, một là vì không thể nói bừa, tránh đâm lao phải theo lao. Có một số việc, có lẽ lãnh đạo còn không muốn làm vậy. Nói phải đắn đo, làm lãnh đạo không thể không làm như vậy. Chắc là cán bộ các thôn đều đến rồi, đồng chí Lưu Đạt, anh đi sắp xếp một chút trước. Diệp Phàm khoát tay nói. Lưu Đạt vâng một tiếng vang dội rồi đi nhanh xuống dưới. Nghe nói người này rất có kinh nghiệm làm việc ở địa phương. Chỉ nghe Lưu Đạt quát to vài tiếng trước sân trụ sở ủy ban nhân dân. Cán bộ các thôn đã không dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng việc này quyết định như vậy. Diệp Phàm ngồi trong phòng họp nghe Lưu Đạt quát bên ngoài cũng cảm thấy buồn cười. Khương Sơ Lâm và Tả Nhất Quyền đều cau mày. Thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Phàm một cái. Chỉ sợ chủ tịch thành phố phê bình hai người tại sao có thể để một tên chủ tịch xã thô lỗ như vậy. Buổi tối, Diệp Phàm ở ngay tại trụ sở ủy ban nhân dân xã giản dị kia, nói là muốn nghỉ ngơi, cho nên đi ngủ từ sớm. Vừa mới bước vào phòng khách, thấy Trần Quân và Lý Cương vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi trên ghế gỗ. Điều tra vài ngày rồi, đã điều tra ra chỗ sở nữ Cương khai quật không? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là hỏi về mộ đào được xác ướp trong nhà Lôi Thản ở Thủy Châu. Đã điều tra xong, cũng không phải là nơi mà Lôi Thản nói. Tôi có hỏi bà vợ, lúc đó xác ướp cô gái đó chính là đào ra từ một hang cạnh gốc đào cổ thụ ở thôn Đào Mộc, cách xã khoảng 5-6 dặm. Mà gốc cây đào này là cây cổ thụ, rất lớn. Có lẽ cơ thể cô gái đó được bảo vệ đầy đủ như thế không phải không liên quan đến gỗ đào. Trần Quân nói. Mấy ngày hôm trước chúng tôi có dẫm lên chút chén đĩa. Hang dưới gốc gỗ đào ban đầu là có người ở, sau đó chuyển đi hết, nếu lại đào ra lần nữa sẽ làm người khác chú ý. Lý Cương nhìn Diệp Phàm nói. Các cậu đào nhiều hay ít? Diệp Phàm hỏi. Mộ đó không ngờ ở dưới một gốc đào cao đến 7-8 mét, phải hai người mới có thể ôm xuể gốc cây. Mộ chỉ là một chỗ đất nham nhở, tuy nhiên, xung quanh mộ đều là cây gỗ đào. Chúng tôi sợ phá hủy chỗ đó nên tạm thời không chặt cây. Lý Cương nói. Phải xem kỹ rồi hãy nói. Diệp Phàm nói. Ba người đi thẳng đến gốc cây gỗ đào. Nửa giờ sau đến gốc cây đào cổ thụ, dừng xe cách đó không xa, ba người mang theo công cụ đi đến. Khu đất này thật sự có chút kỳ lạ. Được bao bọc bởi núi, một mặt là núi đá, bốn phía đều là rừng gỗ đào.
gạt lớp lá rụng ba người đi vào trong hang động. Gõ vào tảng đá Diệp Phàm nói. Mộ này có niên đại bao nhiêu? Hẳn là đời Thanh. Trần Quân đáp. Đã kiểm tra chưa? Diệp Phàm quay đầu hỏi. Anh Quân rất giỏi, buổi tối hôm đó anh ấy bắt cóc một lão học giả đến đây. Lão ta sợ đến mức thiếu chút nữa tiểu ra quần. Tuy nhiên, vì bảo toàn sinh mệnh, lão ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua, rồi cho ra kết luận là đời nhà Thanh. Lý Cương cười nói. Ba người chui qua rào chắn. Cuối cùng chỉ thấy một chút gỗ đào mục nát, cũng không thấy cái gì có thể làm Diệp Phàm hào hứng. Mẹ nó, mệt chết được cũng không để lại cho chúng ta cái gì. Trần Quân không kìm nổi buồn bã nói. Có thứ tốt người ta đã mang đi trước, có thể để lại cho cậu, cậu nằm mơ đi. Diệp Phàm hừ một tiếng, giơ tay đập đập quanh mình, lại cúi sát xuống đất, dùng đôi mắt ưng và tai rơi để quan sát, thử tìm. Trần Quân và Lý Cương lại đưa ra một số tia hồng ngoại thăm dò. Quái, hình như bên trái có chút lạ, bùn bên đó không thể nào thật. Trần Quân nhìn nói. Ừ, bên trái hình như có động, không phải là một mộ chung chứ. Diệp Phàm nghi ngờ giơ tay gõ lên vách đá bên trái. Mặc kệ, vào đó rồi nói sau. Trần Quân nói, Diệp Phàm cũng đồng ý, ba người bắt đầu đánh. Ba cao thủ cùng ra tay. Hơn nữa công cụ tiên tiến, tốc độ rất nhanh. Không lâu sau bước vào hơn 10 mét. Chương 1657, có thể khôi phục công lực sao? Quả nhiên là có một động khác, mẹ nói, thỏ khôn có ba hang. Trần Quân không kìm được thở dài một tiếng, bởi vì đập mấy cái mạnh, một gỗ đào bị ăn mòn một chút đã hiện ra. Ba người càng hăng hái, không bao lâu đã đào vào trong. Dọn dẹp qua đã đến phần mộ ít người biết đến. Thấy một cỗ quan tài bằng gỗ thô rất lớn, gần ba thưa trơn, chiều rộng có thể trên dưới 2 mét, có màu đen. Nhìn qua gỗ vẫn được bảo tồn khá tốt, chắc là do điều kiện địa lý đặc thù ở đây, hoặc là người xưa đã có xử lý đặc biệt, ba người cũng không có nhiều thời gian đi sâu tìm hiểu việc này. Mẹ nó, không phải bốn người chôn cùng chứ, một quan tài lớn như vậy để một xác ướp thật sự có thú vị. Trần Quân mắng, còn biểu diễn như trên TV. Nếu bọn họ ra thì có lẽ anh Trần chạy trốn nhanh nhất. Lý Cương cũng rất hào hứng cười cười nói. Lập tức dùng điện cưa cưa vào, ba người không tiếc cái gì là khảo cổ với không khảo cổ. Tiếng răng rắc của cây gỗ đào vang lên, cuối cùng đã đi vào. Ba người cẩn thận di rời những mảnh vỡ. Bên trong hiện ra rõ ràng, bên trong là một khối xác ướp, tuy nhiên hẳn là đàn ông. Hơn nữa được giữ gìn rất nguyên vẹn, hình dáng xác ướp vẫn rõ ràng. Mặc trang phục triều Thanh. Trần Quân cười một trận, cuối cùng thất vọng mắng. Một xác khô như vậy, hình như cũng không có gì đáng giá. Tôi tưởng rằng phát tài, lấy được chút châu báu cho bà xã dùng. Không nghĩ gia đình xác ướp cũng nghèo rất mùng tơi, thật không có hứng thú. Không chắc. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cẩn thận tìm tìm, nói. Nếu là gia đình nghèo, không thể làm một ngôi mộ cẩn thận đẹp như vậy. Ngôi mộ này, ở triều Thanh không có mấy vạn lượng bạc không thể làm được. Vậy sao không có vật bồi táng? Ngôi mộ này không có dấu vết đào bới. Trần Quân vẻ mặt buồn bực nói. Kiểm tra một chút rồi nói sau. Tôi có cảm giác chỗ này có chút kỳ lạ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Tai lại dán vào bụng xác ướp bắt đầu tiến hành tìm hiểu. Trần Quân và Lý Cương cũng không ngồi không. Sử dụng công nghệ cao của báo săn dò xét. Ở dưới hình như còn có chuyện gì đó. Trần Quân kêu lên. Chẳng lẽ những cái tốt vẫn ở dưới đáy? Diệp Phàm thì thầm một câu, ba người lập tức tỉnh táo lại. Cùng nhau ra tay, cẩn thận di chuyển xác ướp. Thấy phía dưới có một tấm gỗ đào dày. Diệp Phàm dùng tay đấm một phát mạnh, một tiếng gãy vang lên giòn tan. Có một hang động khác. Diệp Phàm chắc chắn phía dưới có vấn đề. Ba người lại mang dụng cụ ra. Tuy nhiên, phía dưới không ngờ còn có một núi đá to rất cứng. Không thể nào đào được, ba người cố gắng mấy tiếng đồng hồ chỉ đào được khoảng 2 mét. Một khúc xương khó gặm. Lý Cương nhổ một ngụm xuống đất nói. Thấy trời đã sắp sáng. Anh Diệp, tôi đưa anh trở về trước, tôi cùng Lý Cương từ từ đào. Mai anh còn có công việc. Nếu đột nhiên biến mất làm người ta phê bình. Trần Quân nói. Diệp Phàm đành phải đồng ý về xã Đào Mộc. Ngày hôm sau, Chủ tịch thành phố Diệp tỉnh dậy đã sáng. Thời gian còn lại chính là lấy xã Đào Mộc làm thí điểm, đi dạo khắp nơi.
đi loanh quanh hết các nơi nổi tiếng của huyện, buổi tối lại về xã Đào Mộc nghỉ ngơi. Buổi tối, Diệp Phàm lại đến hang chỗ gốc đào. Thấy Trần Quân và Lý Cương mặt mày chán nản, hai người cực kỳ mệt mỏi. Diệp Phàm tiếp tục đào xuống, không đến một tiếng sau đã đào thông. Thấy phía dưới không ngờ là một hố bằng đá. Lúc này hố có một chén thủy tinh nhỏ, màu xanh nhạt. Hơn nữa trong chén có một đám khí màu lúc bốc lên hầm hập, hít vào cảm thấy rất thoải mái, mùi thơm ngát. Địa linh khí, tôi đã nghe Đại sư Trương Đạo Lâm nói qua. Trời đất có khí, đây chính là trời đất tụ lại có ích cho thể xác và tinh thần. Đồng thời kết hợp với cây cối và nước mưa, được lên men tinh khiết, giống như rượu ngon. Dần dần khí tinh khiết ngưng tụ thành nước, chắc chắn hai xác chết không mục nát có liên quan đến chén nước màu xanh này. Diệp Phàm vẻ mặt hào hứng nói. Đại ca, nói như vậy thì nước màu xanh này có thể giúp người ta khôi phục công lực. Vẻ mặt Trần Quân hào hứng như bắt được của quý. Việc này cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên, hẳn là có ích, nhưng nước màu xanh này chưa qua kiểm nghiệm, ai dám dùng. Nếu độc từ xác khô này thấm xuống thì sẽ thành độc dược. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn chén nước nhỏ màu xanh đột nhiên ngây dại hỏi. Hai cậu rõ ràng thấy nước này hình như thiếu đi rất nhiều. Đúng là ít đi, anh xem chỗ này không phải là cạn đi. Không biết có phải sau khi mở cửa, điều kiện kín kém đi, cho nên tự bốc hơi. Làm sao bây giờ, hay là nhanh chóng cho vào bình đem đi xét nghiệm một chút. Bằng không, để mất đi hết thì thật là đáng tiếc. Trần Quân kêu lên. Có khả năng, mau lấy bình ngọc đến đây. Diệp Phàm kêu lên. Lý Cường mang bình ngọc đến, không lâu cuối cùng cũng cất được vào bình ngọc. Tuy nhiên, trong chốc lát, Lý Cường thấy bình ngọc dường như nhẹ đi một ít, mở bình ngọc ra nhìn, kinh ngạc kêu lên. Xong đời rồi, hình như cạn đi một ít. Làm sao bây giờ, cứ như thế này, chắc không về đến thành phố nước đã hết. Thật sự là lạ, bình ngọc này được bịt kín hoàn toàn, sao có thể cạn? Lạ thật. Trần Quân lắc lắc đầu, không hiểu. Uống vào, mẹ nó, tôi đánh cuộc một phen, dịch này hẳn là không có độc. Diệp Phàm nhận bình ngọc nhìn nhìn nói lớn. Không được, đại ca, việc này rất nguy hiểm. Trần Quân vội vàng khuyên, rất nguy hiểm. Tôi thử một chút rồi nói sau. Diệp Phàm nhấp một ngụm nho, cẩn thận cảm nhận, bên trong không ngờ có một chút vị của gỗ đào. Hơn nữa, trong bụng cũng không thấy gì lạ thường. Nếu không ba chúng ta cùng chia nhau uống vậy, hắn là không có việc gì. Diệp Phàm giơ chai lên nói. Nếu thật sự không có việc gì, thì đại ca uống một mình có ích. Công lực của chúng tôi vẫn còn, nếu thật sự có chuyện gì chúng tôi cũng sẽ kịp phản ứng. Trần Quân nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Cường gật gật đầu nói. Tôi còn mang theo một ít nước thuốc khẩn cấp, nếu không được thì sẽ rửa ruột vây. Diệp Phàm ngửa đầu, uống chén nước nhỏ vào. Tốt, chúng ta đi. Xác ướp khô này cứ để đây, tôi có việc dùng. Diệp Phàm nói. Trần Quân và Lý Cường sợ gặp chuyện không may cũng không hỏi nhiều. Sau khi lấp mộ lại ba người leo lên mặt đất, Trần Quân lái xe thẳng đến xã Đào Mộc. Tuy nhiên, xe vừa ra khỏi thôn. Diệp Phàm nhíu mày, cảm giác bụng lạnh một trận. Dường như đang đứng giữa nước sôi lửa bỏng. Mẹ nó, thực sự có độc, mau rửa ruột. Diệp Phàm gõ gõ vào bụng kêu lên. Hắn có chút sợ chết. Người không sợ chết trên đời này căn bản là không có. Có người vì sao không sợ chết, chính là nhất thời bị kích động thôi. Trần Quân và Lý Cường sợ tới mức luống cuống hết chân tay. Lấy đồ rửa ruột đơn giản trên xe đưa vào miệng Diệp Phàm. Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ đã xảy ra, mặc kệ hai người làm thế nào thì làm, Diệp Phàm vẫn không nôn ra. Hơn nữa, Diệp Phàm dùng nội kình ép cũng vô dụng. Lúc này, trong bụng lại nóng lên một hồi, lúc nóng thì giống như hỏa thiêu, lúc lạnh thì giống như bên trong đang đóng băng. Chẳng lẽ tôi lại chết tại đây trong đêm đáng ghét này? Diệp Phàm thở dài một hơi. Đại ca, anh sẽ không chết. Lý Cường, anh ôm chặt đại ca, tôi lái xe. Mẹ nó, lái xe. Trần Quân điên rồi, phi xe như bay nhằm thẳng hướng xã Đào Mộc mà đi. Tuy nhiên, mới vài phút, Diệp Phàm cảm thấy trong bụng rất đầy, vội vàng bảo dừng xe. Bước xuống bãi đất trống, một hồi thải hơi vang lên, lập tức kéo theo cả một đống lớn, hơn nữa thối không ngửi được. Thoải mái hơn, có lẽ, thứ này không thể phu ra từ miệng, nhưng lại đi ra từ dưới. Diệp Phàm gõ gõ bụng nói cũng là thoải mái hơn một chút.
Ba người về đến xã Đào Mộc ngồi ở y tế xã mấy tiếng, không thấy có gì bất thường. Diệp Phàm vỗ vỗ bụng cười nói. Không việc gì, các cậu về trước, tôi về Ủy ban Nhân dân xã. Lâu như vậy, đại ca, anh có cảm thấy công lực tăng lên một chút không? Trần Quân nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Diệp Phàm đạp một cưới, cuối cùng lắc lắc đầu thở dài. Không có gì, vẫn tứ đẳng khai nguyên, một chút công lực cũng không khôi phục lại. Xem ra, nước này căn bản là không phải cái gì là địa linh tinh khiết, chỉ là giọt nước xám ngắt thôi. Tuy nhiên, đại ca, xác ướp kia giữ lại làm gì? Trần Quân nghĩ đến xác ướp lập tức hào hứng. Ha ha, đương nhiên là có dùng. Huyện Đào Mộc có nhiều gỗ đào, hơn nữa lịch sử từ trước đến nay, tác dụng của gỗ đào không ít. Tuy nhiên, chính vì không có danh tiếng, cho nên dân chỉ có thể dùng làm củi đốt. Diệp Phàm cười nhạt nói. Đại ca muốn dùng xác ướp tạo danh tiếng. Trần Quân kinh ngạc hỏi. Trẻ nhỏ cũng biết. Diệp Phàm cười cười gật đầu giơ ngón tay. Làm thế nào, chẳng lẽ bảo ở đây có xác ướp, như vậy chưa chắc đã có tác dụng. Đến lúc này Trần Quân cảm thấy có hứng thú muốn hỏi rõ ràng. Cậu nữa, nói qua người khác là được thôi. Diệp Phàm cười nói. Mượn ai? Lý Cường không kìm nổi hỏi. Ha ha, Trương Đạo Lâm là người hành nghề phong thủy. Lời của ông ta không dùng còn dùng lời của ai? Lời của ông ta nổi tiếng trong giới. Đến lúc chúng ta mượn danh tiếng của xác ướp này, nói thi thể mấy trăm năm không mục chính là vì có gỗ đào của chúng ta bảo vệ xác ướp. Chẳng những có thể trừ tà còn bảo vệ cơ thể không mục nát, chấn giữ nhà cửa, có tác dụng chăm sóc da. Ha ha, đến lúc đó có lẽ khách mua sẽ đến huyện Đào Mộc của chúng ta nhiều hơn. Mọi người sẽ tin vào lời của người nổi tiếng. Người ta đến, chúng ta sẽ nói đó là phỏng đoán, nếu mất linh cũng là bình thường có phải không? Diệp Phàm cười nói. Trần Quân và Lý Cương nghe cũng trợn mắt há mồm. Đại ca thật sự là đại ca, cách này cũng có thể nghĩ ra. Tôi thật sự được mở mang kiến thức. Trần Quân thở dài nói.